Chương 1058, hắn tất sẽ chết, người sẽ chôn theo hắn. Ở bên ngoài, vì thân phận đoàn trưởng của Tần Lạc, mọi người không muốn khuyên can tiếp. Nhưng vừa trở về đến khách sạn, sự bất mãn đã lập tức bộc phát ra. Đoàn trưởng, sao lại làm như vậy? Nếu phẫu thuật thất bại thì phải làm sao? Tất cả chúng ta đều là thầy thuốc, mọi người đều biết rõ ràng phẫu thuật xuất huyết não này độ khó rất cao. Đại biểu Trung Y Lý Giật Dân sốt ruột nói. Tiểu Tần à, tôi lớn hơn anh vài tuổi, hôm nay coi như cậy già mà lên mặt vậy. Lúc nãy anh quá kích động mà đưa ra quyết định này, nếu như thất bại thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Tây y đại biểu Tào Khuê Tổ, Phó Viện trưởng Y viện 320 cũng không nhịn được mà lên tiếng khuyên can. Đoàn trưởng, nói thật, vì tiền hoành lượng mà anh làm như vậy, quả thật không đáng. Vương Phun có tính cách khá cương trực, thẳng thắn, lúc này cũng lên tiếng. Cô Bách Hiền cũng không nói gì nữa, mà nhanh chóng chạy về phòng mình lấy điện thoại di động mà bình thường ông không mang theo bên người, nói với ý uy hiếp, Tần Lạc, nếu anh không thay đổi chủ ý, tôi sẽ gọi điện thoại cho Lão Vương ngay lập tức, anh không nghe lời tôi thì cũng phải nghe lời ông ấy. Tần Lạc cười ha ha nhìn những người trước mắt này, trong lòng có cảm giác hạnh phúc. Bọn họ cũng không phải là ủng hộ hắn mà chủ yếu là lo lắng cho hắn. Quyết định này có thể làm hắn phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Thậm chí nếu như phẫu thuật thất bại, thanh danh mà hắn vất vả tạo dựng được từ trước tới giờ sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Trước ánh mắt của công chúng nước Mỹ, thậm chí là của toàn bộ thế giới, nếu hắn làm chết bệnh nhân của mình, thì sau này làm gì có ai dám tìm đến hắn để chữa bệnh nữa. Lúc đó, hắn còn có thể hành nghề thầy thuốc sao? Thầy thuốc là một nghề có tính chất rất đặc thù, có thể thất bại nhưng không thể để tất cả mọi người đều biết. Làm gì có người bệnh nào có dũng khí đem tính mạng của mình ra đùa giỡn chứ? Cố lão, ông đừng kích động, từ từ nghe tôi giải thích đã. Tần Lạc vội vàng tiến lên ngăn lại, nếu hiện giờ ông tự thân gọi điện thoại cho sư phụ khẳng định sẽ khuyên can hắn. Đến lúc đó người biết sẽ càng ngày càng nhiều, kế hoạch của hắn mới bắt đầu mà trở ngại đã càng lúc càng lớn. Được rồi, anh cho tôi và mọi người ở đây một lời giải thích đi. Cô Bách Hiền cầm điện thoại di động nói. Ông cũng biết Tần Lạc không phải là một người liều lĩnh thiếu lý trí, nhưng không biết vì sao, hôm nay lại bị Phùng Phú Cường khích bác. Nếu như tôi nói, tôi nhất định có thể chữa khỏi cho Tiền Hoành Lượng, các ông có tin không? Tần Lạc cười hỏi. Nhất định, cô Bách Hiền nhíu mày. Tần Lạc, sự tình này không thể nói dẫn được, ngay cả người bệnh anh cũng chưa tiếp xúc, làm sao biết chắc có thể chữa khỏi cho hắn? Đúng vậy, đoàn trưởng, vấn đề này hiện nay đang là một nan đề của y học thế giới. Chưa có một người nào dám khẳng định là nhất định chữa khỏi. Tiểu Tần, anh cũng phải cấp cho mọi người một chút căn cứ gì đó chứ. Anh nói không như vậy chúng tôi thực sự rất khó mà tin tưởng, cũng không phải không tin năng lực của anh, mà vấn đề này thực không thể tưởng tượng nổi. 3. Chu Cường đập mạnh tay lên bàn, tức giận quát, loạn rồi, thật sự là loạn rồi. Sao bọn họ dám làm như vậy? Chẳng lẽ còn chê thể diện của chúng ta chưa đủ xấu sao? Phùng Phú Cường nhàn nhã ngồi trên ghế salon uống trà, lạnh nhạt nói, Lão Chu, ông cũng đừng nóng giận. Quyết định này cũng không phải của ông, cần gì phải tự phiền não. Đúng, không phải quyết định của tôi. Chu Cường cười lạnh, nhưng tôi ngồi ở vị trí này, là gánh vác trách nhiệm phát triển, mở rộng trung y trên toàn thế giới. Bất cứ ai có ý đồ gì ảnh hưởng không tốt, cũng là kẻ đối địch với tôi. Chu Cường là thư ký trưởng của Liên minh Trung y quốc tế. Là một nhân vật trung tâm của tổ chức. Mặc dù đây không phải là tổ chức của chính phủ nhưng Chu Cường là người lãnh đạo được Bộ Y tế trực tiếp phái tới. Vì vậy, hắn không những là trung tâm của tổ chức mà còn có bối cảnh sau lưng khá lớn. Kế hoạch này của Tần Lạc thành hay bại, đều có quan hệ tới tiền đồ, vận mệnh của hắn sau này. Khó trách được hắn tức giận như vậy. Tôi cũng đã khuyên anh ta, nhưng đáng tiếc, người đoàn trưởng này mặc dù tuổi không lớn, tính tình lại rất cố chấp. Chúng tôi cũng không khuyên can được, Phùng Phú Cường âm trầm cười nói. Phó Chủ tịch Rieger sao lại đồng ý, chẳng lẽ ông ta không biết hậu quả của việc này? Tên đoàn trưởng kia thỉnh cầu với Phó Chủ tịch Rieger, nếu như ông ta không đáp ứng, chỉ sợ sẽ mang tiếng là không giúp đỡ đoàn đại biểu Trung Quốc vãn hồi lại danh dự. Chu Cường nhíu nhíu mày, ấn lên nút công tắc gọi điện thoại nói, mời đoàn trưởng Tần của đoàn đại biểu Trung Quốc tới đây. Phùng Phú Cường liếc mắt nhìn Chu Cường, vừa cười vừa nói. Lãnh đạo, chuyện này tôi đã sớm báo cáo với ông. Lời nói của chúng tôi không đủ sức nặng, chuyện này ông xem rồi xử lý thôi. Công việc của tôi đang bề bộn lắm, tôi ra ngoài chút. Chu Cường gật đầu,
ngồi suy tư trên ghế, đợi cái người, tiểu đoàn trưởng trẻ tuổi tính tình cố chấp, theo như lời Phùng Phú Cường nói kia. Tần Lạc được thư ký dẫn đường tới phòng làm việc của Chu Cường, sửa sang lại nếp nhăn trên y phục, lúc này mới gõ cửa phòng tiến vào. Mời vào, trong phòng truyền đến thanh âm mạnh mẽ, hữu lực của một người đàn ông. Tần Lạc đẩy cửa bước vào, vừa cười vừa nói, thư ký trưởng, ông tìm tôi à? Chu Cường vừa thấy Tần Lạc đã thử người ra, mặc dù hắn cũng đã nghe Phùng Phú Cường nói, đại biểu đoàn đại biểu Trung Quốc lần này tuổi còn rất trẻ nhưng, người này không biết còn tốt nghiệp đại học chưa nữa. Khuôn mặt Tần Lạc khá thanh tú, da mặt lại mềm mại, khi cười rộ lên có nét ngây thơ mang theo một chút ngượng ngùng, thoạt nhìn như một công tử sinh ra trong một gia đình giàu có, không chút từng trải việc đời. Thư ký trưởng, ông tìm tôi à? Tần Lạc lại lên tiếng hỏi. Sao ông ta lại nhìn mình chằm chằm vậy nhỉ? Ngồi đi, lúc này Chu Cường mới phản ứng lại, chỉ cái ghế trước mặt nói với Tần Lạc. Cảm ơn thư ký trưởng, Tần Lạc nói rồi ngồi xuống, thoạt nhìn rất tự nhiên, thoải mái. Điều này làm hảo cảm của Chu Cường đối với hắn cũng hơi tốt lên một chút. Mặc dù Tần Lạc tuổi còn trẻ nhưng cách cư xử làm người lại chững chạc, lão luyện, hơn xa so với tuổi thực tế của hắn. Chu Cường nhìn Tần Lạc không nói gì, Tần Lạc cũng im lặng. Hai người ngồi mặt đối mặt với nhau, lại có chút kỳ quái. Sau một lúc, Chu Cường rốt cuộc cũng mở lời, đoàn trưởng Tần, nghe nói anh muốn giải quyết chuyện của phó đoàn trưởng Tiền Hoành Lượng. Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu. Còn muốn mời giới truyền thông đến truyền hình trực tiếp. Đúng vậy, Tần Lạc lại gật đầu. Chu Cường tức giận, lại hỏi tiếp, anh nắm chắc được mấy phần. Tần Lạc suy nghĩ một chút rồi nói, 8 phần. Hả? Chu Cường sửng sốt, nghe đáp án như thế thật khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Tôi nắm chắc được 8 phần, Tần Lạc khẳng định lại một lần nữa. Tự tin như vậy ư? Chu Cường nhíu mày, bởi vì Tần Lạc đưa ra đáp án rất tùy tiện, hắn có chút nghi hoặc. Tôi không lừa ông, Tần Lạc nói, nếu người khác hỏi, tôi chỉ nói nắm chắc có 6 thành. Tại sao? Chu Cường bị đáp án này hấp dẫn. Bởi vì có người muốn làm xấu mặt tôi, xấu mặt đoàn đại biểu Trung Quốc. Muốn chế giễu cái vị trí đoàn trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc của tôi. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Tôi nói 8 phần thì bọn họ sẽ không hợp tác. Nói 6 phần thì bọn họ sẽ tích cực phối hợp với kế hoạch của tôi. Chu Cường nhếch miệng, khẽ nở nụ cười. Làm sao tôi biết được anh có gạt tôi không? Tôi dựa vào cái gì để có thể tin anh? Tôi cũng không có hy vọng xa vời là mới lần đầu gặp mặt đã có được sự tín nhiệm của ông. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Hắn lại lấy ra một cái điện thoại từ trong túi, bấm số gọi rồi nói, Bộ trưởng Thái, tôi đang ở chỗ thư ký trưởng. Sau đó, hắn đưa điện thoại cho Chu Cường. Bộ trưởng Thái. Chu Cường vội vã đứng dậy, chụp lấy điện thoại, vẻ mặt rất cung kính nói, Bộ trưởng Thái, ông khỏe chứ? Tôi là Chu Cường. Chu Cường, tôi muốn anh tạo cơ hội cho người trẻ tuổi kia. Thái công dân nói. Vâng, tôi hiểu rõ rồi. Chu Cường lập tức đáp. Hắn có thể ngồi được trên vị trí này, có sự trợ giúp thật lớn từ Thái Công Dân. Thái Công Dân sau khi trở thành Phó Bộ trưởng Bộ Y tế, vẫn tận sức cho việc chấn hưng nền trung y. Trong chuyện này ông ta quả thật có ảnh hưởng rất lớn. Ngắt điện thoại, Chu Cường nhìn về phía Tần Lạc, ánh mắt liền thay đổi, bên trong tràn ngập sắc thái thăm dò. Có thể làm cho Bộ trưởng Thái tự mình gọi điện thoại, rốt cuộc anh ta có lai lịch gì? Đoàn trưởng Tần, cố gắng lên nhé, Chu Cường nói. Nếu có việc gì cần giúp đỡ, anh cứ việc nói với tôi. Nếu Thái Công Dân đã tự mình gọi điện thoại, điều này chứng minh ông ta có quan hệ không tầm thường với người trẻ tuổi trước mắt này. Bây giờ mọi người đã là người một nhà, đương nhiên nên hết sức trợ giúp anh ta. Cảm ơn thư ký trưởng, Tần Lạc vừa cười vừa nói, bắt tay Chu Cường rồi rời đi. Nhờ những người có tâm thúc đẩy, tin tức Tần Lạc muốn phẫu thuật chữa bệnh cho phó đoàn trưởng Tiền Hoành Lượng đang bị xuất huyết não đã nhanh chóng được loan truyền rộng rãi. Hơn nữa, càng làm cho người ta chờ mong chính là hắn lại nhờ giới truyền thông truyền hình trực tiếp ca phẫu thuật này. Trong phòng làm việc, Phùng Phú Cường đang xem báo cáo về những tình huống mới phát sinh. Y trầm ngâm trong chốc lát, tức giận nói, hắn tất sẽ chết, người cũng sẽ chôn theo hắn. Chương 1059, tôi cho các ông chứng kiến kỳ tích. Đây là một lần phá vỡ những quy cách cũ, cũng là một hoạt động thu hút sự chú ý rất lớn. Mọi người đều biết, quá trình phẫu thuật của bác sĩ là hết sức độc lập cùng bí mật. Trong một không gian được phong kín, mỗi người đều được phân công những công việc khác nhau, việc phẫu thuật cho người bệnh đòi hỏi sự tập trung cao độ. Cũng đã có những lần phẫu thuật được quay lại,
nhưng chỉ dùng để phục vụ nghiên cứu y học, hoặc là dùng cho các sinh viên nghiên cứu học tập. Đây là lần đầu tiên có một bác sĩ nguyện ý công khai quá trình chữa bệnh ra cho công chúng. Phải biết rằng lần này không phải là biểu diễn làm mẫu, không phải làm giả mà chính thức là phẫu thuật chữa bệnh. Tất cả mọi người đều hiểu, nếu lần này mà phẫu thuật thất bại, tương lai của người bác sĩ này rất có thể bị hủy hoại. Hơn nữa, ngay cả đoàn đội mang theo cũng bị liên lụy theo. Chiếm được quyền truyền hình trực tiếp lần này là đài truyền hình CNT của nước Mỹ. Nathan Reeve, nhân viên chủ chốt của đài chủ trì hoạt động lần này. Hiện nay, những tạp chí hoặc chương trình TV nói về y học đều khan hiếm khán giả nhưng Tần Lạc có dự cảm lần truyền hình trực tiếp này sẽ có hiệu quả to lớn. Ban đầu đài truyền hình chỉ cho một người mới làm chủ trì cho sự kiện này. Nhưng sau đó Reeve lại tự thân xin nhận công việc, điều này làm cho rất nhiều người ngạc nhiên. Xin chúc tất cả mọi người đang theo dõi chương trình một buổi tối tốt lành. Có lẽ mọi người đang tự hỏi vì sao tôi đang có mặt ở đây hôm nay mà không phải đang trong phòng truyền hình của đài CNT như mọi khi. Hôm nay, chương trình của chúng ta cũng không phải là chương trình thường xuyên lúc 8 giờ mọi tối. Hiện giờ tôi đang có mặt ở Bệnh viện Thánh Mary và sắp giới thiệu cho khán giả truyền hình một chương trình đặc biệt, đó là truyền hình trực tiếp một cuộc giải phẫu y học. Không, 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 mọi người không nên hoài nghi. Tuy tôi mặc y phục của bác sĩ nhưng tôi là người đưa tin chứ không phải bác sĩ. Xin giới thiệu với mọi người, người thực hiện cuộc phẫu thuật đặc biệt này, Tần Lạc tiên sinh đến từ Trung Quốc. Nếu như mọi người đã theo dõi đài CNT trong mấy ngày qua hoặc đã đọc báo ra hôm nay, hẳn đã biết sự kiện được truyền hình trực tiếp hôm nay. Đúng vậy, Đại hội Y học truyền thống được khai mạc tại Las Vegas, Phó đoàn trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc Tiền Hoành Lượng tiên sinh đến đây đã đi thử. Vận may tại một sòng bạc. Vâng, vận may thật tốt, vận may thật quá tốt, ông ấy đặt 10.000 đô vào con át cơ, lại được ăn những 320 lần. Ô, Thượng Đế, khi nào tôi mới có được vận may như vậy? Ông ấy chỉ dùng có 10.000 đô mà được như thế. Nói cách khác, chỉ trong một đêm ông ấy đã thành triệu phú, thật là sáng tạo ra kỳ tích. Đương nhiên, có lẽ mọi người cũng biết rồi, vận may của ông ấy cũng không quá tốt sau đó. Sau khi biết mình trúng thưởng, ông ấy lại hôn mê bất tỉnh, Bệnh viện Thánh Mary đã kịp thời cấp cứu, đã giữ được tính mạng của ông ấy. Nhưng vì máu huyết ứ động tại đại não mà bây giờ ông ấy có nguy cơ phải sống đời sống thực vật. Đúng như có người đã nói, không biết Thượng Đế thương ông ấy hay hận ông ấy. Xuất hiện biến cố như vậy, danh dự của đoàn đại biểu Trung Quốc đã bị hao tổn. Người đội trưởng trẻ tuổi của bọn họ vì muốn cứu vãn thể diện của cả đoàn, anh ấy quyết định đứng ra giải quyết chuyện này. Hơn nữa nguyện ý công bố cho công chúng cuộc phẫu thuật mà anh ấy dự định tiến hành. Ôi, thật là một người trẻ tuổi dũng cảm. Tôi vô cùng bội phục anh ấy, nhưng đối với cách làm của anh ấy cũng không đưa ra ý kiến. Bây giờ chúng ta đến phỏng vấn anh ấy, người đội trưởng trẻ tuổi, Tần Tiên Sinh. Ô, Tần Tiên Sinh đang bận chuẩn bị, không có thời gian cho tôi phỏng vấn. Xem Reeve trên màn ảnh, ai cũng phải bật cười. Bởi vì ai cũng thấy được lúc Reeve vừa xoay mic về phía vị Tần Tiên Sinh kia, đã thấy hắn lập tức quay người có vẻ bận rộn lắm, như là không nhìn thấy có phóng viên muốn phỏng vấn. Trường hợp như vậy xảy ra ở nước Mỹ, trong con mắt người xem lại không cảm thấy có chút thất lễ, ngược lại, lại cảm giác Tần Lạc thật ra rất có cá tính. Bệnh viện Thánh Mary không phải là bệnh viện sang trọng hiện đại nhất Las Vegas nhưng hiện giờ lại là bệnh viện nổi danh nhất. Trong phòng chờ bệnh viện đứng đầy người, trong hành lang cũng rất đông, ngay cả đại sảnh lầu 1 cũng có vô số người hiếu kỳ đứng xem. Tổ ủy cũng cử người tới, 96 đoàn đại biểu tham gia đại hội cũng tới, còn có không ít du khách cùng với dân chúng. Cảnh sát Las Vegas cũng được phái tới rất đông để bảo vệ an ninh. Hiện nay, bệnh viện đang là tâm điểm chú ý, nếu không may có chuyện gì xảy ra, họ cũng không biết báo cáo với cấp trên như thế nào. Rieger đứng trong góc phòng bệnh, thấp giọng hỏi Phùng Phú Cường đang đứng bên cạnh, tình huống người bệnh thế nào. Sáng nay bệnh viện đã cho người qua kiểm tra lại thân thể, có thể nói là không có bất cứ hy vọng gì khôi phục được, các cơ năng không thể hoạt động lại. Phùng Phú Cường cười nhẹ nói, dường như tình huống của Tiền Hoành Lượng càng xấu hắn càng vui mừng. Mặc dù hắn cùng Tiền Hoành Lượng đã từng là bạn bè, hơn nữa hắn cũng đã nhận được không ít chỗ tốt từ Tiền Hoành Lượng. Hừ, chúc hắn, may mắn. Rieger lúc này mới tạm yên lòng, vẻ mặt rất nghiêm túc. Buổi tối ngày hôm qua ông ta nhận được một cuộc điện thoại, người gọi có thân phận rất cao. Người đó nói không hy vọng cuộc phẫu thuật hôm nay thành công. Cho nên, hắn chỉ có thể đứng đây cầu khẩn. Nhìn hình ảnh Tần Lạc hiện lên chính giữa màn ảnh không có một chút khẩn trương,
đang bận rộn công việc chuẩn bị, Rieger nghĩ thầm, hắn được người Trung Quốc cho là, người tạo ra kỳ tích này làm sao có thể diễn ra trên nước Mỹ. Chắc chắn không có khả năng này, Rieger tự nói với chính mình. Ông ta cũng không biết trình độ y học của Tần Lạc như thế nào, nhưng cũng biết xuất huyết não là một nan đề của y học hiện đại, chỉ bằng sức của một mình hắn mà có thể giải quyết sao. Tần Lạc đã từng nói qua, lần phẫu thuật này chỉ có mình hắn là người chủ trì. Nhỡ hắn thật sự làm được thì sao? Rieger không kìm hãm được mà hiện lên ý nghĩ này trong đầu. Ông ta lại chạm nhẹ vào bả vai Phùng Phú Cường hỏi lại, hắn còn trẻ tuổi như vậy, sao lại có danh tiếng lớn tại Trung Quốc như vậy? Hình như hắn đã tạo ra rất nhiều kỳ tích. Phó Chủ tịch, đây là chủ ý của họ. Phùng Phú Cường mạnh mẽ khẳng định, là do chính phủ bọn họ tạo ra. Hiện nay, Trung Y đang xuống dốc, bọn họ có nhu cầu cấp bách phải tìm ra một người tiêu biểu cứu vớt cho danh tiếng cho Trung Y. Người này tuổi còn trẻ, hơn nữa có quan hệ thân thiết với Bộ trưởng Thái Công Dân. Ông hắn đã biết, tại Trung Quốc, chỉ cần có quan hệ với giới quan chức chính phủ, không có việc gì là không làm được. Rieger quan sát thấy khuôn mặt Tần Lạc đúng là rất tuấn tú, mang đầy vẻ ngây thơ, non nớt, cảm giác được Phùng Phú Cường nói thật có lý. Nhưng sao bản thân mình lại cảm thấy rất khẩn trương nhỉ? Hứa Đông Lâm đến cùng với đoàn đại Hàn Quốc, khó có được cơ hội chứng kiến nước láng giềng Trung Quốc bị xấu mặt, sao có thể bỏ qua không đến? Đông Lâm, chúng ta đến hơi chậm rồi, Phác Chính Trực nói với giọng tiếc nuối. Không thể tận mắt chứng kiến thất bại của hắn thật khiến người ta thất vọng. Nhưng có được kết quả như chúng ta muốn cũng tốt, Hứa Đông Lâm vừa cười vừa nói. Tất nhiên hắn biết đội trưởng của mình tiếc nuối cái gì. Đúng vậy, nghĩ như vậy cũng làm tâm tình tốt hơn khá nhiều. Phác Chính Trực cười ha ha nói. Gặp phải đối thủ ngu xuẩn như vậy, thật cũng là một chuyện bi ai a. Tôi vẫn hy vọng anh đường đường chính chính đánh bại hắn, không nghĩ tới anh chưa kịp ra tay, hắn đã tự hủy hoại mình rồi. Hứa Đông Lâm chỉ cười không nói tiếp. Y biết Tần Lạc cũng có những kỳ tích vang dội, nhưng lại là người mặt dày, y sẽ có cơ hội ra tay so tài với hắn. Nếu như lúc đầu ông nội tin tưởng vào chiến thắng của mình, sao lại phải kiềm chế, không cho mình ra tay? Đáng tiếc, cơ hội tốt nhất để chiến thắng hắn lại trôi qua mất rồi. Nếu lần này hắn thất bại, mình cũng có chút bi ai, nhưng cũng là vận may. Chu Cường cũng tới, cũng bận rộn chuẩn bị cùng mọi người. Kỳ thật, cũng không cần chuẩn bị gì nhiều. Tần Lạc không cho người nào khác ngoài Tiền Hoành Lượng vào phòng giải phẫu, thậm chí cũng không yêu cầu những người đến xem đứng tránh ra xa. Hắn cũng không cần y tá, chỉ lấy một thành viên trong đoàn đại biểu làm trợ thủ. Ngay lúc Tần Lạc chậm rãi lấy ra một cái hộp, bên trong có 12 cái kim châm đã được khử trùng, tất cả mọi người đều biết thời khắc quan trọng đã đến. Tần Lạc quét mắt nhìn bốn phía, sau đó vẫy vẫy tay đối với người chủ trì giới truyền thông là Rip. Rip mừng như điên. Vội vàng bước nhanh tới, máy quay cũng tự động di chuyển về hướng Tần Lạc. Đoàn trưởng Tần Lạc, có phải bắt đầu giải phẫu rồi không? Rip hỏi. Tôi không biết tiếng Anh. Tần Lạc xoay người về hướng máy quay nói, tôi không biết ông đang nói cái gì, tôi cũng không xác định được các ông có nghe hiểu tôi nói cái gì không. Nhưng bây giờ, tôi sẽ cho các ông chứng kiến kỳ tích. Điều này sẽ làm những người bụng dạ khó lường thất vọng rồi. Tần Lạc nhếch miệng cười, lộ ra hai hàm răng sáng bóng. Tôi rất vinh hạnh, đây chính là việc mà tôi muốn làm. Nói xong, Tần Lạc ôm cái hộp gỗ có chứa kim châm, đẩy cửa phòng bệnh tiến vào. Trên giường bệnh là Tiền Hoành Lượng, sắc mặt tái trắng như người sắp chết. Cửa phòng bệnh làm bằng thủy tinh, mọi người vây quanh ngoài cửa, ánh mắt chăm chú nhìn vào bên trong. Mà máy quay cũng đem tình cảnh trong phòng bệnh quay lại rõ ràng, đem hình ảnh truyền hình trực tiếp. Rip đáng lẽ phải đứng giữa màn ảnh để tường thuật diễn biến. Nhưng lúc này lại đang nhỏ giọng nói chuyện với trợ thủ, thanh niên ngạo mạn kia vừa nói gì vậy? Tôi vừa hỏi hắn vấn đề đó hắn trả lời thế nào? Chương 1060, một cảnh tượng vô cùng bất ngờ. Hiện tại Tần Lạc rất bình tĩnh, không chút sợ hãi. Tất cả mọi chuyện đều theo kế hoạch của hắn tiến hành, hết thảy đều nắm giữ trong tay. Nếu như nói đây là một màn kịch, có thể nói đạo diễn là Tần Lạc, biên kịch là Tần Lạc. Nam diễn viên chính cũng là Tần Lạc. Nếu có nam diễn viên phụ, đích thị là người thực vật Tiền Hoành Lược. Chuyện này Tần Lạc cũng không thể không khen ngợi đồng chí Tiền Hoành Lược, y diễn vai người thực vật thật tốt. Rất chuyên nghiệp, không thể chuyên nghiệp hơn, có thể so được với diễn viên trên phim ảnh. Khi máy quay hướng thẳng vào, y nằm ở đằng kia không nhúc nhích một chút nào. Giống như người bệnh thật sự phải sống đời sống thực vật,
được rồi, quả thật rất giống. Nếu như nói hiện giờ Tần Lạc còn có gì chưa hoàn thành, chính là hắn còn phải cứu tỉnh người chắt này chấm NAM diễn viên phụ. Y giả phụ mẫu tâm, những lời này ý là muốn mỗi một người hành nghề y phải coi người bệnh như con của mình. Nhưng nếu những người con này lại không chịu nhận cha nhận mẹ mà còn đem ra mắng chửi, chẳng lẽ còn có thể tiếp tục coi họ như con sao? Lúc trước, Tần Lạc ở chung với Tiền Hoành Lượng cũng không thoải mái, thậm chí có thể dùng xu thế nước lửa để hình dung cũng không quá đáng. Đầu tiên là một hồi mâu thuẫn ngầm, rồi tại phi trường bộc phát mâu thuẫn, sau đó cả hai đều một bụng oán khí, chỉ tìm cơ hội đâm sau lưng đối thủ một nhát. Không nghĩ tới y vận may tốt mà vận khí lại kém như vậy, lại thắng được 3.200.000 đô, sau lại vì thế mà hôn mê bất tỉnh. Vì vậy, Tần Lạc liền đề ra kế hoạch, khởi tử hồi sinh. Y cũng coi như gia nhập vào kế hoạch, đóng một vai trò mấu chốt. Nếu Tiền Hoành Lượng trước khi hắn ra tay mà đột nhiên nhảy dựng lên hô muốn, nghe nhạc Tần Lạc có lẽ tức hộc máu mà chết. Đạo cụ, cứ coi y như đạo cụ của mình đi. Tần Lạc thầm nghĩ, không phải ai cũng có thể sắm vai người thực vật tốt như vậy. Cứ nghĩ như vậy, Tần Lạc liền chuẩn bị ra tay. Tần Lạc lấy từ trong hộp gỗ một cây kim châm, hướng về hướng huyệt thần khuyết huyệt này nằm ngay dưới rốn, trung y quan niệm là nơi chứa thần khí của con người của Tiền Hoành Lượng. Trên, Thái Y chú tập, có ghi lại, huyệt thần khuyết là huyệt hoàng kim của con người, kim châm vào huyệt thần khuyết có tác dụng điều chỉnh cơ thể người tốt nhất. Châm kim vào huyệt thần khuyết có thể dẫn 3 sợi khí cảm truyền ra theo 3 đường. Một là dẫn hướng tuần hoàn đả thông đốc mạch, hai là theo 2 hướng trái phải của huyệt thần khuyết hoàn thành 1 đường vòng. 3 là đi theo 2 hướng nghiêng về phía ngực và bụng. Kinh mạch bế tắc, có thể đả thông được, đúng như vậy, huyệt thần khuyết có thể đả thông 100 mạch. Từ bách hội nằm trên đỉnh đầu cho tới dũng tuyền nằm dưới gan bàn chân. Cho nên, huyệt thần khuyết có thể tương thông cùng với kinh mạch toàn thân. Tây y chú ý điều trị từng bộ phận, trung y chú ý điều hòa khí huyết kinh mạch toàn thân. Tiền Hoành Lượng mặc dù bị xuất huyết não, nhưng với trung y cũng không phải đầu ông ta xảy ra vấn đề, mà là do các khí quan toàn thân vận chuyển thất thường tạo thành. Tìm ra được nguyên nhân, tìm ra được biện pháp để chữa trị, coi như đã thành công 1/2. Một châm này của Tần Lạc chính là ngũ long châm pháp, không ẩn chứa nguyên khí. Một châm đi xuống, Tần Lạc đợi 5-6 giây sau mới thu lại. Sau đó, hắn hướng về phía người trợ thủ phía sau là Vương Phun nói, lật úp người hắn xuống. Có tháo lồng dưỡng khí ra không? Vương Phun hỏi, nếu lật người lại, hiển nhiên không thể mang cái lồng dưỡng khí kia được. Đương nhiên, nếu có người trợ giúp hắn nâng đầu lên thì lại khác. Tháo ra, Tần Lạc nói. Trời ạ, hắn tháo lồng dưỡng khí ra, có người ở bên ngoài kinh hô. Tiền Hoành Lượng mặc dù đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn cần dưỡng khí để duy trì. Mọi người chỉ thấy Tần Lạc sau khi đâm ra một kim kia lại cho người rút lồng dưỡng khí ra, hiển nhiên cho rằng hắn đang làm bậy. Ông xem, ông bạn, ông thấy được không? Vị tiên sinh, đoàn trưởng tuổi còn trẻ này sau khi đâm ra một kim, lại cho người tháo lồng dưỡng khí ra. Điều này thật sự là, ồ xin lỗi. Ta không phải bác sĩ, cũng không rõ tình huống này là như thế nào. Chúng ta qua phỏng vấn mấy vị thầy thuốc bên kia một chút, chào. Ông xem anh ta làm chuyện này là có ý gì? Rinis Zermik, đi tới phía trước đám người Trung Quốc. Anh ta châm vào huyệt thần khuyết, chính là muốn thông qua huyệt thần khuyết tác dụng vào thần kinh, nội tiết, miễn dịch của người bệnh. Vì thế, có thể làm cho khí quan hoạt động trở lại, có thể khôi phục như bình thường. Mặc dù nói là khôi phục như bình thường cũng không đúng lắm nhưng có thể duy trì. Cơ năng của hắn trong một đoạn thời gian cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, một châm này còn có tác dụng làm chậm lại áp suất đè lên não, phòng ngừa não bị phù, cũng làm chậm lại sự tăng lên của huyết áp, không để xuất huyết tăng lên lần nữa. Cô Bách Hiền nói, nhìn vẻ mặt của ông rất bình tĩnh, nhưng lúc Tần Lạc kêu người tháo lồng dưỡng khí, sự khẩn trương dâng lên trong lòng có lẽ chỉ mình ông biết. Nắm tay trong tay áo lúc nắm lại mở, dường như đang rèn luyện thân thể. Trời ạ, mọi người nghe gì không? Chỉ một châm này lại có nhiều công hiệu thần kỳ như thế chấm ANS ta là thượng đế sao? Vì chủ trì buổi truyền hình trực tiếp hôm nay, tối qua tôi đã tra những tư liệu có liên quan đến trung y. Châm cứu là một trong những cách cứu người của trung y. Đem rượu cồn để khử trùng cho kim châm rồi ấn vào một huyệt vị trong cơ thể, có thể xoay tròn hoặc cắm sâu vào cơ thể để điều trị bệnh tật. Mặc dù nghe thì rất có lý, nhưng tại sao tôi có cảm tưởng như đây là ma thuật thần kỳ vậy nhỉ? Anh ta có thể hại chết bệnh nhân.
tiến sĩ Hoen, chuyên gia về bệnh xuất huyết não, đến trước mặt Rieger nói, ông phải ngăn anh ta lại. Tiến sĩ Hoen, tôi không thể làm như vậy. Rieger nói, đây là đoàn đại biểu Trung Quốc chủ động yêu cầu. Hơn nữa, họ còn được chính phủ Trung Quốc cùng với Liên minh Trung y quốc tế ủng hộ. Nếu như bây giờ tôi ngăn cản họ, sẽ làm cho bọn họ cảm thấy bị coi thường, bọn họ vì danh dự mà làm thế, tôi cũng không có lý do gì để ngăn cản. Vì tính mạng của một con người, Hoen tức giận nói, còn có chuyện gì có thể quý hơn tính mạng con người. Nhưng làm sao ông biết được anh ta nhất định sẽ thất bại? Rieger giả bộ hỏi, hiển nhiên, hiện tại hắn vô cùng hài lòng thái độ này của Hoen. Ông ta càng nghi vấn, lại càng chứng minh lần phẫu thuật này xác suất thành công cực thấp. Như vậy mình cũng có thể báo cáo với người có thân phận rất cao kia. Sao hắn lại trêu vào một người như vậy nhỉ? Người này trẻ tuổi như vậy mà đã có không ít kẻ đối địch. Tôi có thể xác định một cách chắc chắn. Hoen nói, ngày hôm qua tôi còn mới kiểm tra qua tình trạng bệnh nhân. Hiện giờ ông ta đã mất đi khả năng hô hấp. Nếu tháo lồng dưỡng khí ra, cơ năng của ông ta sẽ nhanh chóng thoái hóa dẫn đến cái chết càng nhanh hơn. Không thể tin vào thuyết huyệt vị này được, đều là gạt người. Đây không phải là khoa học. Rinis vẫn đứng gần đấy nhìn quanh bốn phía, thấy Rieger cùng với Hoen nói chuyện liền lập tức giơ mic tiến lại. Tiến sĩ Hoen, ông hoài nghi thuyết pháp y học của bọn họ. Rinis hỏi. Không phải hoài nghi, mà là không chút tin tưởng. Hoen nói, tôi chỉ tin tưởng vào khoa học. Tôi biết một người không thể hô hấp đại biểu cho cái gì, như vậy bệnh nhân tất sẽ chết, việc này rất không có tính người. Bọn họ lại dám dùng tính mạng đồng bạn của mình để thử nghiệm, lấy lại danh dự đã mất. Hoen chỉ vào Tần Lạc qua cánh cửa sổ bằng thủy tinh, tức giận đến sắc mặt trắng bợ. Anh ta không có y đức, không xứng là một người thầy thuốc. Nếu có thể, tôi muốn tố cáo hành vi phạm tội này đến Đại hội Truyền thống Y học, thỉnh cầu họ khai trừ tư cách đại biểu của anh ta. Xôn xao. Bởi vì những lời của Hoen, mọi người đang đứng xung quanh đều kích động. Tại nước Mỹ, Hoen có danh tiếng cực cao, là chuyên gia về bệnh xuất huyết não, cũng là một trong những người phụ trách tổ ủy. Ông ta đột nhiên nói lần giải phẫu này không có tính nhân đạo, hơn nữa còn tuyên bố muốn khai trừ Tần Lạc ra khỏi Đại hội Y học Truyền thống. Ông ta nói như vậy, hiển nhiên cho rằng phẫu thuật lần này chắc chắn sẽ thất bại. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng Rinis cũng lập tức lên tiếng hỏi, tiến sĩ Hoen, vậy ông cho rằng lần phẫu thuật này chắc chắn sẽ thất bại? Không, không phải thất bại. Đây là chết, một người bệnh nhân sẽ chết. Hoen nói với vẻ chắc chắn. Tôi cũng đã tiếp xúc qua Trung Y, cũng đã hiểu rõ. Cho dù là thầy thuốc ưu tú nhất của bọn họ cũng không thể có được kỹ thuật như vậy, hoàn toàn đi ngược lại với nguyên lý khoa học. Nếu như... Không có, nếu như... Hoen rất không thoải mái cắt đứt câu hỏi của Rinis. Các ông hãy chờ xem. Rất nhanh sẽ thấy được một khối xác chết. Anh ta phạm tội trước mắt các ông mà không có ai ngăn cản. Tất cả các ông đều là tội nhân. Như là đối ứng với lời nói của Hoen, bên trong phòng bệnh, Tần Lạc đâm chéo cây châm vào đỉnh đầu của Tiền Hoành Lược, sau ót cùng với sống lưng cũng đã đâm hơn 10 châm, mỗi một châm đều đâm sát tới chuôi rồi lập tức thu lại, không một chút chậm trễ. Sau đó, kỳ tích xuất hiện. Khí quan trên mặt của Tiền Hoành Lược bắt đầu chảy máu, hai tròng mắt, lỗ mũi, lỗ tai cùng với miệng đều có máu chảy ra. Thoạt nhìn mà giật mình, giống như dã quỷ. Khụ. Tiền Hoành Lượng đang hôn mê bất tỉnh đột nhiên ho khan kịch liệt, càng lúc ho càng nhiều, một bên đầu nghiêng xuống thành giường mà nôn mửa. Xung quanh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều há miệng khiếp sợ nhìn cảnh tượng này, một cảnh tượng vô cùng bất ngờ. Chương 1061, vừa làm đối thủ của thần, vừa làm đội hữu của heo. Đã sống lại. Thật sự sống lại. Vô số người xem TV đầu tiên là vô cùng khiếp sợ, sau đó là họ hét hoan hô. Có người mạnh mẽ ôm lấy người tình ở bên cạnh, có người mở tủ lạnh lấy bia ra uống ăn mừng, lại có một đôi vợ chồng già cả lau nước mắt cho nhau. Bọn họ không hề có liên hệ trực tiếp gì với Tần Lạc, càng không có ý tứ ganh đua gì, bọn họ chỉ đơn thuần là vì một kỳ tích phát sinh này mà ủng hộ, vì một sinh mạng được cứu vớt mà cảm thấy vui mừng. Người thanh niên Trung Quốc này thật giỏi. Ồ, Trung Y thật thần kỳ. Cũng giống như công phu võ thuật của Trung Quốc. Ồ, San Gian, cô thấy thế nào? Tôi thật thích anh ta, tôi muốn lấy anh ta làm chồng. Đối lập với vẻ hưng phấn, vui mừng của khán giả chính là thái độ của các bác sĩ và nhân viên thuộc tổ ủy của đại hội đang đứng đầy trong ngoài phòng bệnh. Cho dù bọn họ cũng rất kích động khi nhìn lên kỳ tích trên màn ảnh nhưng sau đó một lúc, trên mặt bọn họ lại hiện lên sự ủy khuất cùng với không cam lòng.
Chuyện này sao có thể xảy ra được? Hoen vừa thì thào như tự nói với chính mình, ánh mắt dại ra, giống như cá chết nổi trên mặt nước. Tại sao có thể như vậy? Đây là đi ngược lại với nguyên tắc khoa học. Chẳng lẽ, khoa học cũng có thể sai lầm? Hay là, Thượng Đế Hiển Linh? Ông tình nguyện tin tưởng đây là Thượng Đế Hiển Linh, cũng không muốn tin tưởng đây là chuyện mà một người thầy thuốc trung y tuổi còn trẻ làm được. Hoen hiểu rõ bệnh tình của Tiền Hoành Lượng. Sau khi Tiền Hoành Lượng lâm vào hôn mê, đích thân ông đã đến đây hội chuẩn. Nhưng cho dù là kinh nghiệm của ông hay dùng dụng cụ khoa học để kiểm tra, kết quả cũng chứng minh tình huống của Tiền Hoành Lượng rất không tốt. Mặc dù ông ta tự mình phẫu thuật, xác suất thành công cũng chỉ có 30%. Hơn nữa, bởi vì máu huyết ứ động trong não quá nhiều, chỉ cần hơi chút không cẩn thận cũng có khả năng làm cho máu huyết băng hội, lúc đó cho dù Giê-xu tự thân xuất hiện cũng rất khó cứu vớt. Không được người nhà bệnh nhân đồng ý, không ai dám phẫu thuật mạo hiểm như vậy. Vậy mà anh ta lại làm được rồi. Hoen nhìn gương mặt bình tĩnh của người tuổi trẻ kia qua cửa sổ phòng bệnh, chính mình trong hoàn cảnh này, cũng không thể bình tĩnh như thế được. Tại sao anh ta có thể làm được như thế nhỉ? Sau đó ông ta lại nghĩ tới những lời nói của mình vừa rồi. Không phải tôi hoài nghi, mà là không chút tin tưởng. Tôi chỉ tin tưởng vào khoa học, tôi biết một người không thể hô hấp đại biểu cho cái gì, như vậy bệnh nhân tất sẽ chết, việc này rất không có tính người. Bọn họ lại dám dùng tính mạng đồng bạn của mình để thử nghiệm, lấy lại danh dự đã mất. Anh ta không có y đức, không xứng là một người thầy thuốc. Nếu có thể, tôi muốn tố cáo hành vi phạm tội này đến Đại hội Truyền thống y học, thỉnh cầu họ khai trừ tư cách đại biểu của anh ta. Nguyện ý gánh chịu nguy cơ để giải phẫu cho đồng bạn của mình, vì cố gắng lấy lại danh dự cho trung y mà công khai cuộc phẫu thuật lần này cho công chúng, thầy thuốc như vậy, sao có thể nói là không có y đức? Hơn nữa, y thuật thần kỳ như vậy. Hoen lấy mũ đội trên đầu xuống, cúi đầu thật sâu về hướng Tần Lạc. Vừa rồi máy quay đang quay tình cảnh nơi này, vì vậy hình ảnh Hoen đang cúi đầu chào Tần Lạc liền hiện lên trước mắt của tất cả người xem. Ồ, Thượng Đế, các ông thấy không? Tiến sĩ Hoen của chúng ta vì cảm phục y thuật thần kỳ của Trung y Trung Quốc mà cúi đầu, phải biết rằng, tiến sĩ Hoen là chuyên gia trên lĩnh vực bệnh xuất huyết não. Thậm chí, ông còn được dự đoán sẽ đạt được giải Nobel trên lĩnh vực này. Rieger lên tiếng nói, làm cho không khí nghiêm túc lại trở nên ồn ào. Không biết có chuyện gì xảy ra nhỉ? Những người xem TV nguyên bản thấy Hoen đang chê cười đột nhiên thu liễm nụ cười rồi cởi mũ cúi đầu xuống, sau đó yên lặng rẽ đám người xung quanh tiến vào trong phòng bệnh. Không có người nào chê cười, cũng không có ai cho rằng ông chạy trốn, tất cả đều dành cho ông sự kính trọng chấm CSO dù trước đó ông đã nói những lời khó nghe không tốt. Tại giờ khắc này, tất cả đều được tha thứ. Trên mặt Rieger tràn đầy vẻ tươi cười rất chân thành, cũng rất hòa ái. Đối với người trẻ tuổi sáng tạo ra kỳ tích kia như rất cảm khái. Nhưng chỉ mình ông ta biết rõ ràng mình đang ngụy trang thật khổ sở. Nếu như có thể, ông ta muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Người bệnh vừa mới tỉnh lại, anh hùng vừa mới xuất hiện, ông ta không thể không phát biểu nhiệt tình, làm sao có thể chạy trốn khỏi đây bây giờ. Nếu như bây giờ ông ta quyết định rút lui khỏi đây, như vậy ông ta cũng không có khả năng leo lên được vị trí này ngày hôm nay. Ông ta một mực ở bên cạnh mà chứng kiến quá trình Tần Lạc ra tay, cả quá trình thật đơn giản đến mức làm cho người ta khó tin. Anh ta đối với lần phẫu thuật này rất nắm chắc, làm gì có chuyện chỉ có nắm chắc, sáu thành, theo như lời anh ta nói. Như vậy, ngay từ đầu, là anh ta cố ý phát sinh ra tranh chấp cùng với Phùng Phú Cường, cũng là cố ý bị hắn, khích bác. Rieger liếc mắt nhìn về phía Phùng Phú Cường, tên ngu ngốc này quả nhiên sắc mặt tái nhợt, hai mắt mở trừng trừng nhìn Tần Lạc, hắn còn không biết cách che giấu lại. Một người trẻ tuổi thật đáng sợ, trong lòng Rieger thầm nghĩ. Tất cả mọi người đều bị anh ta tính kế, kể cả chính mình. Tất cả đều muốn đem anh ta ra chế giễu, kết quả là đều bị anh ta dùng sự thật mà nhục mạ lại. Trước khi Tần Lạc tiến vào phòng phẫu thuật đã nói, nếu như làm những người bụng dạ khó lường thất vọng, tôi rất vinh hạnh. Đây chính là việc mà tôi muốn làm. Hiện tại Rieger đã hiểu rõ những lời Tần Lạc nói lúc đó. Hết thảy hắn đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ đến lúc ra tay. Đến khi không người nào có thể cản trở hắn tiến vào cứu trị đồng bạn nữa, hắn mới nói lộ ra sự thật. Nghĩ đến chính mình cũng bị rơi vào kế hoạch nham hiểm của hắn, chứng kiến bọn hắn thất bại trước mặt công chúng mà gọi điện thoại năn nỉ đài truyền hình tổ chức truyền hình trực tiếp, Rieger cảm thấy mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Tên khốn khiếp này, Rieger hung tợn mắng. Về phần yêu cầu của người trong điện thoại kia,
Rigger nghĩ cũng không còn cách nào khác, mình cũng đã cố gắng hết sức. Có phải bọn chúng đang biểu diễn hay không? Phác Chính Trực đang ở trong hành lang bệnh viện, thông qua màn hình lớn quan sát được hết thảy, không thể nhịn được lên tiếng nói. Ông ta cảm giác trong chuyện này không thể tin được. Nhất định là như vậy. Quan chức của Trung Quốc có nhiều tiền như vậy, làm gì có chuyện mới thắng mấy triệu đô mà sung sướng đến mức ngất xỉu. Nhất định là bọn chúng cố ý, muốn cho toàn bộ thế giới chế giễu. Rồi sau đó tên họ Tần kia xuất hiện, lấy thân phận là người cứu thế, hắn làm sao có thể chữa bệnh xuất huyết não dễ dàng như vậy. Hắn cũng làm gì có dũng khí để giới truyền thông truyền hình trực tiếp. Hừ, tên tiểu tử giảo hoạt này, ta sẽ đến tổ ủy tố cáo hắn lừa gạt. Ta muốn vạch trần màn kịch của hắn ngay tại đây. Hứa Đông Lâm cũng không nói gì, chỉ đứng an tĩnh tại đó, thân thể thẳng tắp như một cây tiêu thương. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm lên trên màn hình lớn, người tuổi trẻ kia hắn rất kính trọng, nhưng cũng là đối thủ cả đời của hắn. Hắn ta lại một lần nữa thành công, lại sáng tạo ra kỳ tích. Ban đầu, hắn còn lo lắng Tần Lạc phẫu thuật thất bại, hắn sẽ không còn có cơ hội đường đường chính chính đánh bại Tần Lạc. Xem ra chính mình thật sự lo lắng quá nhiều a. Tần Lạc lại vừa thắng, hơn nữa hôm nay hắn càng tiến bộ hơn so với ngày hôm qua, mỗi một thời gian trôi qua hắn càng tiến bộ hơn. Mình phải thật cố gắng mới được. Hứa Đông Lâm nắm chặt tay, cảm thấy chiến ý đang dâng lên trong người. Đông Lâm, đi thôi. Chúng ta phải vạch trần hắn. Chúng ta không thể để cho loại tiểu nhân này thành anh hùng. Phác Chính Trực vừa nói vừa kéo tay áo Hứa Đông Lâm. Tên này thật sự là đáng hận. Nếu như chúng ta cứ để như vậy, lương tâm cũng bị khiển trách. Đoàn trưởng, tôi có chút mệt mỏi, muốn về trước nghỉ ngơi một chút. Hứa Đông Lâm nói, nhưng tôi nghĩ ông suy đoán không đúng rồi. Nếu như Tiền Hoành Lượng giả bộ té xỉu, làm sao mà qua mặt được dụng cụ kiểm tra của Bệnh viện Thánh Mary cùng với sự hội chuẩn của tiến sĩ Hoen. Nói xong, liền cất bước ly khai, cũng không để ý tới Phác Chính Trực đang ngây ra như phỗng. Không sợ làm đối thủ của thần, chỉ sợ làm đội hữu của heo. Hứa Đông Lâm luôn tỏ ra nhã nhặn, lịch sự trước mặt người khác cũng không nhịn được mà thầm nhủ, vừa làm đối thủ của thần, vừa làm đội hữu của heo, ha ha ta đều có cả. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mưa rơi lất phất, tâm tình của hắn cũng trầm hẳn xuống. Cuộc sống sau này thật đúng là không tốt. Chương 1062, muốn nói điều gì nhất? Không chỉ nước Mỹ, quốc nội Trung Quốc cũng có vô số người đang theo dõi việc này. Bởi vì vấn đề chênh lệch múi giờ, đài CNT cũng không thể truyền hình trực tiếp đến Trung Quốc, những lời Tần Lạc nói lúc đó, người dân chỉ được trình xem trình chiếu lại. Một người là lưu học sinh Trung Quốc lấy nickname là Phiêu Bạt khi còn sống, đã miêu tả trực tiếp lại toàn cảnh khi đó trên một diễn đàn. Từ lúc Tần Lạc cho trợ thủ rút lồng dưỡng khí ra, một người, không, cả nước Mỹ đều điên cuồng lên án Tần Lạc, nói anh Tần Lạc không có y đức, mà người nói đầu tiên lại là tiến sĩ Hoen, chuyên gia trên lĩnh vực bệnh xuất huyết não. Ồ, trời ạ, Tiền Hoành Lượng hộc máu rồi, ông ta đã hộc máu rồi, thật là tốt quá, tốt quá. Tiền Hoành Lượng tỉnh táo lại. Trước tiên giới truyền thông đã đem tin tức này công bố trên mạng, Tần Lạc tiên sinh biểu diễn tuyệt kỹ thần châm, danh y cả nước Mỹ phải cúi đầu. Tôi biết sẽ có kết quả này mà, anh ta luôn có thể sáng tạo ra kỳ tích. Lão đại thật tốt, ta yêu ngươi, mặc dù ta là đàn ông. Ha ha, anh yêu ái lão đại cũng không yêu ái anh. Anh không thấy có vô số thiếu nữ hâm mộ đang chờ hiến thân sao? Khách sạn Sao Kim, trong văn phòng làm việc của Thái Công Dân. Thái Công Dân đã ngừng làm việc, ngồi trên ghế salon nhìn kỹ Tần Lạc trên TV. Người bên ngoài có thể không có biện pháp xem hình ảnh truyền hình trực tiếp, nhưng điều này không phải là vấn đề khó với ông. Nếu như ông cần, sẽ có người cầm máy quay lại trực tiếp hình ảnh ở bệnh viện rồi truyền tới đây. Chén trà vừa pha trên tay ông đã chuyển lạnh, nhưng ông vẫn chưa uống một ngụm nào. Hậu vệ Đông đứng ở phía sau, vài lần muốn chạy đi thay chén trà trong tay lãnh đạo, nhưng thấy ông đang chuyên chú như thế. Hắn lúc này đi tới quấy rầy ngược lại có thể khiến ông cảm thấy phiền phức. Chỉ có thể, nhẫn nại, vì lãnh đạo phục vụ. Lúc Hoen đứng ra lên án Tần Lạc, Thái Công Dân nhíu mày, thoáng có chút tức giận. Khi ngũ quan của Tiền Hoành Lượng đều chảy máu, ông mới có chút trầm tĩnh lại, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, thậm chí không nhịn được mà cười to lên thành tiếng. Ha ha tiểu tử này, Thái Công Dân nhìn Tần Lạc trên TV nói, thật đúng là bị hắn làm cho đau tim mất. Lúc ông nhận được điện thoại của Tần Lạc, nghe hắn báo cáo việc này, cũng thấy vô cùng sửng sốt. Phẫu thuật cho người bị xuất huyết não, còn tìm đài truyền hình trực tiếp.
Nếu là người nào khác đang gọi điện thoại, ông có lẽ sẽ hoài nghi, người này có phải hay không là người điên. Nhưng điện thoại do Tần Lạc gọi đến, ông cũng không thể không cẩn thận suy tính. Thiên vị. Đúng vậy, chính là thiên vị. Thái công dân chưa bao giờ phủ nhận điểm này. Quả thật, nếu như kế hoạch này thành công, người có lợi nhất là Tần Lạc, nhưng có lợi cuối cùng là quốc gia cùng Trung Y. Đây không phải là diễn tập mà thật sự là trước mặt người dân nước Mỹ biểu diễn tuyệt kỹ của Trung Y. Nhưng nếu thất bại thì sao? Tần Lạc có thể kích động mà thực hiện kế hoạch nhưng ông là hậu thuẫn chống đỡ phía sau. Là một bộ trưởng của quốc gia, ông phải vì hình tượng quốc gia mà lo lắng, cũng là vì lo lắng cho tương lai của Tần Lạc. Hơn nữa, nếu như thất bại, đối thủ sẽ phản kích vô cùng ác liệt. Cho dù hiện tại Tần Lạc đối với việc này đều không quan tâm. Nhưng sau khi về nước, sẽ phải chịu trách nhiệm làm lãnh đạo thiếu sót. Tuy rằng Tiền Hoành Lượng phải chịu trách nhiệm chính nhưng nếu Tần Lạc làm ra động tĩnh lớn như vậy, lại thất bại trước mặt toàn bộ thế giới, hậu quả sau này hắn cũng không có khả năng gánh chịu được. Thái công dân không do dự lâu mà trịnh trọng hỏi, anh có tin tưởng chắc chắn không? Tần Lạc trả lời, có. Vì vậy Thái công dân liền đồng ý, hơn nữa còn bảo Chu Cường cố gắng giúp đỡ hắn. Đây là tín nhiệm, không một chút hoài nghi. Nếu như Tần Lạc thất bại, sẽ có rất nhiều người vui mừng đấy. Đúng vậy, hậu vệ đông biết rằng lúc này chính là lúc mình nên mở miệng nói chuyện. Thời điểm lãnh đạo không muốn nói, ngươi nên im lặng, thời điểm lãnh đạo tâm tình đang rất tốt muốn nói chuyện, ngươi lại im lặng, như vậy ngươi cũng không có khả năng đi theo lãnh đạo. Tôi cũng rất lo lắng. Đặc biệt là sau khi Hoen lên tiếng chỉ trích, tôi đã muốn đề nghị bộ trưởng đưa anh ta ra ngoài, mặt khác tìm người thay thế anh ta. Ha ha, tôi rất có tin tưởng đối với anh ta. Thái công dân vừa cười vừa nói. Mặc dù ông cũng biết hậu vệ đông muốn lấy lòng mình nhưng nịnh nọt một chút như vậy cũng không làm cho người ta phản cảm. Hiện tại, ông quả thật cũng rất muốn nghe người khác nói như vậy. Anh ta đã khi nào làm người khác phải thất vọng đâu. Đúng vậy, bộ trưởng rất trấn định. Hậu vệ đông liên tục gật đầu. Bộ trưởng, tôi giúp ngài thay chén trà nóng. Không nghĩ tới Thái công dân lại bưng chén trà trong tay lên uống một hơi cạn sạch, thống khoái nói, lúc này nên uống một chén trà lạnh thật lớn để hạ hỏa. Quả thật, một màn này làm cho những người đứng xem đều nhiệt huyết sôi trào. Ngay cả bộ trưởng Thái công dân cũng muốn mượn chén trà lạnh để hạ hỏa. Tần Lạc cũng biết hắn đã làm ra động tĩnh lớn như thế nào, nhưng hắn cứ giả vờ không hay không biết. Thậm chí hắn cũng không liếc mắt ra ngoài một cái. Cả tâm tư của hắn đều đặt trên người Tiền Hoành Lượng, hai mắt đến chớp mắt một cái cũng không có, quan sát kỹ càng phản ứng của Tiền Hoành Lượng. Thậm chí, lúc Tiền Hoành Lượng ho khan kịch liệt, hắn còn vươn bàn tay ra xoa bóp nhẹ nhàng sau lưng ông ta. Các ông thấy không, người Trung Quốc chúng ta tương thân tương ái, chúng ta đoàn kết, trợ giúp lẫn nhau. Tần Lạc nở nụ cười, giúp Tiền Hoành Lượng xoa bóp sau lưng, bàn tay dùng nhẹ chút lực. Làm cho Tiền Hoành Lượng ho ra máu càng nhiều hơn. Cho đến khi thân thể ông ta thoát lực đến mức té xỉu lần nữa, mới bảo trợ thủ giúp ông ta rửa mặt cùng với lau sạch vết máu trên quần áo. Theo đạo lý mà nói, lúc này Tần Lạc cũng phải ra ngoài phòng bệnh, tất cả mọi người đều đang chờ ở bên ngoài. Nhưng hết lần này với lần khác hắn đều không chịu đi ra. Hắn làm ra vẻ bận rộn, bắt mạch cổ tay của Tiền Hoành Lượng, hé nhẹ mi mắt của ông ta ra xem xét một lúc. Lại sờ sờ lên ngực xem nhịp tim, chấm SAU khi xong hết các động tác, hắn mới đi tới một bên rửa tay, cầm khăn lông lau sạch vết máu trên quần áo. Lúc này, máy quay vẫn quay rõ từng động tác của hắn. Vẻ mặt của hắn lúc làm động tác xoa bóp, khi bắt mạch, mày nhíu lại rồi lại giãn ra, hắn vỗ vỗ bả vai trợ thủ nói lời cảm tạ. Tất cả nhất nhất đều được máy quay quay lại. Ôi, trời ạ, anh ta đang làm cái gì vậy? Đây cũng là một động tác cứu người của Trung Y sao? Nghe nói Trung Y chỉ cần bắt mạch cũng có thể biết được bệnh tình của người khác, chẳng lẽ anh ta đang làm như vậy sao? Ồ, anh ta nhắm mắt lại bắt mạch, tư thế nhìn thật đẹp trai a. Đoàn trưởng, có việc gì không? Trợ thủ khẩn trương hỏi. Mặc dù Tiền Hoành Lượng tỉnh lại chảy máu như điên nhưng hơn phân nửa đều là máu huyết ứ động, sẽ không xuất hiện vấn đề gì chứ? Không có việc gì, Tần Lạc bình thản nói. Đài truyền hình đang truyền hình trực tiếp chúng ta, nên tranh thủ một chút. Hả? Lúc Tần Lạc cảm nhận được ở trong phòng bệnh đến giờ cũng đủ rồi, mới thản nhiên đi ra ngoài. Ba, ba, ba. Ngoài phòng bệnh vang lên tiếng vỗ tay như sấm, những người ở đây hoặc thật tình, hoặc giả ý, nhưng cũng đều vỗ tay hoan hô hắn. Chu Cường chạy tới trước một bước,
ôm chặt lấy Tần Lạc, la lớn, Tần Lạc, anh quá tuyệt vời. Anh đã làm vẻ vang người Trung Quốc chúng ta. Tiếng nói càng lúc càng lớn, như thể sợ khán giả đang xem truyền hình không nghe được. Kỳ tích lần này của Tần Lạc cũng có được sự cố gắng trợ giúp của hắn, bây giờ đã đến lúc thu hoạch kết quả, như vậy lãnh đạo cũng sẽ không quên công lao của hắn. Phó Chủ tịch Rieger cũng chậm rãi bước tới trước, đứng sau lưng Chu Cường. Ông ta cũng nồng nhiệt ôm chặt Tần Lạc, hơn nữa còn cọ sát mặt vào mặt Tần Lạc, làm hình ảnh của Tần Lạc trên màn ảnh liền trở nên cứng đơ. Cũng may Tần Lạc phản ứng nhanh, hơi nghiêng người ra sau. Đoàn trưởng tiên sinh, anh dùng y thuật cao minh giành lấy vinh quang cho quốc gia của mình. Anh đã đem những hoài nghi lúc trước toàn bộ xóa bỏ. Anh là người thầy thuốc ưu tú nhất, đoàn đội của các anh cũng là một đoàn thể ưu tú. Anh là anh hùng trên lĩnh vực y học chúng ta. Tôi vì sự lựa chọn ngày hôm nay mà. Cảm thấy kiêu ngạo, Rieger ôm Tần Lạc nói liên hồi. Ở đây, tôi còn muốn nói lời xin lỗi với anh. Lúc tiến sĩ Huen phản đối y thuật của anh, tín nhiệm của tôi đối với anh cũng đã dao động. Nhưng anh đã dùng sự ưu tú của mình để chứng minh những lời nói đó quả là dư thừa. Nghe phiên dịch giải thích xong, Tần Lạc mới hiểu được, hóa ra ông ta đến nói lời, xin lỗi, này để tranh đoạt công lao. Tần Lạc cũng không cần nói lại, thành công ngày hôm nay đúng là không thể thiếu ông ta. Nếu không có ông ta mạnh mẽ, ủng hộ, nếu ông ta không mời đài truyền hình đến, làm sao có kết quả như thế này được. Rinis vẫn đứng ở bên cạnh, thấy có chút khoảng trống, lập tức vội vàng chen vào. Hắn giơ mic lên trước mặt Tần Lạc, cười ha ha đánh giá Tần Lạc, rồi nói, đoàn trưởng tiên sinh, thanh niên thần kỳ, người sáng tạo ra kỳ tích, hoặc nên gọi là thần y tiên sinh. Tôi nên xưng hô thế nào với anh? Anh làm cho chúng tôi cảm động với tính mạng con người, cũng làm cho chúng tôi nhận thức được trung y thật là thần kỳ. Bây giờ, anh có điều gì muốn nói với chúng tôi không? Tôi cuối cùng cũng rõ được hạnh phúc rốt cuộc là ở nơi nào. Hạnh phúc chính là ẩm thấu từng chút, chỉ cần nhìn rõ là biết nó đang ở ngay bên cạnh chờ chúng ta nắm lấy. Hạnh phúc kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ông cười là hạnh phúc. Từng có người nói với tôi, ta vui sướng vì lý do làm nàng vui sướng. Nhưng hôm sau hắn lại biết, nguyên lai lý do làm nàng vui sướng lại có rất nhiều. Vì vậy, cần phải biết quên đi, một giờ dùng để khóc, một giờ dùng để quên. Sau đó, kiên cường, cao ngạo mà nói cho nàng, ta vì chính mình mà vui sướng. Đoàn trưởng tiên sinh, tại sao anh lại nói những lời này? Là ông hỏi tôi bây giờ muốn nói gì nhất, tôi đã suy nghĩ ra, hiện tại tôi muốn nói nhất chính là những lời này. Chương 1063, sói đột lốt cừu. Không có gì, xin hãy nhớ tôi, đừng nghĩ lung tung, thật ra anh cũng biết đấy, suy nghĩ thật sự của đại đa số mọi người không như vậy. Bọn họ chỉ nghĩ nào nói thế mà thôi. Rip nhếch miệng, thầm nghĩ trong đầu, chơi tao à? Thằng nhãi này nhất định đang chơi tao. Đương nhiên từ bỏ không phải là phong cách làm việc của một phóng viên. Vậy bây giờ anh cảm thấy thế nào? Cực kỳ tốt, Tần Lạc cười ngượng ngùng nói, lộ hai hàm răng trắng nhỏ, vẻ mặt này của hắn khiến những khán giả nữ ngồi trước màn hình TV mê mẩn, một cảm giác cực nữ tính. Cảm giác đánh vào mặt thật thú vị. Đánh vào mặt ai? Rip phải hỏi trợ lý tiếng Trung Quốc mới biết ý nghĩa của cụm từ, đánh vào mặt. Những người hy vọng cuộc giải phẫu lần này thất bại, Tần Lạc nói bằng một giọng cực kỳ thẳng thắn. Oh my god, sẽ có người nghĩ như vậy, thật sao? Rip làm ra vẻ giật mình, y là người lão luyện thành tinh, sao có thể không nhận ra bầu không khí căng thẳng trước phòng bệnh. Bọn họ đang mỉm cười nhưng nụ cười vô cùng miễn cưỡng như chính tâm trạng của mình. Đây không phải chính là phản ứng chân thật của sự việc khiến con người ta kích động. Không có sao, Tần Lạc cũng làm ra vẻ ngơ ngác, ồ, không có thì tốt. Trung Quốc là một đất nước yêu hòa bình. Người Trung Quốc chúng tôi cũng rất khiêm tốn, nhiệt tình, hiếu khách, thận trọng, lấy đại cục làm trọng, dũng cảm hy sinh. Tôi hiểu rằng với nhân phẩm đạo đức và phong cách làm việc, chúng ta hẳn không nên là đối thủ của nhau. Mọi người vô cùng nhiệt tình với chúng tôi, mới rồi Chủ tịch Rieger còn mời tôi tới nhà chơi. Rieger nhếch mép cười, thằng cha này thật biết cách làm người, lúc này mà hắn vẫn không quên nói tốt cho mình, xem ra sau này thái độ của mình với đám người này cần phải thân thiết hơn một chút. Những người kia tranh đấu với bọn họ, mình là người giữa, thò chân xía vô làm gì. Vậy anh có định chấp nhận yêu cầu của Chủ tịch Rieger không? Không, Tần Lạc kiên quyết nói. Ồ, tại sao? Rip bật cười hỏi, gã này thật thú vị. Rip bắt đầu tán thưởng, thích thú gã này.
đương nhiên đây chỉ là tình cảm yêu mến đồng chí, công việc với nhau mà thôi. Không một ai ngờ hai người với hai ngôn ngữ khác nhau cần phải có phiên dịch lại nói chuyện thoải mái, ăn ý tới vậy. Tôi sợ tôi không ăn quen bít tết bò, Tần Lạc trả lời. Tần, cậu không cần lo lắng. Rieger đi tới bá vai Tần Lạc nói, tôi sẽ mời đầu bếp Trung Quốc danh tiếng nhất Las Vegas tới nấu một bữa cơm Trung Quốc hợp với khẩu vị của cậu. Đương nhiên tôi cũng có thể cùng thưởng thức một bữa ăn ngon miệng. Được, Tần Lạc gật đầu, nếu như Chủ tịch Rieger thịnh tình mời, tôi đồng ý. Đội trưởng tiên sinh, hiện tại người Mỹ rất yêu thích anh. Anh thấy đó có rất nhiều người đang chăm chú nhìn anh. Tôi ở đây cảm thấy nên nhắc nhở anh một chút. Khi anh đi trên phố, nhất định anh phải cải trang một chút vì các cô gái nước Mỹ vô cùng cuồng nhiệt. Thật vậy sao? Tần Lạc đỏ ửng mặt, nói vẻ xấu hổ, nam thanh niên Trung Quốc cũng rất nhiệt tình. Hả, Rip giống như bị sét đánh ngang người. Từ chối lời đề nghị của các phóng viên truyền thông, từ chối lời mời tham dự tiệc của người hâm mộ, từ chối lời mời giao tiếp chân thành hay giả bộ của đoàn đại biểu các quốc gia khác. Tần Lạc trong vòng vây của các thành viên đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc rời khỏi bệnh viện quay về khách sạn. Theo thói quen mọi người cùng đi vào trong phòng của Tần Lạc. Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, những thầy thuốc công thành danh toại, có địa vị trong xã hội, tuổi không còn trẻ lập tức vỗ tay hoan hô. Khi ở trong phòng bệnh, bọn họ đã cực kỳ kích động nhưng vì các phóng viên nhiếp ảnh, quay phim nhìn bọn họ chằm chằm. Nếu như bọn họ chỉ cần có biểu hiện quá khích, người khác sẽ nghĩ rằng đó chỉ là may mắn. Nếu như biểu hiện của bọn họ càng bình thường, những người ngoại quốc kia sẽ nghĩ đây chỉ là chuyện bình thường với đội trưởng Tần Lạc của bọn họ. Bọn họ muốn bộc phát trên đường đi nhưng khi đó có rất nhiều người đi theo. Nếu như bọn họ thể hiện bộ mặt đắc ý thì ngược lại bọn họ sẽ bị người khác coi thường. Vì vậy biểu hiện của cả đám cực kỳ bình thường cho dù trong lòng bọn họ vô cùng kích động, một biểu hiện bình thường chỉ để khiến người khác không thể biết được suy nghĩ chân thật của mình. Điều này khiến bọn họ chịu nén chịu vô cùng khổ sở. Bây giờ cuối cùng bọn họ có một không gian riêng để giải tỏa nỗi lòng kích động của mình. Đội trưởng, cậu thật sự quá thần kỳ. Cậu không biết là khi ông già kia vượt qua cơn nguy kịch, hai chân tôi còn run lẩy bẩy. Không thể ngờ được là cậu đã cứu được người đó. Có ai mà không vậy? Tay tôi cũng ướt đẫm mồ hôi. Lần này Trung Y chúng ta thật sự uy phong. Mọi người không thấy sắc mặt của những người đó sao? Ha ha ha, đội trưởng nói rất đúng. Cảm giác đánh vào mặt thật sự rất hay. Khi những người khác kích động nói năng lộn xộn, Cố Bách Hiền chỉ ngồi một chỗ nhìn đám người đang kích động cười nói. Đó là một màn cực kỳ chấn động, lại cực kỳ xúc động. Có lẽ những người bình thường không thể nào dùng những từ ngữ bình thường để suy đoán sự việc này. Khi Tần Lạc đưa ra lời đề nghị, Cố Bách Hiền là người kiên quyết phản đối vì ông ta cảm thấy việc này vô cùng mạo hiểm, rất có khả năng Trung Y Trung Quốc cùng bọn họ sẽ vì chuyện này mà càng bị lún sâu vào vũng bùn. Thế nhưng Tần Lạc cực kỳ kiên quyết muốn thực hiện điều này. Hình như trong tư tưởng của Tần Lạc có một niềm tin tất thành công. Niềm tin của Tần Lạc có từ đâu? Từ chính bản thân mình hay từ sư phụ của cậu ấy, Vương Tu Thân? Nếu đổi là những danh y trong, ngoài nước khác, khi phải đối mặt với một cuộc giải phẫu khó giải quyết như vậy, không một ai dám chắc sẽ thành công. Hoen bắn tên không đích sao? Ông ta là người có tiếng nói đầy sức mạnh trong chuyên ngành xuất huyết não. Chẳng lẽ lời nói của ông ta không có chút giá trị nào ư? Nhưng mà chính Tần Lạc đã thành công. May mắn. Cố Bách Hiền lắc đầu. Một hai lần thì còn do may mắn nhưng ba, bốn lần thì sao? Sau khi Tần Lạc vui đùa cùng với mọi người một lát, hắn đi tới và ngồi xuống bên cạnh Cố Bách Hiền. Đã làm ông lo lắng rồi. Tần Lạc xúc động nói. Chỉ có lòng yêu thương sâu sắc con người ta mới trách mắng như vậy. Mấy ông già bọn họ thật sự rất tin tưởng vào tương lai của hắn nên mới không hy vọng hắn đi lầm đường mà trở nên sụp đổ. Vì nguyên nhân này nên quyết định của bọn họ còn khó khăn hơn của hắn nhiều. Nhưng cuối cùng Cố Bách Hiền đã đồng ý, quyết định này còn dũng cảm hơn nhiều so với khi phản đối. Cậu biết là cậu chắc chắn sẽ thành công sao? Cố Bách Hiền cười hỏi. Bởi vì lúc đó còn chưa có thực tế nên tôi không có cách nào chứng minh cho ông biết tôi có thể làm được. Thế nhưng quả thật châm khí của Thái Ất Thần Châm có thể khai thông, chữa trị mạch máu, tiêu trừ máu đọng. Cố lão, ông hẳn phải hiểu con người của tôi. Ông đã từng nhìn thấy tôi ra tay mà không nắm chắc chắn chưa? Nếu như không có niềm tin, tôi thật sự sẽ có một quyết định như vậy sao? Đúng vậy, Cố Bách Hiền gật đầu, nói thì nói vậy thôi. Tôi vẫn thực sự lo lắng. Tôi cũng lo lắng, Tần Lạc cười nói,
Chính vì vậy tối qua tôi lại tới gặp Tiền Hoành Lượng. Cậu đã đi gặp ông ta? Cố Bách Hiền kinh ngạc hỏi. Khi đó bọn họ và Tần Lạc tới bệnh viện thăm Tiền Hoành Lượng. Khi đi ra tới cửa Tần Lạc đã quay lại. Cố Bách Hiền vốn tưởng Tần Lạc không muốn tới thăm Tiền Hoành Lượng như mọi người, không ngờ từ khi đó Tần Lạc đã bố trí tất cả cho ngày hôm nay. Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu, phá lên cười như một con hồ ly giảo hoạt, hơn nữa tôi lo lắng mình đã thất bại nên cố ý dùng châm thử với Tiền Hoành Lượng. Cậu đã thử nghiệm, cô Bách Hiền kinh hãi tới mức không biết nói thế nào. Tiểu tử này thật sự đã nắm chắc tình trạng bệnh của Tiền Hoành Lượng. Đương nhiên tôi không phải thần tiên, tôi chưa từng thử qua, nào dám tự tin như vậy không? Tần Lạc nói, tối hôm qua tôi đã dùng thái ất thần châm giúp ông ta đã thông kinh mạch thế nhưng tôi không muốn đã thông một động mạch chủ trong hộp sọ ông ta. Tôi muốn cả thế giới chứng kiến trực tiếp vào hôm nay. Nếu như trên TV tôi mất 3 tiếng đồng hồ hay nhiều hơn, nhất định mọi người sẽ mất kiên nhẫn, không còn tâm trạng chờ đợi. Trước hết tôi cần phải chuẩn bị trước. Binh! Cô Bách Hiền kích động vỗ đùi nói, tôi đã nói mà. Lúc đó cậu rõ ràng dùng ngũ long châm pháp, và quỷ môn thập tam châm của quỷ môn. Nào có thể có hiệu quả như vậy, thì ra tiểu tử cậu đã sớm dở trò. Dùng hai loại châm pháp ra vẻ thần bí, giấu giếm hại chúng ta thật khổ sở. Ha ha, như vậy kịch vui mới hiệu quả mà. Tần Lạc cười cực kỳ đắc ý. Mọi người không căng thẳng nên bọn họ mới căng thẳng. Bọn họ căng thẳng nên mới có buổi truyền hình trực tiếp hôm nay. Tiểu tử này, cô Bách Hiền chỉ tay vào Tần Lạc, lúc này ông ta thật sự không biết nói gì nữa. Bọn họ là những lão trung y đức hạnh, không ngờ lại xuất hiện một người ngoại đạo tinh thông mưu lược. Giống như một con sói già trà trộn vào trong một đàn cừu vậy. Chương 1064, tôi vì phu nhân đi giết người. Pháo đài màu đen cổ kính, giống như những lâu đài của quỷ hút máu thời xa xưa. Trong phòng không bật đèn, màn hình TV chiếu sáng một gương mặt xanh xao, không khí rất quỷ dị. 3. Màn hình TV đã biến thành một mảnh đen kịt, cả phòng lập tức trở nên tối đen. Nếu như không phải có cửa sổ thủy tinh phản chiếu ánh sáng bên ngoài, cho dù là hai người ngồi đối diện cũng không thể thấy rõ vẻ mặt của nhau. Phu nhân tức giận rồi. Thanh âm khàn khàn của một người đàn ông vang lên, ngữ khí lỗ mãng, trêu đùa, biểu hiện chủ nhân của thanh âm này đang có tâm tình hết sức thoải mái. Tôi nghĩ tôi không nên cho hắn cơ hội này. Người phụ nữ lạnh giọng nói. Hắn giống như một con sâu bọ trên cực Bắc Thảo Nguyên, có thể nắm lấy bất cứ cơ hội nào. Cho dù chỉ cấp cho nó một chút phân ngựa hoang, nó vẫn có thể sống tốt. Đúng vậy, người đàn ông phụ họa, nói tiếp. Phu nhân, với tuổi của chúng ta, chẳng lẽ không có hứng thú với người trẻ tuổi ưu tú như vậy sao? Nếu như có thể cho tôi sử dụng, tôi hiển nhiên là rất cao hứng. Đáng tiếc, những việc hắn làm tôi đều không muốn thấy. Người phụ nữ bưng lên một cái chén bằng thủy tinh, trong chén sóng sánh máu huyết của giác đấu sĩ, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Bà ta rất ít khi cảm thấy cấp bách như vậy, chất lỏng kích thích tiến vào yết hầu rồi nhanh chóng tiến vào dạ dày. Chỉ cảm thấy yết hầu bốc lên lửa nóng, dạ dày cũng như có đống lửa đang thiêu đốt. Bà ta gắt gao cắn chặt miệng, tránh cho hơi thở tanh máu phun ra. Ánh mắt người đàn ông sáng quắc, giống như hai ngọn đèn sáng trong đêm tối. Phu nhân, tôi rất muốn hỏi bà một vấn đề. Người đàn ông lên tiếng nói, phu nhân có thể làm đến cấp chấp sự quan năm sao, như vậy cả đời này bà đã bao giờ thất bại chưa? Đúng vậy, người phụ nữ khẳng định, người thất bại không thể làm đến cấp chấp sự quan năm sao. Cả đời chỉ cần thất bại một lần cũng không được, bởi vì, chấp sự quan năm sao không cho phép có một chút tì vết nào. Ồ, bà thật là một người phụ nữ có khả năng. Người đàn ông kia than thở. Sao tự nhiên bá tước đại nhân lại hỏi chuyện này? Tôi đang nghĩ đến một chuyện, nếu như kế hoạch lần này thất bại, bà có thể tiếp tục làm chấp sự quan năm sao nữa không? Không thể, người phụ nữ lại khẳng định, tôi sẽ trở về cấp chấp sự quan 4 sao, nhưng tôi sẽ không thất bại. Tại sao? Bởi vì, hắn ta sẽ chết, người phụ nữ mặt đầy ngạo khí nói. Trung y của Trung Quốc đột nhiên quật khởi, là bởi vì người trẻ tuổi này mà một bước leo lên đỉnh cao. Đây chỉ là lực lượng của một người, không phải là lực lượng của một tổ chức. Mỗi người đều vì mình, nếu đem những người này nhốt trong một cái lồng sắt, nhất định bọn họ sẽ cắn nuốt tàn sát lẫn nhau. Đến lúc ấy, bọn họ làm gì còn tâm tư mà phát triển trung y. Một người cho dù mạnh mẽ, nhưng bất quá cũng chỉ như mây khói trôi qua. Chỉ có một chế độ hữu hiệu, thực thi những chính sách tốt đẹp mới có thể cam đoan nó hưng thịnh lâu dài. Nhưng cái này bọn họ không có, thay đổi liên tục,
có thể nào làm tốt được. Bá tước nghe được không khỏi gật gật đầu, nói, phu nhân phân tích rất đúng. Bất quá tiểu tử này đích thực là một nhân tài, giết hắn quả có chút đáng tiếc. Nhưng, tôi không nghĩ đến, cho hắn thêm một chút thời gian nào để phát triển nữa. Người phụ nữ lại rời mắt lên TV nói, nếu như có thể, tôi sẽ không đồng ý cho hắn cơ hội lần này. Đây coi như là đưa lễ gặp mặt cho hắn. Cũng là lễ tống biệt, lễ chia tay người chết. Bá tước cười ha ha nói. Phu nhân, ông ta nắm lấy bàn tay cầm chén rượu của người phụ nữ. Bá tước đại nhân, tôi nghĩ ông đâu có thiếu phụ nữ. Người phụ nữ cũng không cử động gì, chỉ có thanh âm bình tĩnh vang lên nhưng tạo cho người nghe cảm giác cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Đúng vậy, thanh âm của bà ta không có bất cứ cảm tình gì. Hoặc có thể nói, không có bất cứ tâm tình gì. Giống như đây là một người đã chết hoặc là không phải con người, làm cho đàn ông ngay cả dũng khí để tiếp xúc cũng không dám. Nhưng tôi cũng chưa từng được gặp qua một người phụ nữ nào như phu nhân. Tôi không thấy có chút cảm giác tiếc nuối nào. Người phụ nữ nói, bá tước đại nhân, không còn thời gian nữa. Ha ha, được rồi, người đàn ông đứng lên nói. Cùng mỹ nhân như phu nhân đây uống rượu tâm sự đúng là một sự tình thống khoái của nhân sinh. Tôi cũng cho rằng như vậy. Bá tước dường như được cổ vũ, vẻ mặt phấn khởi nói. Tôi vì phu nhân đi giết người. Sớm hoàn thành điều kiện giao dịch, như vậy hắn cũng thật cao hứng. Đây cũng chính là điều tôi muốn nói. Là nơi này sao? Tần Lạc nhìn căn nhà nhỏ làm bằng gỗ mục trước mắt, hỏi. Đúng vậy, Tiểu Lưu trả lời, tôi tìm nhân viên công tác của tổ ủy, đã xác nhận qua. Tiểu Lưu tên gọi là Lưu Tất Lương, là nhân viên phiên dịch của Bộ Y tế. Lần này theo đoàn tới tham gia đại hội, mới đến Las Vegas đã bị Tiền Hoành Lượng kéo ra ngoài làm phiên dịch đánh bạc. Kết quả là Tiền Hoành Lượng bị xuất huyết não mà té xỉu. Chuyện này biến thành trò cười của toàn thế giới. Tiểu Lưu cũng được liệt vào danh sách đen của Tần Lạc. Ban đầu, Tần Lạc còn muốn sau khi về nước sẽ khai trừ tiểu tử này ra khỏi Bộ Y tế. Nhưng ngày hôm qua hắn đến bệnh viện dò xét bệnh tình của Tiền Hoành Lượng thì phát hiện y tận tâm hết sức trông chừng phòng bệnh. Hơn nữa, sau khi biết Tần Lạc đến liền lập tức hỗ trợ kiểm tra phòng y tá, cố gắng che giấu tốt. Trong thời gian Tần Lạc trị liệu, cảm nghĩ của Tần Lạc đối với y liền có chút thay đổi. Cảm giác y cũng không phải là người không làm được việc như mình tưởng tượng, sau khi Tiền Hoành Lượng đã bị chết ngất, cho dù có tỉnh táo lại cũng không có tác dụng gì. Vì vậy mọi người đều không để ý gì đến hắn nữa. Nhưng tuy rằng như vậy y cũng không có sao nhãng. Đây là cái gì? Đây là nhân phẩm, dệt hoa trên gấm thì nhìn không rõ, giữa tuyết nguyện ý đưa tiễn mới rõ ràng. Gõ cửa đi, Tần Lạc nói, hắn thấy ngọn đèn trong phòng còn phát sáng, như vậy lão nhân kiên cường kia còn chưa đi nghỉ ngơi. Vâng, đội trưởng, Tiểu Lưu lên tiếng, nhanh chóng tiến lên gõ cửa. Lúc này y đối đãi với Tần Lạc như thần, hắn nói sao là nghe vậy. Y vốn tưởng rằng như vậy là xong hết rồi. Tiền Hoành Lượng tự thân khó bảo toàn, đội trưởng Tần Lạc lại không có bất cứ hảo cảm gì với mình chấm cây ết ai nói chuyện ngữ khí tàn nhẫn như hận không thể đem chính mình lột ra nuốt sống. Mặc dù hành động của đội trưởng đối với mình không có ác liệt gì nhưng liên quan đến. Tiền Hoành Lượng như vậy, mình làm gì còn có tiền đồ nữa. Nhưng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Đội trưởng tuổi còn trẻ mà y thuật quá mức lợi hại. Hơn nữa bỗng dưng cải thiện thái độ đối với mình, có việc cần cũng giao cho mình đi làm. Trên quan trường mọi người đều rõ ràng. Lãnh đạo nguyện ý giao cho ngươi chuyện để làm, đó là coi trọng ngươi. Nếu như lãnh đạo đối với ngươi không nghe không hỏi, ngươi nhất thiết phải đi tìm nguyên nhân. Trong lòng y mừng như điên, hiển nhiên phải cẩn thận hầu hạ cho tốt. Đông đông. Tiểu Lưu gõ vào cửa hai tiếng rồi rất quy củ đứng sang một bên. Rát, cửa gỗ mở ra, một lão nhân mặc áo ngủ xuất hiện ở cửa. Mới vừa nhìn thấy, vẻ mặt lão nhân rất không tốt. Hiển nhiên, đối với người viếng thăm vào lúc này rất là bất mãn. Nhưng sau khi ông nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Tần Lạc, trên mặt lập tức hiện lên vẻ kích động, vui mừng, nhanh chóng ôm chầm lấy Tần Lạc, cao hứng nói, ồ, Tần, thật thần kỳ. Tôi đang thưởng thức biểu hiện thần kỳ của anh hôm nay. Không nghĩ tới anh lại tự mình đến đây. Anh biết, những lời nói lúc đấy của tôi không phải chỉ để nhắm vào anh. Tôi chỉ cảm giác làm như vậy là không đúng. Tôi không hy vọng anh làm mất đi tính mạng của người bệnh chấm COI y học như là một trò chơi để thử nghiệm. Y học rất cao cả, là dùng để chữa bệnh cứu người, là một chuyện nghiêm túc nhất, không được phép coi như một trò chơi vui đùa, qua loa. Tôi sai rồi.
tôi rất muốn gặp anh để xin lỗi. Đúng vậy, lão nhân mặc áo ngủ màu xám trước mắt này chính là Hoen tiên sinh, chuyên gia điều trị bệnh xuất huyết não nổi tiếng trong giới y học. Cũng chính là ông đã xuất hiện tại phòng bệnh và chỉ trích gay gắt Tần Lạc. Sau cùng thản nhiên đối mặt với sai lầm của mình rồi cúi đầu rời đi. Ông mắng chửi Tần Lạc không biết. Lúc ông cúi đầu về phía Tần Lạc, hắn cũng không biết. Về sau chuyện này được truyền bá, hắn mới biết ông. Hắn bị thái độ nghiêm cẩn với y học của ông chinh phục. Lúc đó hắn đã cảm thấy rất cảm động. Có lẽ hắn không thể trở thành người như vậy, nhưng người như vậy thật đáng tôn trọng. Vì vậy, trong tâm Tần Lạc liền nảy sinh ý niệm đến gặp ông. Ít nhất, Tần Lạc cũng muốn đến nói rõ chuyện này với Hoen để tiêu trừ áy náy trong lòng ông. Hắn sợ nếu mình không nói rõ ra chuyện này, Hoen sẽ phải đeo cái gánh nặng này đến cuối đời. Quả nhiên, Tần Lạc đã đoán đúng. Hoen đối với hành vi hôm nay của mình tràn ngập áy náy. Nhìn vẻ mặt kích động của ông cùng với những lời nói nhiệt tình đã chứng minh điểm này. Ông không sai, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Những người nguyện ý đứng ra ngăn cản tôi, chính là vì muốn tốt cho tôi. Trong đó ẩn chứa rất nhiều nội tình Tần Lạc không thể giải thích với ông. Nhưng trong sự kiện lần này, tất cả những ai đứng ra ngăn trở hắn đều là vì muốn tốt cho hắn. Mặc dù Hoen không có tâm tư như vậy, nhưng ông thuần túy là nhìn mọi việc dưới góc độ của một người thầy thuốc. Mà rất nhiều người không có được điều này. Trong lòng bọn họ chỉ tràn ngập dục vọng, nguyền rủa cho Tần Lạc phải thất bại. Tần, anh có thể nghĩ như vậy tôi thật rất cao hứng. Hoen sau khi nghe Tiểu Lưu phiên dịch liền cười ha ha nói. Anh chỉ đến để nói với tôi một câu này thôi sao? Không, Tần Lạc lắc đầu, tôi chỉ cảm thấy chúng ta có thể trở thành bạn tốt, nên tôi mới đến đây. Ồ, bạn tốt, Hoen lại một lần nữa ôm lấy Tần Lạc, cao hứng nói. Tôi là bạn tốt của người tuổi trẻ, tôi thật muốn kiêu ngạo mà nói cho mọi người biết tình bạn của chúng ta. Chương 1065, nàng ta trọng yếu với anh như vậy sao? Hoen yêu cầu Tần Lạc vào nhà, bởi vì quá kích động mà quên cả Tiểu Lưu chỉ có thể tự mình đi theo vào. Không có lỗ tai cùng miệng của y, bọn họ làm thế nào mà trao đổi với nhau được? Đúng theo như lời Hoen vừa nói, trong phòng khách, TV đang chiếu lại cảnh Tần Lạc cứu người ở bệnh viện. Lúc này vừa mới phát đến cảnh Hoen phẫn nộ chỉ trích biện pháp cứu người của Tần Lạc là không thể thực hiện được, nói Tần Lạc không có y đức. Mặt Hoen đỏ bừng lên, xấu hổ nói, Tần, một lần nữa tôi nói lời xin lỗi với anh. Tần Lạc nghiêm mặt nói, Hoen tiên sinh, ông không cần xin lỗi. Ông tuân thủ nghiêm cẩn tác phong của người thầy thuốc, có được nhân cách cao thượng của một học giả. Ông có thể đứng ra nói những lời này, chứng minh ông không thẹn với lương tâm của mình, hơn nữa. Người Trung Quốc chúng tôi có truyền thống không thích khách khí giữa những người bạn tốt với nhau. Bởi vậy, tôi không muốn nghe được nhiều lời xin lỗi nữa. Những lời này sẽ kéo dài khoảng cách giữa chúng ta. Nghe được phiên dịch từ Tiểu Lưu, Hoen khẩn trương nói, không, Tần, tôi không muốn kéo dài khoảng cách quan hệ giữa chúng ta, tôi chỉ cảm thấy rất áy náy. Anh không thích nghe thì tôi cũng không nói nhiều nữa. Chúng ta vẫn là bạn tốt, đúng không? Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu khẳng định, nghĩ thầm. Tiểu lão đầu này thật là đáng yêu mà. Tần, Hoen chỉ vào hình ảnh trên TV nói, anh làm thế nào vậy? Từ lúc về đến giờ tôi quan sát rất kỹ càng. Tôi muốn từ trong y thuật của anh mà tìm ra đáp án, điều này thật là kỳ diệu. Hơn nữa, cũng không phải theo như lời tôi nói là tôi hiểu rõ y thuật của Trung Quốc đâu. Đặc biệt là thuật kim châm, ô, quả thực là quá thần kỳ. Không cần dao phẫu thuật, cũng không cần dược hiệu gây tê. Một cây kim châm nho nhỏ như vậy sao có thể trị liệu được xuất huyết não? Nói như vậy, những nghiên cứu của chúng tôi đâu còn có ý nghĩa gì nữa. Không thể nghĩ như vậy. Trung, Tây y đều có những ưu điểm riêng, không cái nào có thể thay thế được cái nào. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Hắn móc ra từ trong túi một cây kim châm, sau đó giữ lấy cánh tay của Hoen, nói, ông cảm thụ một chút tác dụng của kim châm đi. Nhờ sự trợ giúp của Tiểu Lưu, Tần Lạc cùng với Hoen vui vẻ trò chuyện với nhau. Đặc biệt, Tần Lạc còn tự mình lấy ra kim châm, để Hoen cảm thụ qua, thái ất thần châm, lưu động trong cơ thể. Hơn nữa, sau khi thử nghiệm qua kim châm của Tần Lạc, Hoen bị khiếp sợ mà trợn mắt há hốc mồm, coi Tần Lạc như người trời. Thậm chí còn liên tục kêu mười mấy tiếng Thượng Đế. Ông cho rằng chỉ có Thượng Đế mới có thể làm được điều này. Mà Hoen cũng không có tàng tư. Đem những thành quả quan trọng mà mình nghiên cứu được trong những năm gần đây về căn bệnh xuất huyết não giải thích rõ cho Tần Lạc. Y học là tương thông,
mặc dù Tần Lạc cũng không có hiểu rõ nhiều vấn đề của Tây Y nhưng hắn có ngộ tính kinh người, từ đó mà tìm hiểu được không ít điều có ích. Khi hắn cáo từ hoen ra về, kim đồng hồ trên tường đã chỉ về thời điểm lúc rạng sáng. Hai người trò chuyện thân mật với nhau thật vui vẻ, thời gian trôi qua lâu như vậy mà không có ai cảm nhận được. Tần, tôi thật sự rất cao hứng khi có được bạn tốt như anh. Thời điểm Tần Lạc cáo từ ra về, Hoen nắm chặt lấy tay Tần Lạc không chịu buông. Hoen tiên sinh, những lời này cũng là những lời tôi muốn nói. Tần Lạc thật tâm nói, lão nhân này vô luận là nhân phẩm hay kiến thức đều khiến hắn cảm thấy rất kính phục. Hy vọng anh có thể thường xuyên đến đây. Đương nhiên, nếu có cơ hội tôi cũng tìm đến gặp anh, nhân phẩm cùng với y thuật cao minh của anh tôi rất khâm phục. Tôi hy vọng có thể học được nhiều điều từ trên người anh, muốn hiểu rõ ràng kỹ xảo thần kỳ của Trung Y Trung Quốc các anh. Không thành vấn đề, Tần Lạc nói dứt khoát. Cáo từ Hoen, Tần Lạc xoay người cùng với Tiểu Lưu ra về. Las Vegas như một thành phố không đêm, mặc dù đã rạng sáng nhưng trên đường xe cộ vẫn lưu thông rất nhiều, xe đến xe đi. Taxi, Tiểu Lưu chạy về phía trước đón xe, liên tục phiên dịch cho hai người nói chuyện cả đêm, cả người hắn đã cực kỳ mệt mỏi. Nhưng hắn biết mình phải cố gắng thể hiện trước mặt người đội trưởng trẻ tuổi này. Như vậy sau này cuộc sống của mình sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Rầm rầm, một chiếc xe màu đen vọt về phía này, không có phanh lại mà trực tiếp đâm thẳng vào Tiểu Lưu, khiến hắn văng ra ngoài. Tốc độ chiếc xe cũng không giảm, ngược lại còn tăng tốc càng nhanh hơn vọt về phía Tần Lạc. Tần Lạc kinh ngạc, vội vàng chạy về hướng ngược lại. Ba ba ba, Tần Lạc đi giày vải chạy như bay trên mặt, tốc độ của hắn dường như đã đến cực hạn. Miệng há ra, thở phì phò từng ngụm, dư, dư, dư. Chiếc xe hơi màu đen phía sau điên cuồng tăng tốc đuổi theo, dường như thể không đâm chết người không bỏ qua. A, a, có tiếng thét chói tai vang lên. Rất nhanh đã xuất hiện thêm nhiều tiếng thét khác, mọi người đều kinh hoàng chạy tứ tán. Tất cả mọi người đều nhìn ra, một màn này chính là mưu sát. Tần Lạc cố ý hướng về phía đám đông dày đặc mà chạy tới, nhưng cũng không ngờ được chủ nhân của chiếc xe có thể đạt tới tình trạng không kiêng nể gì này. Hắn không có quay đầu hoặc dừng lại, ngược lại càng hướng về phía này chạy nhanh hơn. Giữa đường dám giết người, thật to gan lớn mật. Tần Lạc không có thời gian tự hỏi người kia là ai, cũng không có cơ hội né tránh hoặc là chạy trốn. Chiếc xe hơi chạy theo phía sau, cái mông của hắn cơ hồ có thể cảm nhận được ngọn đèn cùng với động cơ đang phun ra nhiệt khí. Chạy trốn. Nhanh chạy trốn. Liều mạng mà chạy trốn. Không chỉ có Tần Lạc chạy trốn, cùng phương hướng với hắn cũng có nhiều người đang chạy vội. Những người chạy chậm vô tình bị chiếc xe tông phải, tiếng kêu gào thảm thiết cùng với tiếng xé gió từ phía sau truyền đến. Tần Lạc không có dừng cước bộ lại để xem thương thế của bọn họ, càng không giống với những hình ảnh của nam diễn viên chính trong phim thường ngu ngốc đến hết thuốc chữa mà đứng ra nói, buông tha cho bọn họ, có gì cứ tìm đến ta, bây giờ việc duy nhất hắn có thể làm là chạy thật nhanh. Không gì trọng yếu hơn so với bảo vệ tính mạng của mình. Còn sống, còn có thể báo thù. Đã chết, thì cũng không còn gì hết. Phía trước có một cái lan can, Tần Lạc biết đây chính là cơ hội của mình. Hắn không dừng lại, ngược lại còn sử dụng khí lực của toàn thân, dùng hết sức chạy về phía trước. Đến lúc còn cách lan can khoảng 2-3 thước, chân phải hắn giơ cao lên đạp mạnh vào lan can. Thân thể của hắn bay lên giữa không trung. Hắn cảm thấy mình đang bay lượn như chim, cố gắng hô hấp từng dòng không khí mới mẻ. Tự do. Loảng xoảng. Đầu xe hơi va chạm mạnh vào lan can, cả lan can đều bị đụng bay về phía Tần Lạc. Âm thanh phát ra vù vù bên tai, hướng về phía Tần Lạc đang lơ lửng giữa không trung. Nằm sấp xuống, có người la lớn. Tần Lạc sử dụng thế thiên cân trụy, hai chân trầm xuống phía dưới, sau đó thân thể liền nhanh chóng hạ xuống mặt đất. Hai tay hắn chống giữ thân người, hơi nghiêng về phía trước, thực hiện một tư thế ngã xuống tiêu chuẩn. Hô! Lan can từ phía trên bay xuống sau đó nện mạnh xuống một chiếc xe màu đen phía dưới tạo thành một vết rách thật lớn, hệ thống cảnh báo trên xe phát ra tiếng kêu ầm ĩ. Không có cái gì ngăn chiếc xe hơi đuổi theo, mà bánh xe bên trái đột nhiên phát ra tiếng nổ vang. Rát! Động cơ xe phát ra tiếng gầm rú, sau đó hướng về phía bên phải chạy đi. Rát! Loảng xoảng! Chiếc xe sau khi bị nổ lốp mất đi khống chế, chạy một lát rồi dừng lại. Bù! Một bóng đen vọt ra từ trong góc đường, hành động rất linh hoạt. Chân nàng đi giày da nhỏ nhẹ nhàng đạp xuống mặt đất, sau đó thân thể nhảy lên nóc xe. Loảng xoảng,
loảng xoảng, loảng xoảng. Tại lúc giao thông hỗn loạn, nàng cứ nhảy trên nóc xe tiến về chiếc xe đã đuổi giết Tần Lạc. Răng rắc, một cước của nàng đá xuống, cửa xe thủy tinh nát vụn đã bị nàng đá bay ra ngoài. Trong khoang lái, ghế chính cùng với ghế phụ đều có một người đàn ông trung niên mặc áo đen. Bọn họ đã chết. Trên trán của mỗi người đều cắm một con dao nhỏ màu bạc. Chân mày nàng cau lại, hình như đối với tình cảnh trước mặt rất không hài lòng. Sau đó, từ trên xe, nàng thả người xuống. Tại thời khắc nguy hiểm nhất, Ly kịp thời xuất hiện. Nàng phóng ra ba con dao nhỏ, một đâm vào lốp xe thay đổi quỹ tích vận hành của xe, hai thanh còn lại giết chết hai người trên xe. Không một lần thất thủ. Tần Lạc bò dậy từ trên mặt đất, bước nhanh về phía Ly hỏi, sao em lại tới đây? Tại sao tôi không thể tới? Ly cầm lấy tay Tần Lạc cố chen ra bên ngoài. Thế người kia làm sao? Tần Lạc sốt ruột hỏi. Nếu Ly đã đi ra, Ngọc Nữ có thể bị người khác cứu đi mất thì phải làm sao? Lấy ai? Để đổi lại cô của hắn quay về. Khóe miệng Ly khẽ nhếch nhưng lại không nói gì. Nàng ta trọng yếu đối với anh như vậy sao? Nhưng nói như vậy, cả đời nàng có lẽ cũng không thể nói được. Chương 1066, Cục Điều tra Liên bang. Tại một cửa hàng đồ uống lạnh có tên là Cowboy, Tần Lạc với Ly xảy ra mâu thuẫn. Tần Lạc có ý muốn đi về tìm Tiểu Lưu, dù sao cũng là Tiểu Lưu đưa hắn đi. Bây giờ bị đụng xe, sinh tử không rõ. Lúc này mà hắn cứ như vậy rời đi, nội tâm rất bất an. Nhưng Ly không đồng ý. Nàng cho rằng việc đã đến nước này thì việc quan trọng nhất là bảo vệ an toàn cho Tần Lạc. Hơn nữa, cảnh sát sẽ đến bảo vệ hiện trường. Nếu Tiểu Lưu đã chết, bọn họ đi cũng không có ý nghĩa gì. Còn nếu Tiểu Lưu chưa chết, bọn họ tự nhiên sẽ đưa hắn đến bệnh viện. Cái gì bọn họ có thể làm? Cảnh sát tự nhiên sẽ làm. Hiện tại bọn họ mạo hiểm để bại lộ hành tung cũng không có ý nghĩa gì. Tần Lạc nhìn chằm chằm vào Ly, nói, em hẳn phải biết, tôi không thể bỏ rơi bạn bè của mình. Anh cũng biết, tôi sẽ không đồng ý cho anh đi mạo hiểm. Nhưng Tiểu Lưu, tôi không biết hắn. Nhưng tôi biết, Tần Lạc tức giận nói. Ly dừng lại một chút rồi nói, đi thôi. Tần Lạc nhếch miệng cười như khóc. Tần Lạc cùng Ly một trước một sau hướng về phía Tiểu Lưu bị đụng xe tiến đến. Bởi vì vừa rồi tốc độ của Tần Lạc quá nhanh nên cũng cách nơi xảy ra sự cố một đoạn. Trải qua một hồi hỗn loạn, hiện trường đã khôi phục lại an tĩnh. Cảnh sát đã kịp thời xuất hiện, đang sơ tán quần chúng. Hơn nữa còn tổ chức đưa người bị thương đến bệnh viện. Người Mỹ có tính tự giác rất cao, cho dù vừa rồi mới bị kinh hãi nhưng chuyện vừa trôi qua đã lập tức hỗ trợ cứu chữa người bị thương. Có không ít người tình nguyện lấy xe của mình chở người bị thương đến bệnh viện, bọn họ cũng không lo lắng bị ngờ vực gây ra tai nạn, cũng không sợ bệnh viện yêu cầu thanh toán. Viện phí. Một chế độ tốt mới là nhân tố khiến dân chúng tích cực làm việc thiện, chỉ cả ngày hô hào tẩy não cũng không có tác dụng gì. Tần Lạc dừng bước, nhìn về phía trước một hồi rồi nói, Tiểu Lưu được đưa đi rồi. Tiểu Lưu lúc ấy bị tông bay ra ngoài, thân thể rơi xuống vườn hoa phía sau. Cũng may là như thế, mới tránh được khỏi bị chiếc xe đè lên. Mặc dù hiện tại Tần Lạc không biết sống chết của hắn, nhưng như vậy thì hy vọng sống sót cũng lớn hơn một chút. Tần Lạc gọi điện hỏi một chút, bên kia điện thoại truyền đến thanh âm chưa biết tình hình thế nào. Chúng ta trở về thôi, Ly nói. Đi thôi, Tần Lạc gật đầu, lần này bị ám sát bất ngờ làm hắn cảm thấy rất khó hiểu. Cũng không biết là ai làm việc này. Nếu như là bọn người bá tước mà nói, hắn sẽ không đối phó dễ dàng như vậy. Hơn nữa, dùng xe đụng, bá tước có phải hay không bị ấm đầu rồi? Rốt cuộc là ai nhỉ? Mục đích của bọn họ là gì? Tần Lạc nghĩ mãi cũng không ra. Ly cũng không nghĩ ra. Hai người trở lại khách sạn, phát hiện cửa phòng khách sạn vẫn còn y nguyên, không có dấu hiệu gì là bị người khác tác động vào. Ly lấy chìa khóa ra mở cánh cửa, hai mắt thoáng cái đã mở trừng lên. Không thấy Ngọc Nữ. Lúc nàng đi đã đem Ngọc Nữ bỏ lên giường mà. Nhưng bây giờ, không thấy Ngọc Nữ đâu. Khóa tay rơi ở bên cạnh, cũng không có dấu vết gì là bị người khác phá hư, giống như có người cầm chìa khóa mở ra. Nhưng Ly rất rõ ràng, lúc này chìa khóa đúng là đang ở trên người mình. Mà khóa tay nàng dùng chính là khóa của quân đội, người bình thường không thể nào mở được. Cửa phòng vẫn đóng chặt không có hao tổn gì, nhưng vẫn có người vào được. Khóa của quân đội không tổn hao gì, nhưng con tin thì đã biến mất. Lực lượng bọn họ rốt cuộc mạnh mẽ đến mức độ nào?
hành động quỷ dị như vậy cũng làm được sao? Không thấy con tin, Tần Lạc cắn chặt răng nói. Không cần hoài nghi, khẳng định là được bọn người bá tước cứu đi rồi. Nhưng nếu bọn họ vẫn vô sỉ muốn mình đưa Ngọc Nữ đi để đổi lấy cô thì làm sao bây giờ? Nếu Tần Lạc đứng ở vị trí của bá tước, khẳng định hắn sẽ làm như vậy. Cho nên hắn nhất định phải có tính toán trước mới được. Không thể không nói, tư tưởng của tiện nhân, người hèn mọn, ý nói không từ thủ đoạn quả thật có chút phức tạp hơn người bình thường. Xin lỗi, Ly mạnh mẽ nói, tôi xuống dưới lầu kiểm tra một chút. Không cần đâu, Tần Lạc túm lấy tay nàng. Vô dụng thôi, bọn họ nếu đã có thể quang minh chính đại dễ dàng tiến vào, lại có thể mở khóa tay đặc chế của quân đội, chẳng lẽ không nghĩ đến việc xóa bỏ sạch chứng cứ à? Tuy vậy cũng phải đi hỏi một chút, Ly không cam lòng nói. Thấy Ly cứ kiên trì, Tần Lạc đành phải buông tay. Nàng chạy đi lấy điện thoại gọi điện trách cứ nhân viên khách sạn. Nghe được trong phòng khách sạn có kẻ trộm vào lấy đi đồ vật trọng yếu, quản lý khách sạn cũng rất quan tâm. Điện thoại chưa được 5 phút đồng hồ đã thấy một người phụ nữ trung niên mang theo một đám người chạy đến. Xin chào tiểu thư, người khỏe chứ? Tôi là Helen, thành viên ban giám đốc khách sạn. Chúng tôi nhận được điện thoại trách cứ, nói trong phòng quý vị có người tiến vào, hơn nữa có đồ vật trọng yếu bị lấy cắp sao. Helen nói tiếng Anh, Tần Lạc nghe không hiểu gì, chỉ có thể giao mấy loại chuyện này cho Ly. Làm vậy? Đúng vậy, vẻ mặt Ly không tốt nói, dường như người trước mắt này chính là đồng bọn đã cứu đi con tin của họ vậy. Tôi đóng cửa ra ngoài, cửa phòng không có dấu hiệu gì nhưng trong phòng có dấu vết đã có người tiến vào. Hơn nữa, cũng có thứ quan trọng bị mất, tôi hoài nghi trong khách sạn có nội gian. Tiểu thư, không nên quá xúc động. Helen cười ôn hòa, an ủi nói. Chuyện này chưa có điều tra ra được, chúng ta cũng không có quyền bàn luận như thế. Nhưng nếu thật sự đúng như lời tiểu thư nói, khách sạn nhất định sẽ bồi thường đầy đủ. Được rồi, vậy các người đi điều tra sự thật cho rõ ràng đi. Ly tức giận nói. Đương nhiên, chờ một chút. Helen xoay người, nói với một người đàn ông cao lớn đứng phía sau. Brian, cho người điều tra hành lang tầng này thật kỹ, xem có người tiến vào trong phòng này không. Vâng, người đàn ông lên tiếng, lập tức lấy điện thoại gọi ra ngoài. Rất nhanh, sắc mặt ông ta đã trở nên trắng bệch. Helen vẫn một mực chú ý vẻ mặt của người đàn ông, thấy sắc mặt hắn đột nhiên trở nên khó coi, biết ngay có chuyện không hay xảy ra, vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Giám đốc, máy quay đã bị người thay đổi. Khuôn mặt Brian tái sạm lại nói. Thay đổi cái gì, tổ giám sát đang làm cái gì vậy? Sao bọn họ lại không phát hiện được gì? Máy quay ngày hôm qua đã bị thay đổi. Brian chột dạ giải thích, mỗi ngày, khách sạn đều có nhiều chuyện xảy ra nên rất khó phát hiện ra điểm này. Mới vừa rồi bọn họ mới phát hiện ra được, thời gian của máy quay là không đúng. Đáng chết, Helen hung hăng mắng, lập tức báo cảnh sát, đồng thời yêu cầu tổ giám sát khôi phục lại máy quay, điều tra xem thang máy hôm nay thế nào. Vâng, Brian bước vội ra ngoài. Helen lấy vẻ mặt xin lỗi nhìn Tần Lạc và Ly, nói, tiên sinh, tiểu thư, thật sự rất xin lỗi. Bởi sự thất trách của chúng tôi mà tổn thất đến hai người. Chúng tôi đã báo cảnh sát, nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân. Đồng thời hai người đăng ký vào đây, những gì quý vị mất nhất định khách sạn chúng tôi sẽ bồi thường. Tần Lạc cùng với Ly đang ngồi trong phòng đợi kết quả điều tra của khách sạn thì một lần nữa lại nghe tiếng gõ cửa. Tần Lạc vừa nhích người, thân thể chưa đứng lên đã thấy Ly chạy tới như một mũi tên, trong tay là một con dao nhỏ, canh giữ sẵn ở cửa. Nàng ra hiệu nhẹ cho Tần Lạc, hắn liền hiểu ý, lên tiếng hỏi, người nào? Tần Lạc lên tiếng để hấp dẫn sự chú ý, để người khác biết rằng hắn đang ở giữa phòng. Mà Ly ẩn núp ở cửa, tùy thời có thể cho đối phương một kích chí mạng. Cục điều tra liên bang, bên ngoài truyền đến một thanh âm mạnh mẽ, nhưng lại sử dụng tiếng Trung Quốc nghe hơi quái dị. Tần Lạc và Ly hai mặt nhìn nhau, cũng không biết bước tiếp theo phải làm gì nữa. Cục điều tra liên bang sao lại tới? Bọn họ tới làm gì? Ly nhìn về phía Tần Lạc, thấy Tần Lạc gật đầu. Người đến thì đã đến. Chẳng lẽ lúc này lại tái mét mặt mà hét lớn, tôi không có ở đây, hoặc là nói cứ ngăn người ta ở ngoài là có thể giải quyết vấn đề sao? Ly mở hé cánh cửa, hai người đàn ông cao lớn xuất hiện. Ánh mắt bọn họ liếc qua Tần Lạc, rồi sau đó dừng lại trên người Ly. Có chuyện gì sao? Tần Lạc hỏi, trực giác hắn cho biết những người này nhằm vào Ly mà đến. Hắn tự nhiên đi đến trước mặt, thân thể nghiêng nhẹ, che Ly ở phía sau lưng.
hắn không phải là người vô ơn, Ly đã vì hắn mà làm nhiều như vậy, hắn đều ghi lòng tạc dạ. Bây giờ có nguy hiểm, hắn không do dự che phía trước mặt nàng. Ly thấy được màn này, khóe miệng khẽ nở nụ cười mỉm. Hai người này rõ ràng là người Mỹ, một người không nhìn về Tần Lạc mà ánh mắt nhìn về phía Ly ẩn chưa định ý. Tiểu thư, rạng sáng nay cô có xuất hiện ở đường 72 không? Không, Ly trực tiếp phủ nhận. Nhưng những máy quay giám sát ở bên đường của chúng tôi có ghi lại. Người kia nói, lấy từ trong túi ra một cái điện thoại di động. Ở bên trong điện thoại có một đoạn video. Trong video có thể nhìn thấy Ly đang vội vàng chạy trên nóc một đám xe hơi. Tràng cảnh nhìn khá đặc sắc, kích thích. Ly nhìn lướt qua, nói, hình như có đi qua, bất qua tôi cũng không nhớ rõ ràng lắm. Xin mời đưa ra chứng kiện thẻ chứng minh thân phận. Người đàn ông có mũi như chim ưng nói. Xin mời các ông đưa ra chứng kiện. Ly phản kích. Trong mắt hai người thoáng vẻ tức giận, đều móc ra chứng kiện FBI từ trong túi. Ly kiểm tra qua, thấy chứng kiện của hai người này là thật. Mặc dù không vui nhưng cũng móc ra chứng kiện của mình từ trong ví. Tiểu thư, cô có phải quân nhân hay không? Người đàn ông mũi như chim ưng kiểm tra qua chứng kiện của Ly rồi hỏi. Không phải, Ly lại phủ nhận. Thật không, người đàn ông nhếch miệng cười nhạt, trong nháy mắt đã giết chết hai người, động tác nhanh nhẹn, ra tay tàn nhẫn. Nếu như không phải quân nhân, chẳng lẽ là sát thủ? Chương 1067, đánh nhau các ông không phải là đối thủ của tôi. Căn phòng màu trắng, những dụng cụ mới tinh như vừa được mua. Một người mặc áo bệnh nhân màu trắng, tóc vàng nằm ở giữa khoang dưỡng bệnh. Vẻ mặt mệt mỏi, hai mắt trợn tròn, như là khẩn trương, hoặc như là có chút ủy khuất không cam lòng. Vào khoang đi, một lão nhân mặc áo dài màu trắng đứng ở dụng cụ đo trước phòng điều khiển nói. Một người phụ nữ trẻ tuổi cũng mặc áo dài màu trắng ấn nhẹ cái nút đỏ trên dụng cụ, một tiếng máy móc chuyển động vang lên, cửa khoang thuyền liền chậm rãi nâng lên. Đinh! Một tiếng vang thanh thúy chuyển đến, cả khoang thuyền đã bị phong kín. Kiểm tra, lão nhân lại lần nữa ra lệnh. Người phụ nữ tuổi còn trẻ liền đi tới phía trước dụng cụ kiểm tra nhìn bề ngoài giống như là đồ chơi của trẻ em, bắt đầu sử dụng để kiểm tra. Trên đồng hồ đo liền xuất hiện hình ảnh lục phủ ngũ tạng trong cơ thể của người phụ nữ. Gan, thận, nhịp đập trái tim. Một mỗi khí quan đều xuất hiện trên màn hình, rõ ràng giống như phẫu thuật người bệnh ra xem xét. Con người ở trên thế giới này là sinh vật có sức sáng tạo nhất. Bọn họ có thể làm cho sắt thép có thể bay lượn trên bầu trời, có thể chui vào đáy biển để tìm bảo tàng, cũng có thể không cần mổ bụng mà vẫn có thể nhìn rõ khí quan trong cơ thể. Cũng chưa kết thúc. Lão già còn ra lệnh một lần nữa, phân tích trạng thái lỏng. Người phụ nữ tuổi còn trẻ khẽ đẩy nhẹ kính mắt trên mũi, sau đó lấy ra một cái dụng cụ giống như nắp tre, ấn một cái nút màu đen bên trong. U! Dụng cụ phát ra một tiếng xé gió nhỏ, sau đó trên màn hình xuất hiện biến hóa. Nguyên bản là hình ảnh nội tạng thấy được rõ ràng đã trở nên mơ hồ hơn, nhưng cũng giống hình ảnh lúc trước như đúc. Người phụ nữ chậm rãi di động cánh tay, hình ảnh biểu hiện trên màn hình cũng thay đổi liên tục. Tiếp theo, chân mày của nàng cau lại. Nàng di động tay qua lại trước bụng chừng 2-3 lần rồi mới dừng lại. Đã phát hiện, người phụ nữ nói. Không cần nàng báo cáo, tầm mắt lão bác sĩ đã sớm chăm chú nhìn vào hình ảnh trước mặt. Hình ảnh trên dụng cụ kiểm tra chính là trạng thái lỏng của đại tràng. Trên hình ảnh trạng thái lỏng của đại tràng, vẫn còn lưu lại hai đường nét nhỏ như hai sợi dây. Không cần hoài nghi, đây tất nhiên là con rắn nhỏ, theo như lời bọn hắn nói. Ông ta nhìn chăm chú trong chốc lát rồi nói, có biện pháp tốt nào lấy bọn nó ra không? Phẫu thuật hiển nhiên là có thể lấy bọn nó ra, nhưng nếu muốn phẫu thuật, lão tiến sĩ lại hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy sao? Cho nên, người phụ nữ trẻ tuổi trầm ngâm suy nghĩ một lát, nói, MC có thể giết bọn chúng ngay tại đó, rồi thông qua bài tiết ra ngoài cơ thể. MC là một loại độc dược không có hại đối với cơ thể, có thể trực tiếp sử dụng bên trong khí quan. Dùng dược đi, lão tiến sĩ không chút do dự nói. Vâng, tiến sĩ, người phụ nữ lên tiếng. Sau đó đi đến bên cạnh, mở ra một cái tủ, bên trong chứa đầy những cái lọ chứa chất lỏng màu lam. Trực tiếp lấy ra một cái lọ. Người phụ nữ mở cái lọ, sau đó lấy ra một cái kim tiêm, hút hết chất lỏng trong cái lọ rồi tiêm vào bụng người phụ nữ trong khoang thuyền. Kim tiêm đâm vào da thịt, trực tiếp đâm vào đại tràng. Chất lỏng màu lam phun ra, tràn ra bên trong đại tràng.
một màn làm cho người ta kinh hãi xảy ra. Hai sợi dây nhìn như an tĩnh kia, chính là hai con rắn trong bụng ngọc nữ cảm tưởng như đang trong trạng thái ngủ đông, bỗng nhiên liều mạng nhúc nhích. Hơn nữa, chúng nó nhúc nhích không hề có quy tắc. Chúng nó không có chui xuống, cũng không có chui lên, mà liều mạng đánh tới thành đại tràng, giống như một con ruồi bên trong lọ thủy tinh, muốn trực tiếp phá vòng vây từ đây. A, a, a. Trong khoang thuyền vang lên tiếng thét chói tai, ngọc nữ liều mạng giãy giụa, hai chân đạp loạn, hai tay cào vào khoang thuyền. Tích, tích, tích. Thanh âm cảnh báo phát ra chói tai, tầm mắt mọi người trong phòng thí nghiệm đều bị hấp dẫn về phía này. Xảy ra vấn đề gì? Lão tiến sĩ la lớn. Không biết, người nữ trợ thủ trẻ tuổi cũng bị một màn đột nhiên xuất hiện này làm cho sợ hãi, từ khi bắt đầu nghề nghiệp này tới nay, nàng chưa từng gặp qua chuyện nào lạ lùng như vậy. Chúng nó, hình như dự cảm thấy nguy hiểm, đang muốn chui ra từ trong bụng ngọc nữ. Đáng chết, tiến sĩ mắng, MC đối với chúng nó không có một chút hiệu quả nào sao? Ít nhất hiện tại không có tác dụng, người phụ nữ nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị nói. MC là một loại gen độc có tính chất mạnh mẽ, chỉ cần hơi tiếp xúc là có thể giết chết mục tiêu. Nhưng hai con rắn nhỏ chết tiệt này đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Làm sao chúng nó biết được có nguy hiểm? Một đám người bước nhanh tới, người cầm đầu lên tiếng, bác sĩ Douglas, xảy ra chuyện gì thế? Phát hiện rắn độc, lão tiến sĩ vẻ mặt không thể tin nổi nói, nhưng chúng nó lại có thể miễn dịch đối với gen độc dược. Hả, điều này sao có thể? Dường như tiểu lão đầu cũng không cách nào tiếp nhận giải thích như vậy. Chúng nó chỉ là rắn độc bình thường, làm sao có thể miễn dịch đối với gen độc dược? Các ông có thể chuẩn đoán sai hay không? Bá tước tiên sinh, ông nghi vấn trình độ chuyên nghiệp của chúng tôi sao? Tiến sĩ Douglas tức giận nói, bọn họ chỉ có quan hệ hợp tác, cũng không có chút quan hệ trực tiếp nào. Cho nên tiến sĩ Douglas là người đứng đầu phòng thí nghiệm này cũng không sợ gì bá tước là người bên ngoài này. Ha ha, tôi không có ý tứ như vậy. Tiểu lão đầu ha ha cười, thân thể hắn chỉ đứng đến bả vai của tiến sĩ Douglas, tràng cảnh nhìn như vậy có chút buồn cười. Nhưng hai người thanh niên tuổi trẻ đứng phía sau hắn, cho dù là khóe miệng hay bề ngoài khuôn mặt, căn bản là không có một cử động nào. Hoàn toàn làm như không nhìn thấy gì. Tôi chỉ không thể tiếp nhận chuyện này, chẳng lẽ tiến sĩ có thể tiếp nhận sao? Tôi cũng không thể tiếp nhận, tiến sĩ Douglas chăm chú nói. Đồng bạn của ông đang rất thống khổ. Tôi nghĩ các ông nhất định có biện pháp trợ giúp nàng. Tiểu lão đầu đối với tiến sĩ có vẻ rất có lòng tin. Trước cứ đem nàng gây mê đi, tiến sĩ Douglas nói. Không có vấn đề gì, ông là chuyên gia về phương diện này. Tiểu lão đầu gật đầu đáp ứng, không chút do dự. Thực hiện trình tự gây mê, tiến sĩ Douglas ra lệnh. Nữ trợ thủ đáp ứng một tiếng, lập tức hướng về phía bên trong khoang nghỉ dưỡng bắn ra một đám sương. Đợi sau khi sương mù tan hết, người phụ nữ tóc vàng đã đình chỉ nhúc nhích. Mà trên đồng hồ đo trạng thái lỏng, hai con rắn nhỏ trong đại. Chàng vẫn còn cử động nhẹ. Thật sự đáng chết, tiến sĩ Douglas lại mắng lần nữa. Ông cũng chưa bao giờ gặp phải chuyện kỳ quái như vậy. Tiêm thêm một dòng MG. Hai đơn vị. Vâng, tiến sĩ, nữ trợ thủ đáp ứng. Tiểu lão đầu nhìn thoáng qua dụng cụ trên bàn, sau đó nói với hai người trẻ tuổi phía sau, các anh theo tôi ra đây. Hai người liếc nhau một cái, một trước một sau đi theo tiểu lão đầu ra ngoài. Thấy không, đây là hậu quả do các anh thi hành nhiệm vụ thất bại. Tiểu lão đầu ha ha cười nhìn hai người trước mắt, như đang nói chuyện bình thường trong nhà. Thực xin lỗi, hai người đồng thời lắc đầu xin lỗi. Giống như đã diễn tập qua vô số lần. Mặc dù tiểu lão đầu cười rộ lên rất hòa ái, nhưng bọn họ cũng không cảm thấy dễ dàng gì, ngược lại cảm giác như có một cỗ khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi biết các anh đã cố hết sức, nhưng tôi thật sự rất ghét cảm giác thất bại. Khuôn mặt tươi cười của tiểu lão đầu bỗng nhiên biến mất, dường như chưa từng xuất hiện qua. Vẻ mặt hắn trở nên ngưng trọng, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Giê-xu cùng với tiểu nữ hài kia hạ độc, cũng sẽ không bị FBI đụng đến. Các anh hãy chuẩn bị cho thật tốt, bất luận là sống hay chết cũng phải đem hắn về đây. Vâng, hai người đáp ứng. Ánh mắt của tiểu lão đầu giống như cá chết, quét tới quét lui trên mặt hai người, nói, tôi nghĩ không cần nói lại cho các anh nữa. Tôi ghét nhất là thất bại, bất luận là thất bại của tôi hay của các anh. Chúng tôi biết phải làm như thế nào. Người có hai tròng mắt màu xanh nhìn qua cửa sổ thủy tinh trong suốt về phía phòng thí nghiệm, nói dứt khoát. Nơi ấy. Là em gái hắn đang nằm.
Nghe được câu hỏi của hai người đàn ông FBI, lông mi Lee lại lần nữa cau lại, hừ lạnh nói, không phải quân nhân, cũng không phải sát thủ, chỉ là chút yêu thích nghiệp dư mà thôi. Có đúng không, chỉ là yêu thích nghiệp dư mà có thể lợi hại như vậy. Công phu Trung Quốc thật là thần kỳ hả? Người đàn ông tóc quăn vừa cười vừa nói. Chỉ mạnh hơn đám phế vật các ông một chút thôi. Ly thừa nhận không chút khách khí. Cô, ánh mắt dò xét của người đàn ông tóc quăn trở nên tàn nhẫn. Tôi mặc kệ cô là ai, mặc kệ cô có phải là quân nhân hay là sát thủ, bây giờ, hai người phải theo chúng tôi đi một chuyến. Không đi, Ly cự tuyệt dứt khoát. Sợ rằng không phải do cô quyết định, người kia cười lạnh, nói. Ly quét mắt nhìn hai người nói, càng không phải do các ông. Nơi này là nước Mỹ, không phải là Trung Quốc các người. Người đàn ông tóc quăn tức giận quát, bọn họ tại nước Mỹ có địa vị cực cao, bất cứ ai nhìn thấy cũng phải có bộ dáng cẩn thận. Không nghĩ tới hai người tới từ Trung Quốc lạc hậu này lại dám nhiều lần khiêu khích sự kiêu ngạo cùng tự tôn trong lòng họ. Tôi biết, Ly nói với vẻ đương nhiên, nhưng nếu đánh nhau, các ông không phải đối thủ của tôi. Chương 1068, giữ thể diện làm gì? Teddy và Kevin thực sự tức giận. Bọn họ là nhân viên điều tra FBI chứ không phải là nhân viên đánh máy chữ của cửa hàng photocopy. Bọn họ làm trong một ngành thần bí nhất thế giới, là chủ đề của vô số nhân vật chính anh hùng trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Hơn nữa bất kỳ người nào trở thành nhân viên FBI mà không trải qua quá trình tuyển lựa 1 trong 1.000, sau đó còn trải qua một quá trình huấn luyện gian khổ lâu dài. Thế nhưng trong mắt người con gái nhỏ bé ở nơi này, bọn họ giống như một đám phế vật. Điều này khiến bọn họ không tức giận sao? Tại sao, cô còn muốn ra tay với chúng tôi hả? Kevin âm trầm hỏi, cô có biết làm vậy hậu quả sẽ như thế nào không? Tôi không muốn nghĩ xa như vậy. Lee nói, nhưng nếu như các anh dám ra tay với tôi, đương nhiên tôi sẽ phản kháng. Như vậy cô hoàn toàn không muốn hợp tác với chúng tôi. Tôi không muốn hợp tác bất kỳ điều gì với các anh. Cô giết người, Kevin chỉ vào điện thoại di động trong tay nói, cô nhất định phải khai báo động cơ giết người. Hơn nữa rất có khả năng cô sẽ chịu hình phạt tù trong nhiều năm. Khi cô ra ngoài, rất có thể đã trở thành một bà già tóc bạc rồi đó. Đó không phải là giết người mà chỉ là tự vệ. Ly khinh bỉ nói, hai người này thật sự không thể uy hiếp được nàng. Có người thuê xe đụng ông chủ của tôi chỉ còn cách tự vệ. Chẳng lẽ đây không phải là chuyện một vệ sĩ như tôi nên làm hay sao? Vệ sĩ, Kevin cười nhạt, tiểu thư Long Ly, đừng giỡn chơi nữa. Cô là quân nhân đặc chủng Trung Quốc, tại sao cô lại trở thành vệ sĩ của một thầy thuốc? Khi nghe Kevin nói, ánh mắt Ly và Tần Lạc cùng trở nên hung tợn. Đám người này tới vì ý đồ. Rõ ràng bọn họ đã biết thân phận thực sự của Ly nhưng cho tới tận lúc này mới vạch trần. Hơn nữa bọn họ còn muốn dẫn Ly đi tiếp tục điều tra là vì mục đích gì? Lần va chạm trên phố này có liên quan gì tới bọn họ không? Chỉ trong nháy mắt hàng trăm ngàn ý nghĩ ngổn ngang trong đầu Tần Lạc khiến hắn không tự chủ được phải cau mày, cảm giác suy nghĩ tự hỏi thật là đau đớn. Nhưng vì sự sống còn, hắn không thể không hao phí sức sống tuổi trẻ và thời gian có hạn của mình. Giê-xu và Hồng Phu đã rời khỏi Tần Lạc, bên cạnh Tần Lạc chỉ còn mình Ly. Tần Lạc gặp tập kích bất ngờ trên đường. Tiểu Lưu bị đụng bắn tung đi chỗ khác, Ly kịp thời chạy tới giết chết hung thủ. Khi quay về khách sạn thì Ngọc Nữ mất tích, trong khi đó nhân viên điều tra FBI lại tới. Đây là một cái bẫy. Nếu như Ly bị chúng mang đi, chính mình trở thành tư lệnh không quân sao? Tại sao chúng lại muốn dẫn Ly rời khỏi mình mà không định giết chết cùng với mình nhỉ? Có lẽ vì chúng không muốn xảy ra xung đột trực tiếp với Ly khi đã biết rõ thân phận của cô ấy. Nếu như chúng giết chết Ly, cho dù là chính phủ Mỹ cũng khó mà ăn nói với phía chính phủ Trung Quốc. Vậy hai người bị Ly giết chết chỉ là con mồi xui xẻo, có thể giết mình thì quá tốt còn không giết được mình thì cũng đủ dẫn dụ Ly rời khỏi Ngọc Nữ để cô ta có thể trốn thoát, cũng như khiến Ly cuốn vào chuyện này mà không thể nào thoát ra được khi sát thủ chính thức ra tay. Khi đó mục tiêu chính thức của chúng sẽ là mình, không có lực lượng trợ giúp, sức lực yếu đuối. Con tằm bị lột mất kén, chân tướng sự việc dị vạch trần. Tần Lạc không cảm thấy kiêu ngạo hay đắc ý gì đó mà ngược lại tâm trạng hắn càng thêm nặng nề. Ngay cả lực lượng như FBI chúng cũng có thể điều động thì trên thế giới này còn chuyện gì chúng không thể làm được. Cứ như vậy Tần Lạc biết bản thân mình cần phải làm gì. Thầy thuốc thì sao nào? Thầy thuốc thì không có quyền dùng vệ sĩ hả? Các người dựa vào cái gì mà sỉ nhục nghề nghiệp vĩ đại của chúng tôi?
chẳng lẽ khi các người ốm, cá người không đi khám bác sĩ hả? Tần Lạc làm như hắn bị kích động bởi câu nói của hai người, hắn thở hổn hển quát mắng rất to. Vì giọng nói của Tần Lạc quá to, hơn nữa giọng nói cực kỳ kích động khiến ánh mắt hai người Teddy cũng phải chú ý tới hắn. Teddy cau mày nhìn Tần Lạc nói, tiên sinh, chúng tôi không có ý sỉ nhục nghề thầy thuốc, chúng tôi cũng không có ý công kích anh. Các người cho tôi là kẻ ngốc hả? Tần Lạc không muốn mình bị rơi vào bị động. Mới rồi các người đã nói tiếng Trung Quốc, không phải tiếng Anh nên tôi đã nghe thấy rất rõ ràng. Anh đã nói một quân nhân đặc chủng không thể làm vệ sĩ cho một thầy thuốc. Chẳng lẽ đây không phải là sỉ nhục sao? Tại sao thầy thuốc không thể mời vệ sĩ? Chẳng lẽ vì thầy thuốc quá nghèo sao? Có phải các người muốn nói đây là một nghề nghiệp đê tiện, tính mạng không đáng giá một xu sao? Nếu như có kẻ thuê người lái xe đụng vào tôi chết cũng đáng sao? Nếu như lúc này hai người Teddy nghe mà không hiểu những câu nói này là cố ý bới móc, đương nhiên bọn họ không xứng được tuyển vào FBI. Sở dĩ tới lúc này bọn họ mới nghĩ tới nguyên nhân này là vì từ trước tới nay chỉ có bọn họ cố tình điều tra người khác, không ngờ lúc này còn có người to gan lớn mật chủ động tra hỏi bọn họ. Đầu gã này bị kẹp vào cửa sao? Hay vì gã đã uống quá nhiều đặc sản sữa Tam Lộc Trung Quốc? Vậy anh muốn thế nào? Kevin không nhịn được lên tiếng hỏi. Mục tiêu của bọn họ là dẫn Ly đi, còn về chuyện lòng tự trọng, sự kiêu ngạo của nghề thầy thuốc thì hoàn toàn không liên quan tới bọn họ. Cho dù là gã này sống hay chết, hoàn toàn không dính dáng gì tới bọn họ. Thậm chí bọn họ còn không thèm liếc nhìn gã. Xin lỗi, Tần Lạc kiên quyết hỏi, các vị phải xin lỗi tôi nếu không tôi sẽ kiến nghị lên Đại hội Y học Truyền thống và Chính phủ Mỹ. Các vị đã sỉ nhục một nghề nghiệp vĩ đại, cũng như sỉ nhục một người hành nghề y. Không thể nào, Kevin nói, hơn nữa chúng tôi cũng không sỉ nhục anh. Anh còn phủ nhận hả? Tần Lạc đùng đùng nổi giận giơ một ngón tay chỉ vào đầu Kevin quát to. Lúc này Kevin và Teddy có cảm giác như bản thân mình đang bị người khác sỉ nhục. Hỗn láo, hãy bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra. Nếu như sau khi tôi nói xong, ngón tay của anh vẫn chỉ vào mặt tôi sẽ khiến anh vĩnh viễn mất nó. Còn dám uy hiếp người khác, anh bạn Tần Lạc đùng nổi giận. Anh bạn Tần Lạc đã nổi điên, hắn muốn liều mạng với hai gã FBI này. Tần Lạc vung tay đấm một đấm vào mặt Kevin nhưng phản ứng của Kevin cũng rất nhanh, gã vội vàng vung tay ngăn cản. Phịch! Nắm tay Tần Lạc nện vào cánh tay Kevin. Tần Lạc cau mày vì dù gì đi nữa tay không nện vào xương không thể tránh khỏi đau đớn. Răng rắc! Kevin cuống cuồng lui người về sau. Từ đoạn cánh tay truyền tới âm thanh gãy của xương khớp. Một đòn đánh ra khiến cái bụng ngập tràn uất ức của Tần Lạc vẫn chưa hoàn toàn được giải phóng. Vì vậy Tần Lạc thừa thắng xông lên truy kích, chân phải hắn mãnh liệt hất lên, đầu gối thúc mạnh vào bụng Kevin. Hai cánh tay Tần Lạc cũng lao về phía trước, tìm kiếm mục tiêu, tư thế hầu tử lao nguyệt. Bởi vì Kevin rất cao nên Tần Lạc dự định kéo đầu Kevin xuống khóa chặt như vậy mới có thể đánh được. Điên rồi! Hắn hoàn toàn điên rồi! Đây chính là nước Mỹ, FBI bọn họ còn chưa ra tay mà có kẻ đã dám ra tay trước, còn đánh bị thương đồng nghiệp của bọn họ. Teddy như nổi điên, gã thật sự không thể chấp nhận tình trạng quái quỷ này. Cho dù trong lòng Teddy không chấp nhận điều này nhưng đây đã là sự thật. Khi nhìn thấy Tần Lạc đả thương Kevin nhưng vẫn không dừng lại, tiếp tục tấn công, Teddy giơ tay thò vào trong người, chạm vào khẩu súng. Mẹ kiếp, Teddy chỉ muốn bắn chết thằng khốn này. Khi tay Teddy mới chạm vào khẩu súng, chưa kịp rút súng ra bắn, một thanh chùy thủ lạnh như băng đã kề vào cổ gã. Cô không dám giết tôi, Teddy nghiêm túc nói, bởi vì cô là quân nhân, cô biết làm như vậy sẽ gây ra hậu quả gì. Binh, Ly vung tay đánh vào mặt Teddy, trên mặt Teddy in dấu 5 ngón tay của Ly rất rõ ràng. Nhưng tôi có thể làm nhục anh, Ly bình tĩnh nói. Chúng mày chuẩn bị ở tù đi, lúc này bản tính lãnh huyết của Teddy đã hoàn toàn bị chọc giận. Gã không còn úy kỵ gì nữa, chỉ muốn một hai rút súng bắn chết hai đứa điên này. Hơn nữa Teddy cũng biết Ly không dám giết gã vì điều này sẽ mang tới cho đất nước Trung Quốc những hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cạch! Ly chém sống đao vào cổ Teddy, hai mắt Teddy tối sầm, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Ta ghét nhất là người nói nhiều, Ly khinh thường nói. Tần Lạc cũng nhanh chóng kết thúc cuộc chiến của mình. Tần Lạc là người ra đòn trước, người có ý tấn công người vô ý. Đòn đánh đầu tiên của Tần Lạc đã khiến Kevin gãy xương cánh tay. Hai bàn tay Tần Lạc hợp lại vít cổ Kevin xuống, đầu gối hắn điên cuồng thúc vào bụng Kevin.
Sau hai chiêu Kevin đã mất đi năng lực chống cự. Sau đó Tần Lạc vung tay đấm từng quyền mạnh vào bụng Kevin. Cuối cùng Tần Lạc mệt mỏi, hắn ngồi phịch xuống đất. Ly nhìn hai gã nhân viên điều tra nằm trên nền nhà nói, bọn họ là nhân viên FBI. Ai bảo vậy? Tần Lạc phủ nhận, nhân viên FBI sao có thể tự tiện xông vào nhà dân thường, vô cớ ra tay đánh người, có hành động tục tĩu với một cô gái Trung Quốc xinh đẹp. Khi Tần Lạc nói, hắn kéo tay Ly ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Tần Lạc cầm cánh tay Kevin đang nằm trên mặt đất sờ loạn lên quần áo của mình một lát, sau đó hắn còn bảo Ly xé rách một vài chỗ trên lưng áo và những chỗ khác hơn nữa. Tần Lạc còn ấn ngón tay Kevin vào những miếng vải rách. Sao FBI có thể ỷ thế hiếp người, lại còn ra tay đánh người? Tần Lạc còn cầm bàn tay Kevin sờ soạn lên người hắn một lúc. Cũng may lúc này Kevin đang bất tỉnh, nếu như Kevin tỉnh lại, tình trạng này thật khiến hai bên lâm vào tình trạng xấu hổ. Ồ, được rồi, nhân viên FBI còn uống rượu. Tần Lạc chạy tới chỗ tủ rượu trong phòng, lấy ra một chai whisky nhỏ, tới đổ vào trong miệng Kevin, cuối cùng hắn đổ một non nửa chai còn lại vào quần áo của mình. Cuối cùng Ly cũng nhận ra ý định của Tần Lạc, nàng bĩu môi nói, không biết xấu hổ. Mọi người sắp chết, còn giữ thể diện làm gì? Tần Lạc nhún vai thờ ơ nói. Ly không khỏi ngây ngừa khi nhìn người đàn ông này nghiêm túc làm chuyện xấu một cách say mê. Chương 1069, sau này cô ấy có thể gả cho người nào nữa đây? Tần Lạc vứt vỏ chai rượu trên mặt đất, ném chiếc khăn đã dùng vào trong máy giặt, lau chùi lại hiện trường, xóa đi những dấu vết có thể khiến kẻ khác nhận ra sơ hở. Sau khi chuẩn bị tất cả xong xuôi, Tần Lạc bình tĩnh đứng một góc, lặng lẽ suy nghĩ, kiểm tra lại toàn bộ quá trình một lần nữa. Hơn nữa Tần Lạc còn suy tính tới những khả năng sẽ xảy ra và biện pháp giải quyết. Sau khi không thật sự tìm ra bất kỳ sơ hở nào, Tần Lạc mới bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình. Tần Lạc trong dáng điệu sợ hãi tái mét mặt, bước chân lảo đảo chạy tới vị trí ở cửa phòng mà camera có thể quay được, gào lên, cứu với. Người đâu mau cứu với. Bảo vệ đâu, có người tự tiện xông vào trong phòng của chúng tôi. Nên biết rằng khách sạn này chính là nơi đón tiếp đại biểu tham dự đại hội y học cổ truyền. Trong khách sạn này có rất nhiều thầy thuốc từ các nơi trên thế giới về tham dự đại hội, ở bên ngoài cửa cũng có rất nhiều phóng viên tụ tập đưa tin chính vì vậy khách sạn đặc biệt coi trọng, giám sát an ninh trong khách sạn cực kỳ nghiêm ngặt. Mặc dù là đêm khuya cũng có người bảo vệ cửa trước. Khi phát hiện có chuyện xảy ra ở hành lang, ngay lập tức có người tắt màn hình, thông báo cho quản lý Liên. Lại là người này. Liên nói nhỏ một câu sau đó gã lập tức ra lệnh qua bộ đàm. Cùng lúc đó Liên cũng lập tức đứng dậy chạy tới phòng Tần Lạc. Lúc này những người sớm đang trong giấc mộng đẹp đều bị tiếng gào thét thê lương của Tần Lạc đánh thức. Ngọn đèn nhỏ như chiếc chén trong phòng bật lên, có người hé cửa nhìn ra ngoài hành lang. Khi bọn họ thấy người hô cứu mạng chính là người đêm qua mới gây náo động ở Đại hội Y học cổ truyền. Không tất cả chỉ là người quan sát xem gã tiểu tử oai phong lẫm liệt này biểu diễn khiến tâm trạng của cả đám người bừng bừng thiêu đốt. Cho dù là giáo sư hay là phó giáo sư, cho dù là viện trưởng hay phó viện trưởng, cho dù là chuyên gia hay là chuyên môn, bọn họ mặc quần áo ngủ, hay đi dép lê loẹt quẹt chạy tới, bọn họ muốn chứng kiến cận cảnh một anh hùng gặp chuyện bất hạnh. Còn có chuyện gì khiến con người ta hưng phấn hơn chuyện này không? Đương nhiên càng có nhiều người, Tần Lạc càng biểu diễn mượt mà hơn. Tần Lạc với sắc mặt căng thẳng, chỉ vào trong phòng, nói to bằng tiếng Trung Quốc mà đại đa số người ở đây không hiểu, có người xông vào phòng chúng tôi. Chúng là đám côn đồ. Bảo vệ đâu, tại sao lúc này vẫn chưa thấy bảo vệ? Lúc này bảo vệ của khách sạn đã tới, đội trưởng đội bảo vệ chính là Liên. Khi chứng kiến tình cảnh vô cùng náo động ở bên này, rất nhiều khách bị đánh thức khiến Liên không khỏi thầm mắng Tần Lạc lắm chuyện. Gã biết lần uy tín của khách sạn lại một lần nữa bị tổn hại. Thưa ngài, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Liên tiến lên hỏi, Liên không biết tiếng Trung Quốc nên gã chỉ có thể nói chuyện với Tần Lạc bằng tiếng Anh. May mắn là khách sạn có nhân viên phiên dịch chuyên trách. Giải quyết vấn đề giao tiếp là chuyện của bọn họ. Các vị quản lý như thế nào vậy? Tại sao lại có người ngang nhiên xông vào trong phòng của chúng tôi? Tần Lạc gào to, các vị hãy xem đi, hãy mau tới xem đi. Những người này giả vờ là nhân viên điều tra liên bang, gạt chúng tôi mở cửa phòng. Không ngờ sau khi chúng tôi mở cửa phòng thì xảy ra chuyện như này. Sao tình hình trị an của nước Mỹ lại kém như này? Đây là khách sạn 5 sao ư? Chẳng lẽ không thể bảo đảm an toàn cho khách sao? Tần Lạc vừa nói đã ngay lập tức chụp mũ,
nói về tình hình trị an nước Mỹ và việc bảo đảm an toàn của khách sạn. Hắn làm vậy để có thể chiếm thế chủ động. Sau khi nghe phiên dịch thuật lại, Liên nói, quý khách, xin không nên kích động. Có chuyện gì cứ từ từ nói. Chúng tôi nhất định sẽ xử lý thích đáng. Từ từ nói, hãy từ từ nói, bạn của tôi không giữ được trinh tiết. Chúng đánh người, có ý đồ làm bậy với bạn của tôi. Những kẻ này là lưu manh, là đồ cặn bã, là đồ háo sắc. Đáng lẽ cần phải kéo chúng ra ngoài đánh chết. Tần Lạc vì không muốn để bọn họ thu xếp ổn thỏa chuyện này nên hắn cố ý quát to. Đây là khách sạn 5 sao hả? Tại sao lại cho hạng người này vào trong khách sạn? Phòng của chúng tôi mới bị người ta đột nhập, trong phòng mất một vài đồ vật quý. Kết quả của các vị là các vị sẽ nói camera theo dõi bị người cắt. Các vị nghĩ chúng tôi là đồ ngốc hả? Nhất định việc này có liên quan tới nhân viên của khách sạn. Không phải Tần Lạc cứ muốn gây chuyện với khách sạn bất hạnh này mà vì hắn không làm như này, hắn sẽ không thể giải thích chuyện những tên côn đồ này xông vào phòng là có thật. Sự an toàn của khách sạn không bảo đảm, sau đó khách sạn xảy ra vài việc, như vậy mới hợp lý, khiến mọi người dễ dàng chấp nhận chuyện này hơn. Càng lúc càng có nhiều khách đổ sang bên này, thậm chí có cả người ở tầng trên và mấy tầng bên dưới cũng tới, thậm chí có người còn dẫn theo phiên dịch. Người phiên dịch đã phiên dịch câu nói của Tần Lạc sang tiếng Anh. Vì vậy ánh mắt mọi người đều tập trung vào Liên, nhưng ánh mắt hồ nghi, không thiện cảm. Trời ơi, khách sạn này quá nguy hiểm. Thì ra bọn họ bị mất đồ đặc quý trong phòng. Sau này mọi người ra ngoài cần phải cẩn thận một chút. Ồ, bạn của anh ta bị người khác khiếm nhã hả? Sự an toàn của khách sạn này rất vớ vẩn. Bạn của anh ta đang ở đâu nhỉ? Nếu như Liên có thể làm được, gã nhất định sẽ tống cho gã Tần Lạc ba hoa chích chòe này một cú vào mặt. Thế nhưng lúc này dưới con mắt quan sát của rất nhiều người, Liên không thể làm điều này. Quý khách, trước tiên hãy để chúng tôi điều tra rõ chân tướng sự việc. Liên cố gắng đè nén sự tức giận trong lòng. Gã biết một khi sự việc hôm nay không xử lý tốt, công việc này của gã coi như đi đời nhà ma. Các vị hãy vào trong xem đi. Tần Lạc giống như một người vợ đang chịu oan ức, bực tức giậm chân một cái rồi quay người, ngoe nguẩy đi vào trong phòng. Trước đó Liên còn sợ gã khốn này nói dối nhưng khi gã nhìn thấy hai gã đàn ông mặc com lê đen đang nằm dưới sàn nhà trong phòng, gã có cảm giác da đầu mình hình như đang tê cứng. Xem ra chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Một cô gái xinh đẹp mặc bộ quần áo da màu đen đang ngồi trên ghế salon. Khi nhìn thấy người khác đi vào trong phòng, cô gái không thèm liếc mắt nhìn. Mái tóc dài rối tung, buông xõa che khuất khuôn mặt khiến người ta không nhìn rõ khuôn mặt cô gái nhưng từ những nếp nhầu trên áo khoác và cúc áo sơ mi bung ra khiến người ta liên tưởng đến rất nhiều thứ. Có lẽ mới rồi cô gái này đã chống cự rất quyết liệt à nha. Giám đốc, một bảo vệ tìm thấy giấy tờ trên người hai người đàn ông, điện thoại di động và mấy thứ đưa cho Liên. Khi Liên cầm lấy giấy tờ, nhìn qua, suýt chút nữa gã đã ngất xỉu. Đây chính là hai thẻ công tác FBI. Mặc dù Liên không thể phân biệt được thật hay giả nhưng chỉ dựa vào cảm giác khi cầm trong tay Liên tin rằng có lẽ là đồ thật. Hơn nữa hai người này đều có súng và còng tay. Nếu như hai người này chỉ là đồ lừa đảo, chuẩn bị như này không khỏi quá chu đáo. Thôi bỏ đi, Liên ngăn cản thuộc hạ của mình tiếp tục lục soát người hai người đang ngất xỉu. Nếu như để gã lòng dạ độc ác này biết được đối xử như này ở chính khách sạn của mình, nhất định sau này khách sạn sẽ được đối xử một cách đặc biệt. Có chuyện gì với bọn họ vậy? Liên nhìn Tần Lạc hỏi. Chúng động tay động chân với bạn tôi. Đương nhiên chúng tôi tức giận, sau đó hai bên xảy ra xung đột. Tần Lạc thở hổn hển nói. Vì xảy ra xung đột nên sau đó bọn họ ngã lăn xuống đất sao? Liên hỏi Tần Lạc. Không ai trả lời câu hỏi này vì ai nghe cũng có thể hiểu được, đều cười hiểu ý. Người của FBI xông vào phòng của người khác, trêu ghẹo dân lành sau đó bị người ta đánh ngất xỉu. Nếu như chuyện này đồn đại ra ngoài, ngành điều tra thần bí nhất thế giới mất thể diện khủng khiếp tới mức độ nào đây? Liên nhìn những mảnh vải nhỏ trong tay và thầm nghĩ, có lẽ những kẻ này chỉ giả mạo nhân viên FBI. Vì bị ảnh hưởng của phim ảnh Hollywood, ngay cả chính người Mỹ cũng nghĩ rằng không gì FBI không làm được. Không nói tới chuyện dũng cảm xông lên cứu máy bay bị cướp. Ngay cả chuyện xông vào một khách sạn mà còn bị người ta đánh ngất, không phải quá vô dụng sao? Báo cảnh sát, Liên nói với nhân viên của mình. Sau đó Liên đi đến trước mặt Tần Lạc nói, quý khách, chúng tôi đã báo cảnh sát. Cảnh sát sẽ nhanh chóng tới đây xác nhận thân phận của bọn họ. Nếu như bọn họ đóng giả nhân viên FBI, vậy bọn họ sẽ trả một cái giá rất đắt.
Đương nhiên Liên cũng không nói nếu như hai người này thật sự là nhân viên điều tra FBI thì sự việc sẽ như thế nào. Nếu như hai người này là nhân viên FBI thật, Liên gã không có tư cách tham gia vào chuyện này. Liên thật sự hy vọng hai người này là thật. Không ngờ gã Tần Lạc không biết xấu hổ, giảo hoạt này lại nắm được điểm yếu của Liên. Nếu như cảnh sát nhận bọn họ là nhân viên điều tra FBI, vậy bọn họ có thể vô tội, được thả ra không? Tôi biết ở nước Mỹ không ai có thể gây khó dễ cho bọn họ. Thế nhưng tất cả là như thế thì bọn họ có quyền xúc phạm phụ nữ một đất nước hữu nghị sao? Nếu như vậy bây giờ tôi sẽ tố cáo với các tổ chức nhân quyền quốc tế, tố cáo tội ác này của các người. Không không không, Liên cuống quýt xua tay. Gã thật sự chỉ muốn quỳ xuống ôm chân thằng khốn này mà gọi là ông nội, chỉ gã khốn này không gây phiền phức cho mình nữa. Tôi không có ý như vậy, chỉ cần bọn họ phạm tội, đương nhiên bọn họ cần phải bị trừng phạt. Trước pháp luật, mọi người đều như nhau. Tôi sẽ chờ, chúng ta, tất cả mọi người đều chờ. Hãy chờ xem các vị có thể trả lại sự trong sạch cho chúng tôi. Tần Lạc tức giận nói. Tần Lạc đi tới ngồi xuống bên cạnh Ly, giơ tay ôm Ly vào ngực mình, lén ôm chặt, hắn để đầu Ly tựa vào bờ vai mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bả vai Ly, dịu dàng nói, không phải sợ, không phải sợ, không có chuyện gì, chỉ coi như bị chó cắn một cái. Nếu như không có ai muốn lấy em thì anh tình nguyện lấy em. Tần Lạc không nhận ra rằng thân thể Ly cứng đờ trong vòng tay hắn. Tần Lạc quay người nói với Liên, phụ nữ Trung Quốc chúng tôi chú trọng nhất danh tiết. Khi gặp phải chuyện như này, anh bảo sau này cô ấy còn có thể lấy ai được nữa đây. Chương 1070, mượn lực đả lực. Nếu như lúc này không có nhiều người đang vây quanh xem, Ly nhất định sẽ vung đao đâm chết Tần Lạc. Cho dù có nhiều người nhìn, sau này nhất định Ly cũng muốn đâm chết Tần Lạc. Tại sao tôi không thể gả cho người khác? Tôi không bị hai người kia xúc phạm. Thậm chí còn chưa chạm tay nhau nhưng ngược lại bàn tay thúi của anh đã sờ soáng linh tinh trên người tôi, quần áo tôi cũng do anh xé. Bây giờ anh còn nói cho người khác biết tôi không thể lấy người nào khác sao? Đương nhiên lúc này anh chàng Tần Lạc làm trò đã quá đà, hắn căn bản không chú ý tới suy nghĩ của Ly. Tần Lạc lại hô to tới khản cả giọng bằng di tiến Trung Quốc chuẩn mực, bọn họ là cầm thú, cho dù bọn họ là ai nhưng điều này không thể là lý do, là cái cớ để bọn họ hủy đi cuộc đời của một cô gái trẻ. Nếu như luật pháp nước Mỹ không thể trừng phạt bọn họ, tôi nhất định sẽ tố cáo chuyện này lên tổ chức nhân quyền quốc tế. Đúng vậy, tại sao lại xảy ra chuyện này? Quá cầm thú, dám ra tay với một cô gái xinh đẹp như này. Nếu như trong trường hợp cô ấy cảm thấy quá hổ thẹn, bọn họ hẳn là không nên ra tay mới phải. Đúng là hồng nhan họa thủy, bất cứ nơi nào cũng không có ngoại lệ. Cuối cùng Tần Lạc cũng kích động được tâm trạng của mọi người. Khá nhiều người tỏ vẻ đồng cảm với bất hạnh mà bọn họ gặp phải, bày tỏ thái độ ủng hộ. Đương nhiên cũng có người nghi ngờ. Nếu như bọn họ thật sự là nhân viên FBI, nhất định bọn họ sẽ không làm chuyện này. Dù sao quy định của bọn họ rất nghiêm ngặt. Tất cả đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người bên dưới. Một khi đầu bốc lên, không chuyện gì bọn họ không dám làm. Nhân viên FBI thì không phải là đàn ông hả? Một người phụ nữ đồng cảm với tình cảnh của hai người, thẳng thừng phản bác. Người phụ nữ đi tới trước mặt Ly, giơ tay ôm bả vai Ly, thân thiết nói, em gái, phụ nữ chúng ta chính là những người có mạng khổ. Còn có người phụ nữ nào mà chưa từng trải qua chuyện này không? Năm xưa khi chị 13 tuổi cũng từng bị tên đàn ông khốn kiếp làm nhục mà tên đó lại chính là cha dượng mình. Tần Lạc không hiểu người phụ nữ da đen đang nói những gì với Ly nhưng hắn có thể cảm nhận được thân thể Ly đang run rẩy. Rất cảm động sao? Tần Lạc hỏi nhỏ. Tôi có thể giết cô ta không? Ly hỏi. Tần Lạc cố sức ôm Ly, hắn chỉ sợ Ly mất khống chế bản thân mình, nàng có thể gây ra những chuyện không lường được. Trong khi mọi người đang lên án và người phụ nữ da đen đang an ủi Ly, cuối cùng cảnh sát cũng tới nơi, cùng tới với cảnh sát còn có giám đốc kinh doanh khách sạn, Helen. Vì phải xử lý vụ việc mất trộm và băng hình camera bị thay đổi. Tối nay Helen không về nhà mà ở lại qua đêm ngay trong văn phòng của mình ở khách sạn. Ngay khi Helen mới tắm rửa, lên giường, một lần nữa Liên gọi điện tới, nói có nhân viên điều tra FBI bị đánh ngất ở trong phòng khách trọ. Helen còn tưởng bản thân mình đã nghe nhầm, liệu có phải nhân viên điều tra FBI đánh ngất khách trọ khách sạn hay không? Sau khi xác định lại thông tin Helen mới biết bản thân mình không nghe nhầm. Người đánh ngất nhân viên điều tra FBI chính là người khách tối hôm nay mất trộm ở trong phòng.
Tại sao lại có khách hàng cực phẩm thế này trọ trong khách sạn của mình? Lúc này Helen rất hối hận vì đã không đổi ca với đồng nghiệp John của mình. Một lần nữa Helen phải mặc bộ đồng phục đi tới hiện trường, thật trùng hợp cô ta gặp ngay nhân viên cảnh sát tới tiến hành điều tra sự việc. Liên, anh hãy thuật lại tình hình cho bên cảnh sát xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Helen đứng trước cửa nói với Liên. Dạ, giám đốc, Liên gật đầu, sau đó ý thuật lại sự việc căn cứ vào giải thích của Tần Lạc cho mọi người nghe. FBI, một cảnh sát trung niên cau mày. Nếu như chuyện này liên quan tới FBI, cảnh sát bọn họ không có thẩm quyền xử lý. Ai cũng biết rằng ở đất nước này quyền lực của FBI rất khủng khiếp. Nếu như người của FBI làm sai chuyện gì đó, tất đều do người của bên ngành kỷ luật FBI tới xử trí. Đúng vậy. Liên đưa ra hai giấy chứng minh thân phận lục soát được trên người. Viên cảnh sát trung niên cẩn thận xem xét sau đó ông ta đi ra góc gọi điện thoại. Sau khi gọi điện thoại xong, ông ta đi tới với sắc mặt nghiêm túc, nói, bọn họ quả thật là nhân viên điều tra FBI, còn chân tướng sự việc thế nào thì chờ người của FBI đang tới. Bên FBI sẽ trả lời cho các vị biết rõ ràng. Câu nói của viên cảnh sát trung niên khiến đám người náo động. Trước đó mọi người nghi ngờ hai người này là giả dạng nhân viên điều tra FBI nhưng bây giờ cảnh sát đã xác định thân phận của bọn họ. Nếu đúng là như vậy, liệu có phải bọn họ có ý đồ tấn công khách trọ trong khách sạn, hơn nữa còn làm nhục một cô gái không? Thế nhưng vì sao bọn họ lại ngất xỉu? Xem ra vở kịch đặc sắc này mới chỉ bắt đầu mà thôi. Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Viên cảnh sát trung niên nhún vai nói. Tâm tình mấy viên cảnh sát rất khoái trá khi bọn họ nhìn thấy mấy nhân viên điều tra FBI cuồng vọng kiêu ngạo, hàng ngày làm ra vẻ ta đây trước mặt bọn họ bị mất mặt. Rất có khả năng hai gã này ăn phải thức ăn thối. Đương nhiên Tần Lạc biết bên cảnh sát không thể xử lý được vụ việc này. Sự kiện tiếp theo sẽ là một nhân viên điều tra FBI quan trọng sẽ xuất hiện trước mặt Tần Lạc. Đây kính là điều Tần Lạc hy vọng. Tần Lạc muốn tìm hiểu rõ ràng động cơ của những người này. Hắn muốn tìm hiểu xem rốt cuộc những kẻ này đúng trên lập trường của ai để tới giải quyết việc này. Kết cao ủ xấu nhất chính là hắn và Ly bị bọn họ bắt giữ. Thế nhưng điều này còn tốt hơn hàng trăm lần so với việc bọn họ muốn dùng vũ lực tách Ly rời khỏi hắn. Nếu như bọn họ muốn bắt giữ hai người mình, như vậy bên FBI sẽ gánh chịu trách nhiệm bảo vệ mình. Nếu như xảy ra chuyện trong tay FBI, bên Trung Quốc có để yên chuyện này không? Người Trung Quốc có một câu tục ngữ là mượn lực đả lực. Lần này Tần Lạc đã mượn lực của chính đối thủ. Cái gì? Người phụ nữ kinh ngạc hỏi, bọn họ tấn công các nhân viên điều tra FBI sao? Đúng vậy, người đàn ông trung niên đang khom người ở bên cạnh trả lời. Sắc mặt y không có bất kỳ biểu hiện khác lạ, giống như y đang đeo một mặt nạ ra người vậy. Người phụ nữ cúi đầu trầm ngâm, hai hàng mi vàng cau lại, cô ta nói, rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Chẳng lẽ anh ta không biết đây chính là nước Mỹ sao? Hành nghề này đã rất nhiều năm, đây là lần đầu tiên cô ta cảm thấy mình khó có thể hiểu được một con người. Đối thủ của cô ta có những thương nhân cự phú, có những thiên tài chính trị, còn có cả những lão hồ ly trăm tuổi nhưng trong mỗi người bọn họ đều có thể tìm ra điểm yếu. Trong khi đó cô ta cũng không khiến tổ chức thất vọng, cuối cùng giành chiến thắng trước bọn họ, hình thành danh tiếng bất khả chiến bại cho mình. Nhưng gã thanh niên này có lối suy nghĩ thật sự quá khác lạ khiến cô ta thật sự không nắm bắt được. Cứ mỗi khi cô ta dự đoán anh ta sẽ có phản ứng tương tự với hành động thì anh ta lại có cách xử lý hoàn toàn vượt qua sự suy đoán của cô ta. Tấn công nhân viên điều tra FBI ở nước Mỹ. Những kẻ này điên rồi sao? Nếu như không phải là điên cuồng thì tại sao lại làm ra chuyện điên rồ như này? Có lẽ chúng ta vẫn chưa coi trọng anh ta đúng mức. Người phụ nữ trầm giọng nói. Cô ta đứng dậy, đặt đôi chân trần bước đi trên tấm thảm dày. Áo dài màu tím lay động theo bước chân, dáng người đầy đặn, phong tình vạn trùng, cực kỳ quyến rũ. Anh ta không có trợ giúp nhưng anh ta có trí tuệ. Đây chính là điều ta coi trọng nhất nhưng ta vẫn bỏ qua điều gì đó. Trên thế giới nào chỉ người có trí tuệ vô địch mới có thể tồn tại. Hoàng đế, đương nhiên là hoàng đế có trí tuệ nhưng đám chiến tướng bên cạnh chỉ đơn giản là đám người máy có thân thủ cao mà thôi. Xin mời phu nhân có chỉ thị, người đàn ông trung niên lên tiếng. Khi nữ cấp trên này không hỏi ý kiến, người đàn ông tuyệt đối sẽ không nói thừa. Chỉ khi cấp trên hỏi, y mới có tư cách nói ra suy nghĩ của mình. Vì rất nhiều người cô ta không cần người khác góp ý cho mình. Đây chính là sự kiêu ngạo ăn sâu vào trong máu của những người phụ nữ thông minh.
nhất định anh ta hy vọng bên FBI sẽ bắt cả hai người đi. Nếu như vậy sự an toàn của cả hai đã được bảo đảm. FBI không thể nào ra tay với bọn họ. Không chỉ như vậy, vì có FBI đảm bảo sự an toàn cho bọn họ, người của chúng ta cũng không có cơ hội ra tay. Người phụ nữ phá lên cười nói, anh có thể tưởng tượng được không, chúng ta tự nhiên lại cấp cho anh ta một tầng bảo vệ nữa. Người đàn ông chỉ âm trầm đứng tại chỗ, không lên tiếng. Y đang chờ đợi phu nhân phát tiết hết tâm tình của mình. Ở nước Mỹ chính chúng ta mới là bên bị nhiều điều trói chân trói tay. Người phụ nữ bùi ngùi nói, hãy bảo người quay về đi thôi. Phu nhân, người đàn ông có vẻ khó hiểu, nếu như tiếp nhận hai nhân viên bị thương quay về như này, coi như không nghe thấy, không nhìn thấy, không hỏi tới chuyện này. Đó không phải tội danh thực sự của chúng sao? So với việc giết chết anh ta, những việc khác không quan trọng. Nếu như đẩy sự việc lên cao hơn nữa thì sẽ trúng kế anh ta. Người phụ nữ nhìn, hứng thú nhìn ngọn núi nhấp nhô bên ngoài nói, dù gì đi nữa anh ta làm rất tuyệt. Hơn nữa năng lực chống cự của bọn họ không nằm trong phòng của bọn họ. Chúng ta đã đánh giá quá thấy trí tuệ của anh ta nhưng lại đánh giá quá cao năng lực của bọn họ. Dạ, phu nhân, người đàn ông trả lời rồi nhanh chóng bước đi. Chương 1071, cút ra ngoài cho tôi. Thời gian trôi đi, gần như tất cả người trong khách sạn đều biết sự việc đã xảy ra. Nhân viên điều tra FBI tấn công khách. Không phải, là bị khách hàng tấn công. Kẻ nào mà ngông cuống như vậy? Nghe nói là thầy thuốc tới tham dự đại hội. Người tới càng lúc càng nhiều khiến hành lang ở tầng đoàn Tần Lạc đang ở không còn chỗ đứng. Lập tức Helen cho vệ sĩ trấn giữ thang máy và đầu hành lang, không để người bên ngoài đi vào trong. Những thành viên hàng đầu tổ chức đại hội y học dân tộc cổ truyền đã tới. Chủ tịch Rieger khi biết người gặp chuyện không may là Tần Lạc khiến ông ta có cảm giác chỉ muốn quay người bỏ đi. Gã này thật sự là kẻ gây họa, bất kỳ người nào gặp gã cũng đều ăn đủ. Thế nhưng là người đứng đầu của ban tổ chức đại hội, ông ta vẫn phải đi vào trong. Chủ tịch Rieger, ngài tới đúng lúc quá. Tần Lạc nhìn thấy Rieger, hắn vội vàng chạy tới kéo tay như thấy người thân vậy. Ông nên lấy lại công bằng cho chúng tôi. Ngay trong đêm khuya FBI xông vào phòng chúng tôi, hơn nữa còn có hành động nhục mạ bạn tôi. Không, không chỉ như vậy mà bọn họ còn làm như này. Bọn họ xé quần áo của bạn tôi, tấn công tôi. Sau khi nghe người phiên dịch thuật lại, Rieger cảm thấy đầu mình đau như búa bổ nhưng ông ta vẫn phải ỉ mang bộ mặt thể hiện sự quan tâm. Rieger ân cần hỏi han, ô, thật sự không thể tin được chuyện như này xảy ra. Anh và bạn bè của anh có an toàn không? Có ai bị thương không? Sau khi bọn họ lôi kéo bạn của tôi đã tới ngăn cản, tôi bị bọn họ đẩy mấy cái nhưng mà... Bạn của tôi thì rất thê thảm. Không cần lo lắng, ủy ban chúng tôi nhất định sẽ yêu cầu điều tra rõ chân tướng sự việc, trả lại sự công bằng cho mọi người. Rieger nói như đinh đóng cột. Quả thật không phải Rieger muốn quan tâm tới chuyện vớ vẩn này nhưng vì có nhiều thầy thuốc đang đứng ở cửa, hơn nữa Tần Lạc lại là đội trưởng đoàn đại biểu thầy thuốc Trung Quốc nếu như bản thân ông ta không biểu thị thái độ thì chỉ e ông ta sẽ nhanh chóng bị bọn họ cho rớt đài. Nếu như một người lãnh đạo không có năng lực thu phục quần chúng thì bản thân tổ chức cũng không muốn để một người có năng lực yếu kém tiếp tục ngồi trên một vị trí quan trọng như này. Cảm ơn Chủ tịch Rieger. Hai mắt Tần Lạc rơm rớm nước mắt. Đây là chuyện tôi phải làm. Rieger cũng nắm chặt tay Tần Lạc. Đúng lúc đó bên ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào, hình như có nhiều người đang đi tới bên này. Ngay sau đó một người đàn ông dáng vẻ quý phái cùng với hai người đàn ông vạm vỡ trong bộ đồ đen, trông như vệ sĩ đi tới bên này. Người đàn ông này mặc bộ com lê đen, bên ngoài khoác một chiếc áo gió dài, đeo đôi kính gọng vàng, thoạt nhìn không giống như một đặc công mà giống một người chơi cổ phiếu, dáng vẻ hào hoa phong nhã. Người đàn ông đứng trước cửa quan sát một lát rồi hỏi Helen, tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi bạn của tôi ngủ phải không? Xin hỏi ngài là ai? Helen nhìn người đàn ông rồi hỏi. Tôi là Boss, người đàn ông móc giấy chứng minh từ trong người, nhìn hai người nằm dưới đất nói, đây là hai gã cấp dưới đần độn của tôi. Ngài Boss, ngài đã biết chuyện xảy ra trong khách sạn rồi phải không? Helen hỏi. Tôi tới là để làm rõ chuyện này. Boss nói, liệu có thể khiến cho những người khách bên ngoài quay về phòng của mình không? Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Helen cười gượng nói, thật ra cô ta cũng muốn đuổi những người này về phòng nhưng bọn họ không đi, chẳng lẽ cô ta cho vệ sĩ đuổi sao? Nếu làm vậy, khách sạn đã mắc tội chọc giận nhiều người, danh tiếng hoàn toàn bị hủy hoại. Xem ra cần phải dùng một vài thủ đoạn không lịch sự.
Bót nhún nhún vài cái nói. Gã đi vào trong phòng, cái cánh cửa phòng đóng lại. Lúc này phòng Tần Lạc đã biến thành một không gian riêng, nằm ngoài tầm mắt của mọi người. Tôi có cần tránh đi không? Helen hỏi. Nếu như cô tình nguyện thì không còn gì bằng. Bót lên tiếng. Liên, chúng ta đi. Helen nói. Tiểu thư xinh đẹp, có thời gian chúng ta hãy cùng đi uống cà phê. Bót tự mình tiễn Helen và Liên ra ngoài phòng. Sau khi hai người Helen rời khỏi phòng, một lần nữa Bót tự đóng cửa lại. Ngài Bót, Rigger đi tới, lên tiếng chào. Ông là ai? Bót cắt ngang câu nói của Rigger. Tôi là Rigger, phó chủ tịch ủy ban tổ chức Đại hội Y học cổ truyền. Người bị hại là thành viên tham dự Đại hội Y học của chúng tôi. Tôi. Ngài Rigger, xin mời. Bót mở cánh cửa phòng chìa tay nói. Ngài. Nếu như tôi là ngài, tôi sẽ có lựa chọn chính xác nhất. Bót nói một cách thẳng thừng. Thật ra Rigger cũng không muốn nói giúp Tần Lạ gì đó. Sau khi nghe Bót nói câu đó, ông ta làm bộ bị xúc phạm, đùng đùng nổi giận đi ra ngoài. Không có người bị hại. Khi Rigger đi ra tới cửa, Bót lên tiếng, mà cho dù có cũng không tới lượt ông nghĩ. Rigger còn đang định nói gì đó thì Bót đã đóng sầm cửa lại. Bót nhìn Tần Lạc đang ngồi trên ghế salon, gã hỏi bằng tiếng Trung Quốc, công chúng luôn rất dễ dàng bị đánh lừa, đúng không? Trước kia chúng tôi thường xuyên sử dụng thủ đoạn nhưng anh còn dùng hay hơn cả chúng tôi. Bót nói tiếng Trung Quốc với chất giọng cực kỳ chính xác, giống như gã lớn lên ở Trung Quốc vậy. Những nhân viên đặc công này quả thật phi phàm, mỗi người ít nhất phải thông thạo 2-3 ngoại ngữ. Quá khen, Tần Lạc cười nói, gã này rất thú vị, những người thú vị thường cực kỳ tự tin. Người tự tin như vậy chính là người có năng lực cực kỳ xuất chúng. Người này có thể giống như hắn. Chính vì vậy Tần Lạc tình nguyện quen biết với những người như này. Không có gì, mọi người đã ra ngoài hết. Long Ly tiểu thư, Tần Lạc tiên sinh, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện thoải mái với nhau. Bót kéo ghế ngồi đối diện với Tần Lạc. Nói chuyện gì? Tần Lạc hỏi. Tôi không tin đồng nghiệp của tôi lại tấn công anh, lại càng không tin bọn họ giở trò với bạn bè của anh. Tôi cũng không tin bọn họ làm chuyện đó nhưng bọn họ thật sự làm hơi quá. Tần Lạc nói. Tần Lạc tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta nên thẳng thắn hơn với nhau, có phải vậy không? Bót cắt ngang lời Tần Lạc. Tần Lạc nhún nhún vai nói, cho dù các ngài có tin hay không nhưng tôi thì tin. Tôi cũng sẽ nói với người ngoài như vậy. Đương nhiên, đây chính là tự do của anh. Bót nói, thế nhưng tôi tin tưởng đồng nghiệp của tôi. Bọn họ tuyệt đối không thể làm chuyện đó, cũng không có khả năng làm chuyện đó. Tất cả chúng tôi đều sai, chúng tôi đã đánh giá sai phương pháp phản ứng của anh trong chuyện này. Tại sao bọn họ lại có mặt ở đây? Tần Lạc chỉ vào hai người gặp xui xẻo đang nằm trên mặt đất hỏi. Vì hòa bình, Bót lên tiếng. Vì hòa bình, suýt chút nữa Tần Lạc phì cười. Hắn luôn tin rằng bản thân mình chính là người cực thích hô khẩu hiệu suông, không ngờ gã Bót này còn cuồng nhiệt hơn cả hắn. Đúng vậy, hòa bình, Bót nói, hẳn anh đã hiểu tình cảnh của anh hiện nay. Hiểu rồi, Tần Lạc gật đầu nói. Vậy anh nghĩ rằng anh có thể chống lại số mệnh của mình sao? Có lẽ, anh không thể, Bót nói, từ trong câu nói của anh tôi có thể biết anh còn không tin tưởng vào điều này. Anh cũng là một người thông minh, cũng là một người kiêu ngạo. Nếu như chỉ cần hơi nắm chắc thành công, câu trả lời của anh sẽ không tiêu cực như này. Anh chết đi. Không liên quan gì tới chúng tôi. Một đội trưởng đoàn đại biểu y học hoàn toàn không có liên quan gì tới chúng tôi. Bót chỉ vào Ly nói, nếu như cô ấy chết thì sẽ xảy ra chuyện gì? Trả thù, Tần Lạc nói, quân nhân Trung Quốc sẽ trả thù. Không sai, Bót nói, anh không thuộc về thế giới của chúng tôi, không hiểu được sự sinh tồn tàn khốc của thế giới này. Chúng tôi có thể hy sinh nhưng là vì lợi ích hay vinh quang của đất nước. Trả thù cho người chết không phù hợp với tính cách của chúng tôi. Chính vì vậy các ngài muốn cô ấy không can thiệp vào chuyện này. Đúng vậy, bắt cô ấy chính là bảo vệ cô ấy. Bót thẳng thắn gật đầu, cũng là nền hòa bình của hai nước. Đây chính là thái độ của chúng tôi. Thuê người lái xe đụng tôi là do các người làm phải không? Chúng tôi là FBI chứ không phải lưu manh xã hội đen. Bót tức giận nói, trông gã giống như bị Tần Lạc xúc phạm vậy. Chúng tôi tuyệt đối không làm chuyện vi phạm pháp luật. Vậy người của các ngài tới cũng rất trùng hợp. Tần Lạc nói vẻ khinh thường. Lưu manh có văn hóa khiến cả quỷ cũng sợ. Chính phủ các nước đều nằm trong tay một đám người có chỉ số IQ rất cao. Đám người này có thể nói chính là cao thủ lưu manh. Còn về chuyện vi phạm pháp luật,
chỉ có thằng ngu mới tin chuyện này là thật. Bót cười nói, đây là phối hợp ăn ý. Anh cũng biết đó, có một vài việc chúng tôi không tiện ra mặt thực hiện, sẽ có những người khác hỗ trợ chúng tôi. Việc chúng tôi cần làm là nhân cơ hội. Long Ly tiểu thư giết người, chúng tôi có lý do bắt cô ấy. Cho dù là kiện ra tòa án quốc tế, chúng tôi cũng hoàn toàn không vi phạm luật pháp, có đúng không? Ở Trung Quốc, hành vi của các ngài chính là cấu kết tội phạm. Đã có câu nói như vậy thì ở Trung Quốc đã từng xảy ra tình huống như này, phải không? Tần Lạc không muốn tranh cãi với Bót về vấn đề này, hắn chỉ nói, vậy mục đích của ngài khi tới đây là gì? Mời Long Ly tiểu thư đi theo chúng tôi một chuyến. Bót nói. Không được, Ly nói. Long Ly tiểu thư, những chuyện như này, quân nhân tuyệt đối không nên xen vào, phải vậy không? Tần Lạc đang định lên tiếng nhưng không ngờ Ly đã lên tiếng trước hắn. Ly đứng dậy, chỉ tay vào người Bót quát to, đi ra ngoài. Cút ra ngoài cho tôi. Tôi sẽ không đồng ý với điều kiện hòa giải của các người. Tôi không đồng ý cho các người bồi thường tiền. Chúng nhất định phải bị trừng phạt. Tần Lạc trợn mắt há hốc mồm nhìn Ly, hắn thật sự không tin được chuyện đang xảy ra trước mắt mình. Ly, cô ấy cũng đóng kịch sao? Chương 1072, cố gắng có hiệu quả. Bót cũng ngây người. Mọi người đang nói chuyện thoải mái với nhau, tại sao cô ta đột nhiên nổi giận vậy nhỉ? Tâm trạng lúc này của Ly không một ai có thể hiểu, ngay cả Tần Lạc. Ly đi cùng Tần Lạc tới nước Mỹ không phải nhiệm vụ quốc gia giao phó mà chỉ vì hai người là bạn bè. Ly tình nguyện đi cùng Tần Lạc, nói cách khác, cho dù Tần Lạc không đưa nàng đi cùng thì Ly nhất định cũng đi với hắn. Giê-xu bỏ đi, Hồng Phu bỏ đi, mặc dù lúc này nàng ở lại như nhất định Tần Lạc cảm thấy áy náy với nàng. Bây giờ gã có tên Bót gì đó đột nhiên chạy tới đây nói quân nhân không nên tham dự vào chuyện này. Như vậy nhất định Tần Lạc sẽ khuyên nàng rời khỏi đây. Nàng có thể bỏ đi sao? Không thể nào. Chính vì vậy Ly mới tranh nói trước Tần Lạc, nhất quyết từ chối đề nghị của Bót. Tiểu thư Long Ly, cô hẳn là hiểu rõ. Nếu như cố tình tham gia vào chuyện này, chúng tôi tuyệt đối không thể ngồi nhìn. Bót nói. Sau đó thì sao nào, các ngài muốn làm gì? Tần Lạc không thích giọng nói đầy uy hiếp của Bót. Đương nhiên chúng tôi tuyệt đối không thể cho công dân của đất nước mình bị tổn hại thân thể. Bót nói. Rất có ý tứ, bọn chúng có thể giết tôi. Tôi không thể tự vệ sao? Tần Lạc cười nhạt nói. Tần tiên sinh, đây chính là trách nhiệm của chúng tôi. Bót nói, nhưng quân nhân của nước khác tuyệt đối không thể tới nước chúng tôi thực hiện những hành vi mang tính chất tấn công người khác. Đây chính là pháp luật, các người nhất định phải tuân theo. Vậy công dân của đất nước các ngài bắt cóc, vơ vét tài sản của người khác, sao các ngài không quan tâm? Vơ vét tài sản. Bắt cóc nhất định là để chiếm đoạt tài sản, bằng không chúng bắt cóc người làm gì hả? Tần Lạc khẳng định, câu nói sau Tần Lạc chỉ buột miệng nói ra mà thôi. Theo như tôi biết, các người cũng bắt giữ người của bọn họ. Bót cảm thấy việc tiếp xúc với gã thanh niên trước mặt mình rất khó khăn. Tại sao gã có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác? Chẳng lẽ gã hoàn toàn không làm điều gì sai trái sao? Đây chính là sự vu cáo. Tần Lạc tức giận phản đối. Chúng dẫn theo người phụ nữ này tới Trung Quốc tìm giết tôi. Kết quả nhiệm vụ thất bại, khi chạy trốn, chúng đã bỏ lại người phụ nữ này. Tôi đi cả ngàn dặm đường tới đây trả lại người phụ nữ cho chúng. Bây giờ chúng đã dẫn người đi nhưng lại bắt giữ cô của tôi không chịu thả. Đây không phải chỉ là lần trao đổi con tin thất bại sao? Bót phá lên cười, gã này nói như mình cực kỳ vĩ đại. Gã là đấng cứu thế hay sao? Chúng tôi căn bản không tiến hành trao đổi. Tần Lạc nói, chúng không hề có danh dự. Còn nữa, hình như ngài rất thông thạo sự việc này. Tiên sinh, chúng tôi là FBI. Mặc dù bị anh chỉ trích là giả mạo nhưng chúng tôi biết bản thân mình là FBI. Chúng tôi biết nhiều cũng là chuyện bình thường. Một khi đã vậy tại sao các ngài không ngăn cản? Đó chính là hành vi phạm tội. Tiên sinh, việc này không thuộc phạm vi trách nhiệm của tôi. Những hành động của bọn họ hoàn toàn không gây tổn thất cho đất nước chúng tôi. Còn có lợi ích lớn hơn nữa, phải không? Tôi không thừa nhận, Bót nói, đương nhiên, anh có thể nghĩ như vậy. Các người coi thường người khác quá mức rồi đó, Tần Lạc nói. Tần Lạc tiên sinh, cá lớn nuốt cá bé, từ cổ tới nay vẫn luôn không thay đổi. Bót cười nói, tiểu thư Long Ly, hãy đi theo chúng tôi một chuyến. Nếu như cô cố tình ở lại, chúng tôi không thể cam đoan bảo vệ an toàn cho cô. Cút, co hẳn biết là cô giết người,
cho dù chúng tôi có dùng thủ đoạn bạo lực để bắt người cũng là chuyện hợp lẽ thường tình. Cút, cô làm như này chỉ chuốc lấy nỗi khổ cho mình mà thôi. Cút, vậy làm phiền rồi, Bót đứng dậy, hai thuộc hạ gã dẫn đến cố sức lay hai gã ngu ngốc đang nằm dưới đất nhưng không thể nào đánh thức bọn họ dậy. Bót nhìn Tần Lạc nói, Tần Lạc tiên sinh, có phải ngài muốn mời bọn họ ăn sáng không? Rất hân hạnh, Tần Lạc đi tới, hắn đá vào mạng sườn hai người này. Lúc này hai người mới tỉnh lại. Các quý ngài, nếu như đã tỉnh ngủ rồi, chúng ta có thể về nhà. Bót nhìn hai gã thuộc hạ của mình với thái độ của cấp trên, giọng nói vẻ khôi hài thế nhưng trên mặt gã lạnh băng, không một nụ cười. Teddy và Kevin từ chối đồng nghiệp dìu mình, cả hai vội vàng đứng dậy, đứng thẳng tắp trước mặt Bót. Quay về, Bót dẫn đầu mấy người đi ra cửa. Bốn người đi theo sát Bót, cẩn thận duy trì một khoảng cách nhất định. Lao sao? Trước cửa phòng vẫn có rất nhiều người đang đứng. Bọn họ không vì cửa phòng đã đóng mà quay về phòng mình. Bọn họ đang chờ đợi kết quả cuối cùng, có lẽ còn mong đợi một kết quả đặc sắc hơn nữa. Thậm chí bọn họ còn mong muốn một cách độc ác, nếu như Tần Lạc và cô gái kia đánh hôn mê ba nhân viên FBI này nữa hay nói cách khác ba nhân viên điều tra FBI này làm chuyện gì đó với cô gái kia nhỉ? Khi nhìn thấy mấy người an toàn đi ra, tâm trạng mấy người bên ngoài có phần tiếc nuối. Chúng tôi sẽ không hòa giải. Tần Lạc đuổi theo ra ngoài phòng, hắn đứng ở hành lang gào to. Rieger đi tới, ông ta hỏi Tần Lạc với sắc mặt lo lắng, bác sĩ Tần, chuyện thế nào rồi? Bọn họ thật sự quá thô lỗ, tôi nhất định sẽ phản đối vì thái độ này của bọn họ. Bọn họ muốn hòa giải với chúng tôi, điều này tuyệt đối không thể được, chúng tôi tuyệt đối không đồng ý. Tần Lạc quát to, có tiền thì sao nào? Tiền có thể đền bù thương tổn và tinh thần con người sao? Ly đứng ở trong góc nhìn Tần Lạc biểu diễn, nàng vừa buồn cười vừa tức giận, trong người nàng có một cảm giác không thể nhẫn nhịn được, chỉ muốn xông lên đạp vào mông Tần Lạc một cái. Dù bao nhiêu tiền cũng không, chúng tôi cần sự công bằng. Khi đi tới cửa thang máy, đám người Bót còn nghe thấy tiếng quát đầy vẻ căm phẫn giả tạo của Tần Lạc. Sếp, chúng ta bỏ qua cho chúng như vậy sao? Buông tha cho chúng, Bót cười nhạt nói, nếu như cô ta đi theo chúng ta thì mới tính là bỏ qua. Nếu như cô ta đã không muốn đi theo chúng ta, vậy hãy cho chúng chết cùng một chỗ. Bây giờ chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đi ăn đêm thôi. Dù Teddy và Kevin không hiểu vì sao sếp của mình lại nói như vậy nhưng hai gã tin tưởng Bót. Vì trên thế giới ngành công tác này có quyền lực nhất mà cũng thần bí nhất nên người của nó đương nhiên cực kỳ kiêu ngạo. Cho dù bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ dẫn Ly đi, lại còn mất mặt, chịu thiệt trước đôi nam nữ Trung Quốc kia nhưng khi nghĩ tới tai họa sắp tới của hai người đó, tâm trạng Teddy và Kevin rất vui. Mấy người hùng dũng oai vệ, hiên ngang lẫy lừng bước đi. Khi ra tới cửa đại sảnh, nhìn thấy Helen đang kiểm tra công việc ở bàn đón tiếp, Bót cố tình lên tiếng bắt chuyện. Tiểu thư xinh đẹp, tôi và đồng nghiệp chuẩn bị đi ăn khuya. Cô có muốn đi cùng chúng tôi không? Bót nâng kính, cười tủm tỉm nói. Từ lời nói và hành động của gã, không một ai sẽ nghĩ gã là một nhân viên đặc vụ FBI. Cảm ơn, đáng tiếc là tôi còn bận rất nhiều việc. Helen nói, không phải cô ta muốn từ chối mà lúc này quả thật cô ta đang đau đầu nghĩ cách cải thiện ấn tượng của khách hàng về thái độ phục vụ của khách sạn. Thôi được, lần sau gặp lại, Bót xua tay nói, gã quay người đi ra ngoài. Thịch, Bót nghe tiếng động sau lưng mình, gã lập tức quay người. Kết quả Bót nhận ra cả Teddy và Kevin đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất như thể cả hai cùng bị người đánh vậy. Hả, tiếng kêu sợ hãi của cô gái tiếp tân xinh đẹp vang lên. Có chuyện gì vậy? Helen cũng trợn tròn nhìn tình cảnh trước mặt mình. Xảy ra chuyện gì? Lúc này Bót chỉ muốn giết người. Trong khách sạn bị người ta đánh chết ngất là chuyện vô cùng mất mặt, nói một cảnh nhẹ nhàng ngất xỉu. Chẳng lẽ chúng muốn cho người khác biết FBI chỉ là tờ giấy thôi sao? Sau khi ứng phó với toàn bộ người quan tâm hay giả bộ quan tâm, một lần nữa Tần Lạc đi vào, đóng cửa lại. Tần Lạc đi tới ngồi xuống bên cạnh Ly, nhìn nàng và nói, anh ta nói không sai. Em hẳn nên đi cùng với bọn họ. Đây là chuyện của tôi, không liên quan gì tới anh. Ly tức giận nói. Tần Lạc giơ tay véo gương mặt nhỏ nhắn của Ly, xoay đầu nàng khiến hai mắt nàng nhìn thẳng vào hai mắt mình, nói, tại sao em luôn thể hiện một dáng vẻ hung dữ vậy? Mặc dù đôi khi tôi giả ngu nhưng tôi thật sự không phải kẻ ngốc, sao tôi có thể không biết em ở lại là vì tôi? Em cũng biết tình hình bây giờ rồi đó, thật sự vô cùng nguy hiểm.
Nếu như Tần Lạc nói với giọng nói, vẻ mặt như thiếu nợ, rất có thể Ly đã tức giận vung dao, nhưng khi Tần Lạc nói chuyện với một thái độ nghiêm túc, Ly không biết bản thân mình cần nói gì vì nàng là một cô gái thật sự không biết nói chuyện. Tần Lạc bỏ khuôn mặt nhỏ nhắn của Ly ra, tựa đầu vào vai nàng nói, cho tôi mượn chỗ dựa một chút. Chuyện xảy ra liên tục mấy ngày nay khiến Tần Lạc thật sự mệt mỏi. Ừ, Ly nói nhỏ. Ly cố gắng duy trì bờ vai để Tần Lạc có thể thoải mái tựa vào mình. Ly. Ừ. Gọi em là Long Ly nhé. Rất nhiều khi Ly cảm thấy trong 10 câu nói của Tần Lạc thì có 9 câu nhảm nhí. Nàng rốt cuộc không hiểu phụ nữ thích hắn vì cái gì. Mặc dù em nhìn gầy tong teo nhưng ngực em trông vẫn rất bự. Tần Lạc cười nói, từ vị trí Tần Lạc gục đầu, hắn có thể liếc nhìn toàn cảnh ngực của Ly. Dọc theo khe hở ngực là kênh rạch trắng nõn nà. Phịch. Ly vung tay đấm vào bụng Tần Lạc khiến hắn ngã nhào xuống ghế salon. Chương 1073, nếu như anh muốn gặp lại người thân của mình. Đàn ông không sợ mất mặt, chỉ sợ mất mặt trước người con gái đẹp. Khi Teddy và Kevin nhìn thấy sắc mặt của sếp mình, cả hai lập tức nghĩ tới tình hình và sở thích của người đàn ông này. Cả hai cố gắng chống tay, cố gắng ngồi dậy. Thế như cho dù cả hai cố gắng như nào đi nữa nhưng vẫn không thể ngồi dậy. Lúc này hai chân bọn họ giống như đột nhiên mất đi cảm giác. Rõ ràng não bộ đã truyền đi mệnh lệnh đứng dậy, thân thể bọn họ cũng cố gắng thực hiện mục tiêu này nhưng hai chân bọn họ thật sự không thể cử động. Xin lỗi sếp, Teddy áy náy nói, chân chúng tôi không còn cử động được. Xin lỗi sếp, chân tôi cũng không cử động được, Kevin cũng lên tiếng. Đồ khốn nạn, Boss tức giận chửi mắng. Nếu như lúc này gã đáng ghét kia đứng trước mặt Boss, Boss sẽ không ngần ngại tống cho gã khốn đó một trận. Boss biết đây chính là do Tần Lạc làm, nhất định là gã đó. Ngoại trừ gã đó thì còn ai vào đây nữa? Đương nhiên Boss đã đoán đúng. Tần Lạc không muốn đám người này nở mày nở mặt, thoải mái ra về nên lúc trước hắn đã điểm vào huyệt đột khiêu ở sau lưng hai người Teddy và Kevin. Huyệt vị này có một chức năng rất kỳ lạ. Khi máu lưu thông tới huyệt đạo này, cứ 10 phút máu sẽ ngừng lưu thông một lần, giống như kiểu cứ 10 phút bị cắt điện một lần vậy, việc này sẽ duy trì liên tục trong vòng nửa tiếng. Tần Lạc đã tính toán. Mấy người Boss đi ra ngoài tới đại sảnh khách sạn sẽ mất 10 phút đồng hồ. Ngay khi bọn họ ra tới giữa đại sảnh sẽ lập tức ngã xuống. Thế nhưng vì Boss muốn quyến rũ giám đốc khách sạn nên đã dừng lại ở đại sảnh khách sạn chừng mấy giây đồng hồ, khiến hai người Teddy mới ngã ngay ở đại sảnh. Đây không phải là trò đùa nhàm chán của Tần Lạc mà chính là sự trả thù của hắn. Tần Lạc không thích vẻ mặt oai phong lẫm liệt, coi thường người khác của đám người này giống như trên thế giới này không chuyện gì đám người này không làm được, không người nào có thể đối phó được với bọn họ. Tần Lạc nhận ra rằng đám người này đang nói chuyện với hắn với thái độ kẻ cả. Đặc biệt khi Boss nói cá lớn nuốt cá bé, tuyên bố từ thời cổ đại tới nay điều này không thay đổi, khi nói những câu này vẻ nhạo báng, khinh thường Tần Lạc hiện rõ trên nét mặt Boss. Gã này dựa vào cái gì? Chỉ vì sau lưng những người này là một quốc gia hùng mạnh với lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới sao? Bây giờ tao coi thường mày đó, mày làm gì được nào? Thế nhưng Tần Lạc tuyệt đối không để cho đám người đó đắc thắng, như ý. Mày coi thường tao, đương nhiên tao phải trả thù. Đây chính là trả thù của Tần Lạc. Tiếp theo sau sẽ là màn đấu khẩu của quan chức ngoại giao hai nước. FBI là cái gì? Ngay cả bước đi trên đường còn có thể tự ngã được thì còn có chuyện gì mà bọn họ không thể làm? Việc ức hiếp một cô gái trẻ xinh đẹp cũng không phải chuyện quá ngạc nhiên. Có cần hỗ trợ không? Helen nhanh chóng đi tới, vội vàng hỏi. Hôm nay Helen là giám đốc trực ban ở khách sạn. Cho dù khách sạn xảy ra bất kỳ chuyện gì đó, những việc đó đều là trách nhiệm của cô ta. Phòng của khách bị mất trộm, video giám sát bị người khác thay đổi, nhân viên điều tra FBI bị khách hàng đánh ngất, nhân viên FBI ra về ngã lăn xuống đất. Helen cảm thấy vô cùng may mắn bọn họ đã không uống nước. Nếu như bọn họ uống trà mà mắc nghẹn, liệu đó có phải là trách nhiệm của khách sạn không? Cảm ơn, Boss liếc mắt nhìn bộ ngực của Helen và nói, tiểu thư Helen, gặp lại. Nói xong Boss quay người, không nhịn được quát lên với hai cấp dưới, khiêng cả hai đi, chẳng lẽ để nằm dưới đất tới khi nào? Không biết mất mặt hả? Hai nhân viên FBI còn lại vội vàng ngồi xổm, mỗi một người cõng một người dưới đất, không ngồi dậy được, cả đám vội vàng đi ra cửa. Khi nhìn thấy đám nhân viên FBI trong hơn ứng bộ phi truyền hình luôn uy phong lẫm liệt nay thậm chí còn không bước đi nổi, phải có người cõng, các nhân viên nữ ở khách sạn ở đại sảnh bật cười khúc khích.
thế nhưng những tiếng cười này truyền vào tai Bót lại không êm ái mà còn khiến gã thẹn quá hóa giận. Bót bừng bừng phẫn nộ, sự căm hận Tần Lạc tăng lên mấy phần. Hãy chết sớm đi thằng nhãi, đồ khốn, Bót thầm nguyền rủa trong lòng. Đêm nay Tần Lạc lại mất ngủ. Việc chết sống của Tiểu Lưu còn chưa rõ mà hắn đã có kẻ thù hùng mạnh để đối phó. Tần Lạc cẩn thận suy nghĩ, một lần nữa tính toán lại kế hoạch của mình. Hắn biết chỉ cần một chút sơ sẩy, bọn họ sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Hắn sợ chết và cũng không muốn chết. Hắn càng không muốn làm liên lụy Ly. Nếu như một khi như vậy, đối với hắn mà nói còn khổ hơn cái chết. Chính vì vậy người thắng lợi cuối cùng phải là mình. Nhưng rốt cuộc cô mình ở đâu đây? Hắn đã tới nước Mỹ hơn 50 tiếng đồng hồ nhưng hắn vẫn chưa gặp được cô của mình. Hắn chỉ gặp một lão già cổ quái, thần bí nhưng lão già không đồng ý trao đổi con tin ngay bây giờ lại càng không cần trao đổi vì ngọc nữ đã biến mất, trong tay hắn không còn bất kỳ thứ gì để mặc cả với đối phương. Chiến thắng một lần nữa nghiêng hẳn sang một bên, đương nhiên nghiêng về phía đối phương. Ly ngủ thiếp đi. Chính là vì Tần Lạc cương quyết yêu cầu Ly đi ngủ. Ly còn phải nhận một gánh nặng trầm trọng hơn cả hắn vì nàng chính là người phải đối mặt với những đối thủ hùng mạnh kia. Bất kỳ lúc nào Ly cũng phải duy trì trạng thái thể lực tốt nhất. Tần Lạc thầm đau nhói khi nhìn vẻ mặt cau có khi ngủ của Ly. Lúc này Tần Lạc bắt đầu hối hận trước đây đã không chăm chỉ luyện tập công phu, không có sức mạnh, thực lực để bảo vệ người thân và chính bản thân mình. Nếu như hắn cũng cường hãn như hoàng đế, nào cần một cô gái đứng che chắn mưa gió ở trước mình không? Tần Lạc thầm hạ quyết tâm trong lòng, nếu như lần này còn sống quay về Trung Quốc, hắn nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập công phu. Học công phu bên trong của dẫn thể thuật, học công phu bên trong của huyền công lục cũng như học công phu của Long Vương, học công phu của quân sư và Ly. Hắn có điều kiện rất tốt, có nhiều thầy tốt, bạn hiền như vậy, tại sao không biết tận dụng cơ hội của mình? Ông hắn thường nói, con người quý ở chuyên tâm nên hắn nghĩ bản thân mình chỉ cần chăm chỉ học y thuật là đủ. Dù gì đi nữa đây chính là thời đại hòa bình, dù võ công có cao tới đâu đi nữa, cũng không thể sánh được với dao phay và súng đạn. Thế nhưng hiện nay khi chuyện xảy ra, Tần Lạc mới thật sự nhận ra sự cần thiết khi có thực lực cường hãn. Trong khi Tần Lạc đang ngẩn người nhìn Ly, bất chợt Ly tỉnh dậy. Tần Lạc dường như không có phản ứng, chỉ ngồi nhìn gương mặt thanh tú, mê đắm lòng người một cách mê mẩn. Tỉnh rồi hả? Ngủ ngon không? Đói không? Chúng ta đi ăn cơm nhé. Được, cuối cùng Ly cũng lên tiếng. Việc con tin mất tích cũng có điều lợi. Ít nhất là khi ăn cơm không cần một người đi ăn, một người ngồi canh chừng. Tần Lạc dẫn Ly xuống phòng ăn. Hai người gọi một bàn đầy thức ăn rồi ngồi ở góc phòng ăn nấu ăn nghiến. Vừa phải động thủ, lại cả động não khiến hai người bọn họ thực sự rất đói. Khi Tần Lạc ăn tới bát thứ ba, Chu Cường đi vào với vẻ mặt háo hức. Tần Lạc, đã tìm hiểu được rồi. Chu Cường ngồi xuống ghế bên cạnh Tần Lạc, nói, tìm được người phiên dịch rồi. Ở đâu vậy, tình hình thế nào? Tần Lạc vui mừng hỏi. Khi đám người của Bót ra về đã 3 giờ sáng, Tần Lạc định tìm kiếm tung tích của Tiểu Lưu nhưng hắn không quen thuộc thung thổ nước Mỹ, thậm chí còn không nói được tiếng Anh. Muốn tìm một người dễ dàng lắm sao? Tần Lạc nghĩ tới Chu Cường là người có thể làm được chuyện này nên mới gọi điện nhờ Chu Cường giúp đỡ. Chu Cường đã không khiến Tần Lạc thất vọng. Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, Chu Cường đã tìm ra được tung tích của Tiểu Lưu. Đương nhiên khoảng thời gian này không tính là ngắn nhưng đã vượt quá suy đoán của Tần Lạc. Bệnh viện công lập liên bang, giữ được tính mạng nhưng phải bỏ một chân. Sắc mặt Chu Cường nghiêm nghị, thành viên đoàn đại biểu tới tham dự đại hội y học nhưng phải bỏ lại một chân. Điều này đối với bọn họ mà nói chính là một thảm họa. Khi đoàn của Tần Lạc quay về, chỉ e sẽ bị rất nhiều người cố tình công kích. Chu Cường biết Tần Lạc là người của Thái Công Dân chính vì vậy người khác tấn công Tần Lạc chẳng khác nào tấn công Thái Công Dân. Một khi Thái Công Dân rớt đài, Chu Cường gã cũng không có kết quả tốt. Bây giờ bọn họ là người cùng chung chiến tuyến. Chúng ta đi xem tình hình thế nào. Tần Lạc bỏ đũa xuống nói. Tần Lạc đã đi, đương nhiên Ly cũng đi. Nàng cũng bỏ đũa xuống. Khi ba người đang định đi thì chuông điện thoại trong túi Tần Lạc vang lên. Tần Lạc nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình rồi hắn lập tức nhận cuộc gọi. Tần tiên sinh, tối qua ngủ có ngon không? Từ trong điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông. Lập tức Tần Lạc trở nên căng thẳng. Giọng nói của người đàn ông này chính là người lần trước gọi điện hẹn hắn gặp bá tước. Cảm ơn đã quan tâm. Giường êm ái, mỹ nữ bên cạnh.
Chúng tôi ngủ rất ngon. Tần Lạc nói. Vậy bữa sáng nay có hợp khẩu vị của anh không? Người đàn ông cười hỏi. Tần Lạc tái mặt, quay đầu nhìn xung quanh nhưng hắn không phát hiện ra bất kỳ điều gì. Không cần quay đầu lại, tôi nhìn thấy anh nhưng anh tuyệt đối không nhìn thấy tôi. Người đàn ông nói, 9 giờ, gặp nhau ở cửa hàng dụng cụ nhà bếp đường Norton. Nếu như anh muốn gặp lại người thân của mình. Chương 1074, Dã thú, Bát đại chiến tướng. Tần Lạc không biết cửa hàng dụng cụ nhà bếp Norton đường số 21 nhưng người tài xế taxi lại biết. Khi nghe Tần Lạc nói địa chỉ này, người tài xế taxi da đen cười hỏi, đã xác định đúng địa điểm chưa? Nơi này bỏ hoang đã lâu, không phải là nơi anh có thể tới thăm bạn bè. Lái xe đi, Ly lạnh lùng nói, tâm trạng của nàng không tốt, nàng cũng không có thói quen nói chuyện với người lạ. Tính tình người tài xế taxi da đen không tệ, gã chỉ cười vui vẻ sau đó lái xe đi. Mọi người đều biết bây giờ Las Vegas là thành phố sa mạc kỳ tích, nổi tiếng nhất thế giới. Mặc dù diện tích của thành phố không ngừng được mở rộng nhưng bên ngoài nó vẫn bị bao quanh bởi sa mạc cát và gió cát sa mạc phát ốm. Đường số 21 là con đường nằm rìa thành phố. Bên ngoài con đường này là một khoảng rộng cây xương rồng do con người trồng, bên ngoài nữa chính là sa mạc cát mênh mông. Chính là nơi này. Người tài xế taxi chỉ vào một tòa nhà cũ nát nói với Ly vì anh ta hiểu người đàn ông ngồi sau lưng mình không hiểu tiếng Anh. Ly trả tiền taxi rồi mở cửa, xuống xe. Tần Lạc cũng đẩy cửa đối diện và xuống xe. Đợi khi chiếc taxi quay đầu chạy đi để lại sau lưng một lớp bụi cát vàng bốc lên cuồn cuộn, Tần Lạc và Ly đi tới cánh cửa chính cửa tòa nhà. Anh đi sau tôi, Ly nói. Được, Tần Lạc không từ chối vì hắn biết bản thân mình từ chối cũng không được. Thân thủ của hắn không thể tốt bằng Ly. Nếu như hắn cứ khí khái ra vẻ đàn ông đi trước, rất có thể Ly sẽ phải trả một cái giá rất lớn để bảo vệ hắn. Ly rất hài lòng với thái độ này của Tần Lạc. Nàng rút mấy thanh chủy thủ bên hông, cầm trong tay trái, bàn tay phải nàng cầm sẵn súng, bất kỳ lúc nào cũng ra một đòn chí mạng, hơn nữa nàng còn bật chốt an toàn sẵn sàng. Đây là lần đầu tiên Tần Lạc nhìn thấy Ly cầm ám khí tay trái, tay phải cầm súng. Trước kia cho dù rơi vào tình trạng nguy hiểm như nào đi nữa, Tần Lạc chỉ nhìn thấy Ly dùng một trong hai thứ. Không phải Ly không tin tưởng vào khả năng bắn súng và phi đao của mình mà nàng đã chuẩn bị sẵn sàng tình huống một địch nhiều. Đúng là một cô gái ngốc nghếch, Tần Lạc đau lòng thầm nghĩ hành trình tới nước Mỹ lần này khiến cô ấy thực sự rất mệt mỏi. Mỗi bước đi của Ly đều vô cùng cẩn thận, giống như đi vào bãi mìn giữa trận địa giao tranh của quân đội hai bên. Tần Lạc đi sau Ly. Không quá gần mà cũng không quá xa. Nếu như hắn đi quá gần Ly, sẽ gây ảnh hưởng tới đường lùi của Ly. Đi quá xa thì lại sợ kẻ thù tấn công từ phía sau. Dọc đường đi lo lắng, sợ hãi nhưng không xảy ra chuyện nguy hiểm, hai người đi tới trước cổng chính rất an toàn. Lùi lại sau, Ly lên tiếng. Tần Lạc lùi lại sau hai bước, cảnh giác quan sát bốn phía xung quanh. Mặc dù năng lực tác chiến của Tần Lạc kém cỏi nhưng mắt hắn có thể nhìn, tai có thể nghe. Dù Tần Lạc không làm được nhiều nhưng hắn tình nguyện dốc hết tất cả bản thân, giống như Ly đang làm vậy. Loảng xoảng. Ly chạy lên trước, tung chân đá vào cánh cửa chính nặng nề. Sau đó nàng lộn người quay lại sau, động tác nhanh tới khó tin. Cánh cửa gỗ rung dữ dội, tiếng cạch cạch vang lên nhưng vẫn không đổ sụp, cũng không có tiếng nổ vang lên như hai người Tần Lạc mong đợi. Tần Lạc cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nơi này là một địa điểm mai phục rất tốt, sao đám người đó không làm. Trong khu nhà xưởng cao chừng 5, 6 mét chất đầy dụng cụ nhà bếp bán thành phẩm và mảnh gỗ, có rất nhiều sản phẩm đã gia công xong, chỉ còn chờ sơn và hoa văn là có thể đưa vào sử dụng. Ngoại trừ bị một lớp bụi bao bọc, căn nhà xưởng này hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết đổ nát. Điều này khiến người ta cực kỳ khó hiểu là tại sao nó lại bị vứt bỏ. Tại sao không người nào tiếp nhận những thứ này? Đúng lúc này đột nhiên Ly bay người nhào vào sau đống mảnh gỗ, khi thân thể nàng mới bay được một nửa. Một đạo ngân quang lóe lên. Vù. Một thanh chủy thủ bay như chớp về phía cửa hông. Một người đàn ông vừa mới xuất hiện ở cửa hông nghiêng đầu, thanh chủy thủ lướt qua mặt gã. Keng. Thanh chủy thủ cắm phập vào cánh cửa gỗ ở phía sau lưng người đàn ông. Chuôi thanh chủy thủ vẫn đang rung phật phật phật, có thể nhận ra Ly đã dùng 10 phần lực đạo với một đao này. Binh binh binh. Một chàng vỗ tay vang lên. Người đàn ông vừa vỗ tay vừa đi tới bên cạnh Tần Lạc và Ly, cười ha hả nói, trước tiên là ý thử ẩn núp, phương pháp di chuyển nhanh nhẹn, phương pháp né tránh không sơ hở,
còn cả kỹ thuật phi đao cực kỳ điêu luyện. Long Ly tiểu thư quả không hổ là quân nhân xuất sắc nhất Trung Quốc, cho dù là trên thế giới cũng rất hiếm gặp. Người đàn ông này lùn, gầy, trên người gã gần như không có thịt, trông gã như thể chỉ một cơn gió thổi qua cũng bay ngay lập tức. Gã mặc một chiếc quần jean màu xanh, một chiếc t-shirt màu trắng, bên ngoài chiếc t-shirt là một chiếc áo khoác da không có gì nổi bật, một đôi giày thể thao mang nhãn hiệu Nike, một mái đầu tóc thưa thớt. Khi người đàn ông này cười, hai má ông ta xuất hiện lúm đồng tiền nhỏ trông rất đáng yêu. Nếu như có người nói người đàn ông này là một hòa thượng, thực sự sẽ không một ai nghi ngờ. Thế nhưng không một ai dám coi gã là hòa thượng. Chỉ một cái lắc đầu đơn giản có thể né được một phi đao, người như vậy sao có thể là một hòa thượng bình thường? Ông là ai? Ly đứng dậy từ sau đống gỗ, cảnh giác nhìn người đàn ông đang tới gần. Trúc Bản Vô Tâm, người đàn ông xấu hổ trả lời. Giống như người đặt câu hỏi là người ông ta thần tượng vậy, mà ông ta chỉ bị người nhà kéo tới nhà mà thôi, hai người có thể gọi tôi là dã thú. Dã thú, Tần Lạc và Ly cùng kinh hãi thốt lên. Một trong bát đại chiến tướng của Hoàng đế, người duy nhất có xuất thân châu Á, tới từ Nhật Bản, ngay từ nhỏ để thể hiện một thiên phú võ học kiệt xuất, được đại sư Miyamoto Okot của Nhất Đao Lưu Thu làm đệ tử. Miyamoto Okot không chút giấu giếm, tận tâm chỉ dạy. Đem cả võ học cả đời cùng với toàn bộ bí kíp Nhất Đao Lưu truyền dạy cho gã. Trong khi đó Trúc Bản Vô Tâm cũng không khiến người khác thất vọng, chỉ sau 20 năm cuối cùng ông ta cũng học thành tài, thậm chí còn trò giỏi hơn thầy. Miyamoto Okot chưa kịp tuyên bố với thế giới rằng bản thân mình đã bồi dưỡng được một đệ tử kiệt xuất, không ngờ ông ta đã bị đệ tử của mình một đao chém thành hai mảnh, không thành tám mảnh mới đúng. Nhất Đao Tứ Trảm chính là bí kíp mạnh nhất của Nhất Đao Lưu. Không chỉ có vậy, khi màn đêm buông xuống, ông ta còn quay về Thần Cốc Xuyên, giết chết cha mẹ và em gái năm đó mới 7 tuổi đang mừng rỡ chạy ra đón. Hành vi của Trúc Bản Vô Tâm khiến người đời phẫn nộ, ba lần giới võ thuật Nhật Bản tiến hành bao vây đại quy mô. Thế nhưng đáng tiếc thân thủ gã cao cường hơn nữa còn có công phu chạy trốn hạng nhất, gã đều thoát khỏi ba lần vây công. Một vị danh gia võ thuật trước khi động thủ đã hỏi gã, vì sao lại giết chết ân sư của mình? Câu trả lời của gã là, bản thân mình không thích theo đuôi người khác. Đao pháp tốt như vậy chỉ nên để mình gã sử dụng. Lại có người hỏi gã vì sao lại giết chết cha mẹ và em gái của mình, câu trả lời của gã khiến người ta hộc máu tức giận. Trước đó tôi đã nói là thích trở thành họa sĩ vĩ đại nhưng bọn họ cố tình đưa tôi đi học công phu. Còn về em gái của mình, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em gái, thật ra bản thân không có thành kiến với em gái. Gã chỉ thuận tay một đao nên không suy nghĩ nhiều lắm. Chính vì vậy tên dã thú xuất hiện. Gã như con chuột chạy qua đường ở Nhật Bản, bị người hô đánh nên đương nhiên không còn con đường sống ở Nhật Bản. Gã đã bỏ trốn tới châu Âu, hơn nữa còn tới khiêu chiến với nhân vật bậc nhất đã được công nhận ở châu Âu. Kết quả như mọi người đều biết gã trở thành một trong bát đại chiến tướng của Hoàng đế. Khi Giê-xu nói tới con người này, gã nói một câu rất hay, tôi là Giê-xu nhưng tôi không phải là Giê-xu. Hắn là dã thú và hắn xứng đáng với cái tên dã thú. Những câu đó khiến con người ta không thể quên được, Tần Lạc vẫn ghi tạc trong lòng. Tần Lạc không ngờ ở nước Mỹ, ở Las Vegas, hắn lại gặp dã thú. Khi nhìn con người mà dáng vẻ bề ngoài còn nhỏ hơn cả mình, Tần Lạc thầm nghĩ nếu như đột nhiên gã này chết thì quá tốt. Trúc Bản Vô Tâm nhìn Ly rồi lại nhìn Tần Lạc, cười ngượng ngùng nói, xem ra hai người đều biết tôi. Người nào chả biết mày là dã thú. Ly khinh thường nói, nàng hận nhất chính là loại người khi sư diệt tổ, ngay cả cha mẹ, em gái của mình cũng không buông tha. Con người này đối với nàng còn đáng ghét, đáng chết hơn Hoàng Thiên Trọng cả ngàn lần. Đây chính là vinh hạnh của tôi. Trúc Bản Vô Tâm như không biết xấu hổ, ngược lại gã còn nghiêm túc cúi đầu trả lời Ly như thể nàng mắng gã dã thú là đang ca ngợi gã. Tiên sinh, tiểu thư, mặc dù tán gẫu với hai người rất vui vẻ nhưng việc ôn chuyện cũ của chúng ta vẫn phải để lại sau vì có người đang chờ hai người ở bên trong. Cô của tôi đâu? Tần Lạc hỏi. Trúc Bản Vô Tâm nghi ngờ liếc nhìn Tần Lạc nói, tôi thấy rất ngạc nhiên không hiểu vì sao tới bây giờ anh vẫn hỏi vấn đề này. Tôi tới chính là vì việc này. Tần Lạc nghiêm mặt nói, cho dù gã này là dã thú hay cầm thú gì đó thì cuối cùng cũng trở thành một tiểu quái thú bị đánh đuổi. Nhưng mà... Trúc Bản Vô Tâm liếm đôi môi mỏng tang, nhìn Tần Lạc và Ly như nhìn một món ăn ngon, hai người sẽ chết nhanh thôi. Chương 1075, nợ tiền không trả là vương bát đản. Trúc Bản Vô Tâm dẫn đường, Tần Lạc và Ly đi theo gã qua cánh cửa hông,
tiến vào một căn phòng cũng rộng lớn như căn nhà xưởng bên ngoài nhưng cực kỳ sạch sẽ. Bên trong căn phòng ngập tràn mùi gỗ cây mộc hương, một ông già mặc quần áo bảo hộ công nhân, tay cầm một cái bào, đang bào một tấm gỗ dày. Xoẹt xoẹt xoẹt. Khi nhìn thấy Tần Lạc và Ly tiến vào trong phòng, ông già mới ngừng tay, bỏ bào xuống, cầm cái tẩu, châm thuốc, phá lên cười chào Tần Lạc, Tần may mắn, chúng ta lại gặp lại nhau. Bá tước, Tần Lạc cực kỳ kinh ngạc, hắn rất khó nhận ra mối liên hệ giữa lão già nhỏ bé mặc một bộ đồ công nhân lao động với mái tóc lưa thưa, trên mặt còn dính đầy bụi gỗ với một người ta nhã, ăn mặc chỉnh tề, trong tay còn ôm một ả phụ nữ lần trước. Ồ, tôi nhìn thấy nỗi khiếp sợ trong ánh mắt của cậu. Bá tước như một đứa trẻ đùa dai, cực kỳ vui vẻ trước hiệu quả mà mình tạo ra. Tất cả đồ dùng trong căn phòng này đều do chính tay tôi làm. Cậu có thể tự nhiên thưởng thức. Hãy nhìn những mặt hàng mỹ nghệ này, chúng thật sự đẹp, giống như cô gái xinh đẹp, gợi cảm bên cạnh cậu vậy. Tần Lạc nhìn bốn phía xung quanh, quả thật hắn nhìn thấy khá nhiều thành phẩm dụng cụ gia đình, có giá sách, có bàn, có tủ quần áo, lại có những đồ vật khác mà hắn thật sự không nhận ra. Những dụng cụ này thật sự tinh xảo, khóe léo, mỗi nhát cắt thể hiện cực kỳ công phu, mặt trơn nhẵn, ghép nối tự nhiên, mỏng không mất mỹ quan. Quả thật là hàng mỹ nghệ tinh xảo. Không thể không thừa nhận, mặc dù bá tước có thể không làm bá tước, ông ta hoàn toàn có thể trở thành một thợ mộc danh tiếng hay một nghệ sĩ. Bá tước nhẹ nhàng vuốt ve một cái ghế, kiêu ngạo hỏi, cậu có biết cảm giác phụ nữ sinh con như nào không? Ồ, đó là cảm giác rất đau đớn, nhưng cũng rất hạnh phúc. Đưa một sinh mạng mới tới thế giới này chính là một kỳ tích. Chúng nó chính là những đứa con của tôi, chúng vốn chỉ là những mẩu gỗ xấu xí, ở trong tay tôi mới trở thành những đồ vật xinh đẹp. Cậu không cảm thấy như vậy rất kỳ diệu sao? Tần Lạc không có thời gian thảo luận với ông ta về việc sinh con của phụ nữ cùng với thế giới quan. Dụng cụ gia đình, hắn tới nơi này để cứu người. Cô của tôi đâu? Tần Lạc hỏi. Tần, tôi nghĩ cậu rất thú vị nhưng cậu lại luôn chán ngắt. Bá tước bực bội nói, khi đánh bài cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Nếu như người thân của ông bị bắt cố, ông cũng có tâm trạng giống như tôi. Không, tôi và cậu khác nhau. Bá tước nói, mỗi người đều có một thế giới độc lập. Con người là chủ đề sáng tạo của thế giới này. Không có điều gì quan trọng hơn niềm khoái lạc của con người. Chính vì vậy ông mới ăn thịt chính người phụ nữ của mình. Răng rắc. Chiếc tẩu thuốc trong tay bá tước gãy thành hai đoạn. Nụ cười trên gương mặt ông ta biến mất. Ông ta nhìn chằm chằm vào Tần Lạc với ánh mắt lạnh lùng, độc ác. Cậu có biết là chưa từng có người nào nói tới việc này trước mặt tôi? Làm thì đã làm rồi. Có gì mà không dám thừa nhận vậy? Tần Lạc cười nhạt nói. Đám người này thật buồn cười. Giết người phóng hỏa. Cậu có biết hậu quả của những người đó ra sao không? Bá tước hỏi. Không biết và cũng không muốn biết. Toàn bộ bọn họ đã chết. Bá tước vất chiếc tẩu gãy xuống đất. Tiếng giày da dẫm trên nền nhà nặng trình trịch. Tiếng răng rắc của chiếc tẩu ngọc bị nghiền nát vang lên. Bá tước giơ tay bốc một nắm vỏ bào mình mới bảo ra. Nhìn Tần Lạc nói. Quỷ ảnh nói tốc độ của cậu rất nhanh. Tôi không tin. Hãy để tôi gặp cô của mình, Tần Lạc nói. Bá tước suy nghĩ một chút rồi nói, cậu đã nhắc nhở tôi. Chúng ta có thể đổi một trò chơi khác. Bá tước vỗ vỗ tay, lập tức một gã đàn ông mặc đồ đen đẩy một chiếc xe lăn đi ra ngoài. Người ngồi trên xe lăn chính là Tần Lam, cô của Tần Lạc đã mất tích nhiều ngày. Hơn nửa năm không gặp, Tần Lam vẫn gầy gò như trước. Sắc mặt Tần Lam vô cùng mệt mỏi, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Thoạt nhìn không còn sức sống, cực kỳ hoảng loạn. Nước mắt Tần Lam chảy xuống, cô điên cuồng lắc đầu với Tần Lạc. Tần Lạc biết cái lắc đầu của Tần Lam ra hiệu cho hắn không nên đi tới, cũng như muốn bảo hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thế nhưng hắn không thể đi. Vì bối bối, vì ông, vì cha hơn nữ còn vì chính nội tâm của mình. Hắn có thể vì sợ chết mà không tới nhưng một khi đã tới, hắn nhất định phải mang theo cô của mình rời khỏi nơi này. Tôi muốn bào sạch tóc của cô ta. Bá tước vung cái bào trong tay nói, sắc mặt ông ta cực kỳ hưng phấn. Trước kia khi tôi nấu chín người phụ nữ đó, tôi cũng làm như vậy. Ông dám, Tần Lạc hung tợn quát. Tần, tới đây đi. Bá tước ngông cuồng nói, đến ngăn cản tôi đi. Những anh chàng đẹp trai và mỹ nữ vĩnh viễn là tiêu điểm chú ý của mọi người. Một gương mặt như được gọt đẽo cẩn thận, góc cạnh rõ ràng, mái tóc màu vàng bù xù, xõa trên bờ vai. Một đôi mắt xanh thăm thẳm như màu nước biển, bất kỳ lúc nào trông như đang mỉm cười với người khác, dáng người cao to vạm vỡ, ngực phanh hai cúc trên,
để lộ bộ ngực rắn chắc cùng một nhúm lông ngực màu vàng, quả thực gã này cực kỳ gợi cảm. Giống như được thượng đế quan tâm một cách đặc biệt, gã không chỉ có dáng vẻ xuất chúng mà quần áo hàng hiệu, cổ tay đeo đồng hồ vàng, ngay cả đôi giả da dưới chân cũng có giá trị cực kỳ xa xỉ. Anh Tuấn phong lưu, còn trẻ, nhiều tiền. Một người đàn ông như vậy, phụ nữ không động tâm sao? Mỗi một người phụ nữ đi qua mặt gã đều không kìm lòng được, nhất định phải quay đầu nhìn gã mấy lần, có người còn táo tợn liếc mắt đưa tình với gã, thậm chí còn đi tới gần có động tác quyến rũ gã, bọn họ làm như không nhìn thấy người con gái ngồi bên cạnh gã. Đương nhiên cô gái bên cạnh gã cũng rất tuyệt. Đúng vậy, nàng chỉ là một thiếu nữ. Gương mặt trắng mịn, đáng yêu, đôi mắt nhanh nhẹn trong sáng như nước, đôi môi đỏ mọng, kiều mị đáng yêu, mái tóc buông dài xuống thắt lưng nhẹ nhàng lay động theo gió. Trông nàng giống như một công chúa nhỏ trong truyện cổ tích. Thiếu nữ mặc một chiếc váy màu trắng đặc biệt, một đôi giày vải hoa văn lộn xộn tươi sáng, màu trắng. Thiếu nữ không quan tâm tới đàn bướm đang vờn quanh người thanh niên cạnh mình, bản thân đang cầm một ly sữa chua to, uống một cách say sưa. Người ta chỉ thấy quai hàm cô gái phồng lên, sữa chua trong ly đã cạn một nửa, tiếp một hơi nữa, ly sữa chua đã cạn. Hai mắt cô gái khép hờ, dáng vẻ cực kỳ mê say. Hình như đây chính là chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới này của cô gái. Anh chàng đẹp trai, có thể mời em một ly không? Một người phụ nữ ngực tấn công mông phòng thủ đi tới ngồi xuống trước mặt gã trai, cúi thấp ngực như muốn lộ hàng cho gã nhìn. Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi. Người thanh niên chỉ thiếu nữ ngồi bên cạnh mình. Ả phụ nữ liếc nhìn cô gái vẻ khinh thường nói, loại con gái còn chưa phát dục đầy đủ này có gì thú vị cơ chứ? Em có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu của anh. Coi như anh muốn chơi em từ phía sau, em cũng tuyệt đối không từ chối. Người thanh niên lén nuốt nước bọt, nói, thế nhưng tôi rất yêu bạn gái của mình. Không nhiệt tình chút nào, Ả phụ nữ buồn bực nói. Cô Ả lấy bút ghi một dãy số lên một tờ giấy và nói, đây là số điện thoại của em. Bất kỳ lúc nào anh cũng có thể gọi điện cho em nếu như anh muốn chơi. Không thành vấn đề, gã thanh niên ra vẻ phong độ, cầm tờ giấy nói. Sau đó Ả phụ nữ hôn lên má con mồi của mình rồi lắc mông, tung tẩy bước đi. Phụ nữ ở đất nước các anh không biết xấu hổ. Cuối cùng cô gái cũng bỏ ống hút ra khỏi miệng, nàng nhìn dấu son đỏ trên má Giê-xu nói. Cô gái này không hiểu tiếng Anh, càng không hiểu lúc nãy hai người kia đã nói những gì nếu không chỉ e bão táp đã sớm bùng nổ. Ồ, tôi không thể giải thích với câu chuyện này. Gã thanh niên gợi cảm nói vẻ khó xử. Phụ nữ Trung Quốc có khuynh hướng truyền thống. Phương thức thể hiện tình cảm dường như rất kín đáo. Trong khi đó phụ nữ phương Tây thường nhiệt tình hơn, cách biểu đạt tình cảm trực tiếp hơn. Nói thật dễ nghe nhưng cũng không thể vội vã lên giường. Cô gái nói vẻ khinh bỉ. Gã thanh niên sửng sốt rồi phá lên cười, gã nói tiếp, cô nói không sai. Thật ra sự khác biệt giữa văn hóa phương Tây và phương Đông chính là khác nhau giữa thời gian quen nhau và lên giường. Tốc độ ở phương Tây nhanh hơn một chút trong khi đó phương Đông các cô cần phải liên tục dò xét. Thử dò xét mới nảy sinh tình cảm. Kết quả cuối cùng không phải cũng là trên giường sao. Hồng Phu cực kỳ tức giận nhưng không biết làm thế nào phản bác lại Giê-xu. Nàng chưa trải qua chuyện tình cảm nên không thể nói về triết lý tình cảm. Mặc dù Hồng Phu cảm thấy lý luận của Giê-xu là sai lầm nhưng rốt cuộc nàng không thể hiểu được là sai ở chỗ nào. Các người có vẻ lưu manh hơn. Hồng Phu quyết định chơi xỏ Giê-xu. Phụ nữ luôn cho mình cái quyền gây chuyện với người khác mà. Đúng vậy, cô gái này chính là Hồng Phu, mà người thanh niên gợi cảm, niềm mơ ước của rất nhiều người phụ nữ ngồi bên cạnh nàng chính là Giê-xu. Ngay buổi tối hôm đó Hồng Phu và Giê-xu cùng rời đi, cả hai còn tiện tay mang theo 30 triệu USD của Tần Lạc. Hai người không đi xa mà vẫn thường xuyên lui tới những khách sạn cao cấp, những sòng bạc lớn ở Las Vegas, nếm trải đủ các hình thức đánh bạc khác nhau. Bọn họ mua quần áo hàng hiệu, ăn ở những nhà hàng danh tiếng, nén hàng bó đô la qua cửa sổ như thể đó không phải là tiền. Là tiền nhưng nó không phải là tiền của bọn họ. Đột nhiên tôi nhớ ra một việc. Giê-xu nói. Việc gì? Tần đã từng nói cho mỗi người chúng ta 10 triệu USD ra đi nhưng chúng ta cầm của anh ta 30 triệu USD. Nói cách khác, chúng ta phải trả lại anh ta 10 triệu USD. Đúng vậy, Hồng Phu gật đầu. Lần sau gặp lại. Thế nào chúng ta cũng trả lại anh ta. Khi đó, anh ta đã chết rồi. Ồ, thật đáng tiếc. Giê-xu nhún vai thờ ơ nói, nếu như chuyện đó xảy ra, anh ta xảy ra chuyện, tôi không cần trả tiền nữa. Bây giờ anh có thể mang tới trả. Hồng Phu nói,
kẻ nợ tiền không trả chính là vương bát đản. Giê-xu nhìn chằm chằm vào Hồng Phu. Hồng Phu lại hé miệng mút sữa chua, hờ hững nói, câu nói này là của Tần Lạc. Chương 1076, Nhất Đao Tứ Trảm. Anh ta đã nói như vậy sao? Giê-xu hỏi. Đúng vậy, Hồng Phu hút một hơi sữa chua trong ly thủy tinh, ực một tiếng thỏa mãn rồi nói khi đi. Anh ta nói anh ta rất tin tưởng nhân phẩm của tôi. Giê-xu đau lòng nói. Nhưng đó chính là 10 triệu USD. Anh ta nói giá trị của tôi còn lớn hơn 10 triệu USD. Nhưng anh cầm đi những 30 triệu USD. Anh ta sỉ nhục tôi. Anh đáng bị sỉ nhục. Tại sao? Vì anh nợ người ta 10 triệu USD mà không muốn trả lại. Cô thì sao? Anh là người cầm tiền, hoàn toàn không liên quan gì tới tôi. Nhưng cô cùng rời khỏi anh ta với tôi. Bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể quay lại. Nếu như vậy thì tại sao cô lại bỏ đi? Bởi vì tôi không thích bà lão kia. Cô nói bà lão là Ly tiểu thư sao? Hồng Phu khinh thường nhìn Giê-xu. Nàng không ngờ Giê-xu có thể hỏi câu hỏi ngu ngốc đó, ngoại trừ cô ta ra còn có người phụ nữ nào khác sao? Nhưng Ly tiểu thư không già mà. Già hơn so với tôi. Giê-xu cầm chìa khóa chiếc xe Ferrari phát hành số lượng có hạn trên thế giới, nói với Hồng Phu, mặc dù tôi không biết hình dáng của vương bát đản như nào nhưng tôi thật sự không thích bị xưng hô như vậy. Không thể sỉ nhục nhân phẩm của tôi. Tôi muốn trả lại tiền trước khi anh ta chết. Nói như vậy rất có thể anh cũng sẽ chết. Hồng Phu tốt bụng nhắc nhở. Tôi sẽ nói rõ với bọn họ rằng tôi chỉ tới trả lại tiền, trả xong tôi lại đi. Tôi cũng đi, Hồng Phu nói. Cô đi làm gì, cô không nợ anh ta tiền. Tôi đi giải độc cho anh ta. Hồng Phu nói, anh ta giải độc cho tôi nhưng tôi lại quên giải độc cho anh ta. Tôi cũng không muốn thiếu nợ người ta. Tôi càng không muốn thiếu nợ anh ta. Người đẹp, xin mời. Giê-xu giơ tay mời. Sau đó Giê-xu cầm chìa khóa bấm một cái. Đèn chiếc xe Ferrari đỏ ở bên cạnh nhấp nháy. Giê-xu mở cửa xe bước lên xe, Hồng Phu cũng lên xe từ cửa bên kia. Vô số phụ nữ với ánh mắt nóng bỏng đang nhìn theo hai người, nguyền rủa chiếc xe của hai người sẽ nổ lốp. Khi chiếc Ferrari mới chạy được một đoạn không xa, một chiếc Mercedes-Benz màu đen theo sát ở phía sau hai người. Chúng lại tới nữa rồi. Hồng Phu nhìn qua kiếm chiếu hậu nói. Đây không phải là điều cô muốn sao? Giê-xu cười nói. Không phải cũng giống anh sao? Được rồi, nếu như chúng đã tới, chúng ta hãy đi dạo với chúng. Giê-xu đắc ý nhìn xe của mình nói, FXX chiến thần, bây giờ rốt cuộc có thể tự do bay lượn. Giê-xu kéo mạnh cần lái, chiếc xe giống như một mũi tên lao bắn đi, lao nhanh trên đường. Chiếc xe phía sau cũng tăng tốc độ. Mặc dù khoảng cách giữa hai xe kéo giãn hơn nhưng chiếc Ferrari vẫn hoàn toàn không thể cắt đuôi chiếc Mercedes-Benz ở phía sau. Rõ ràng đây là một chiếc Mercedes-Benz được tân trang lại. Thú vị thật, Giê-xu liếc nhìn qua kiếm chiếu hậu, một lần nữa tăng tốc độ. Chiếc Ferrari giống như một con rắn luồn lách trên đường, lần lượt mạo hiểm vượt qua những chiếc xe đang chạy trước nhưng không lần nào để xảy ra va chạm dù nhỏ nhất. Qua việc này có thể thấy sự điều khiển xe của Giê-xu đã đạt tới tình trạng người xe hợp nhất. Như có linh tính hiểu nhau. Thế nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là chiếc Mercedes-Benz cũng học làm theo, kiên trì bám đuổi, theo sát sau chiếc Ferrari, một bước không rời. Một đỏ một đen, một trước một sau. Hai chiếc xe biểu diễn một màn đuổi bắt cực kỳ kịch tính trên con đường xe cộ không mấy đông đúc. Vô số người bị phiền phức, vô số người kinh hãi, đương nhiên cũng có người dùng điện thoại di động hay máy camera cầm tay quay theo và đương nhiên cũng có xe cảnh sát hú còi đuổi theo. Thế nhưng cảnh sát sao có thể đuổi kịp một chiếc Ferrari và một chiếc Mercedes-Benz tân trang? Chỉ trong nháy mắt bọn họ đã mất dấu vết của chúng. Sau khi bỏ qua xe cảnh sát, Giê-xu lái xe chạy theo con đường hướng lên phía Bắc. Đây là một thành phố bị cô lập giữa sa mạc. Cho dù bạn kiên trì lái xe theo một phương hướng nào đó một thời gian, cuối cùng bạn sẽ tiến vào trong sa mạc. Chính vì vậy mục tiêu của gã chính là sa mạc rộng lớn, không người. Chúng muốn đi vào trong sa mạc, người đàn ông đang linh hoạt điều khiển xe, khi đánh sang trái, khi đánh sang phải, khi nửa vòng, khiến người xem hoa cả mắt. Vậy không phải rất tốt sao? Gã đàn ông anh Tuấn ngồi ở ghế phụ cười nói, trong đó là một chỗ giết người rất phù hợp. Nhưng cũng là nơi để bị giết rất tốt, người đàn ông ngồi ở ghế phụ nói. Gã đàn ông anh Tuấn liếc nhìn gã đang lái xe nói, quỷ ảnh, quay về từ Trung Quốc, lá gan của mày nhỏ đi nhiều.
trước kia trong từ điển của mày không có hai từ thất bại và chết. Mày luôn mang sự sợ hãi tới cho người khác nhưng bây giờ thậm chí mày cũng không học được sự sợ hãi. Không nên coi thường bất kỳ đối thủ nào, quỷ ảnh bực tức nói. Đây chính là trải nghiệm sỉ nhục đối với y. Gã thanh niên kia, yếu đuối, mỏng manh, quỷ ảnh y chỉ tưởng rằng mình dùng một đầu ngón tay cũng đủ giết chết gã. Chỉ cần một lần chạy nước rút, chỉ cần một lần thôi. Thế nhưng kết quả thì sao? Khi nhớ tới cái tát bỏng rát khi đó, quỷ ảnh có cảm giác như cả thế giới tối đen, sống lưng y cũng cực kỳ lạnh lẽo. Là một sát thủ nổi tiếng về tốc độ nhưng chính bản thân tốc độ của mình lại bị đối phương nắm giữ. Cảm giác đó cực kỳ bất an. Hừ, Kim Đồng cười nhạt nói, tao không biết tại sao hắn có thể bắt được tốc độ của mày nhưng tao tuyệt đối tin tưởng hắn không phải là đối thủ của chúng ta. Cho dù hắn có phòng thủ lợi hại như nào đi nữa, hắn có thể đứng yên tại chỗ cả đời không? Hắn có thể chống được đao và súng đạn không? Hay là tương cho hắn một viên đạn trái phá cũng được? Bá tước đại nhân muốn đích thân ra tay, thật sự là nâng cao tầm quan trọng của hắn. Tao muốn nói, té ngã ở nơi nào thì đứng dậy ở nơi đó. Nếu như giao nhiệm vụ cho chúng ta nhất định phải chặt đầu hắn. Đáng tiếc chúng ta lại phải đối phó với hai món hàng phế phẩm này. Giê-xu không phải là hàng phế phẩm, cô gái kia càng không phải là đồ bỏ. Nhất định ngọc nữ sẽ không nghĩ như vậy. Mày có tin là tao sẽ đập nát mặt mày không? Kim Đồng oán hận nói, thằng khốn này dám nói ra chuyện của em gái y. Ngọc nữ chúng cổ độc, tất cả các thiết bị công nghệ cao cũng không thể lấy được hai con rắn nhỏ ra ngoài. Điều này khiến Kim Đồng cực kỳ đau lòng, tức giận và cảm thấy sỉ nhục. Em gái chịu nhục, y làm anh trai có thể không mất mặt sao? Nếu như nhiệm vụ lần này lại thất bại, không phải đơn giản chỉ là mất mặt. Quỷ ảnh vẫn giữ dáng vẻ bị bước vào cái chết không có chỗ chôn, sắc mặt thản nhiên, y bình tĩnh nói. Kim Đồng nghĩ tới lời dặn đi dặn lại của bá tước, y đành phải nén cơn giận trong lòng xuống. Chúng dừng lại rồi, quỷ ảnh nói, xem ra chúng cũng cảm thấy phong cảnh chỗ này rất tuyệt. Vậy hãy tiến chúng đi tìm cái chết. Cô gái giao cho mày, thằng đàn ông là của tao, quỷ ảnh nói. Được rồi tao thích phụ nữ, Kim Đồng nhếch miệng cười nói. Tao muốn nhét vào miệng cô ả này một con dã thú châu Phi. Chiếc bào gỗ phát ra những âm thanh xoẹt xoẹt thế nhưng nếu dùng cái bào này bào ra đầu của người thì nó sẽ phát ra những âm thanh gì đây? Khi bá tước giết người phụ nữ của mình Tần Lạc không có mặt nên hắn chưa từng nghe thấy âm thanh này. Đương nhiên Tần Lạc cũng không muốn biết tột cùng đó là âm thanh gì. Bây giờ Tần Lạc càng không muốn biết vì người bá tước muốn bào chính là cô của hắn. Tần Lạc nào để cho bá tước có thể thực hiện được ý định của mình? Sao hắn có thể đứng yên nhìn cô của mình bị hành hạ? Khóe mắt Tần Lạc như muốn vỡ ra, máu trong người hắn như đang sôi trào. Tần Lạc bực tức gầm lên một tiếng, vọt tới trước. Tần Lạc biết bản thân mình không phải là đối thủ của bá tước. Long Vương cũng nói cách tấn công tốt nhất của hắn chính là phòng thủ. Thế nhưng đó không phải là lý do để hắn không ra tay. Tần Lạc muốn giết bá tước. Xe lão già kia thành từng mảnh nhỏ. Tần Lạc nhanh, Ly còn nhanh hơn. Trợ thủ đắc lực tay cầm chủy thủ, nhanh chóng vọt lên trước Tần Lạc. Khi chỉ còn cách bá tước 2 mét, Ly đạp mạnh mũi chân, sau đó thân thể nàng bắn lên cao. Động tác của Ly cực kỳ nhanh nhẹn, tư thế cực đẹp, rung động lòng người. Thanh chủy thủ nhỏ bé trong tay Ly bay ra, rít gió mang theo âm thanh ghê rợn bay tới vị trí mắt bá tước. Không những bá tước không tránh. Ông ta chỉ thờ ơ giơ chiếc bào trong tay lên. Keng! Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên. Thanh chủy thủ chạm vào. Ly biết bản thân mình không có năng lực chỉ một đòn có thể đánh bại bá tước. Nàng phóng chủy thủ vào bá tước chỉ vì muốn trì hoãn thời gian để bá tước không bào ra đầu cô Tần Lạc mà thôi. Sát chiêu chính thức vẫn còn ở phía sau. Ly giơ cao tay phải, thanh chủy thủ hai bên hình răng cưa bay ra, nhắm thẳng vào đầu bá tước. Vốn mục tiêu của Tần Lạc chính là bá tước nhưng Ly đầy nghĩa khí đã đoạt mất của hắn. Vì vậy Tần Lạc chỉ biết đi theo sau lưng Ly, tấn công bá tước sau Ly. Hai người đánh một người có phần thắng cao hơn một chút. Hơn nữa Tần Lạc thật sự lo lắng khi một mình Ly phải đối mặt với lão già bá tước kỳ dị này. Binh! Trúc Bản Vô Tâm ra tay. Trong tay Trúc Bản Vô Tâm đã xuất hiện một thanh đao. Một đao đơn giản chém ra nhưng đao ảnh đầy trời. Nhất đao tứ trảm. Tuyệt kỹ bất truyền của Nhất Đao Lưu. Chương 1077, không kẻ nào có thể kháng cự được. Két.
Chiếc Mercedes-Benz dừng lại cách chiếc Ferrari khoảng chừng 10 mét, sau đó Quỷ Ảnh và Kim Đồng, một trái một phải cùng đẩy cửa xe bước xuống. Hai chủ nhân của chiếc Ferrari không xuống xe. Bọn họ yên tĩnh ngồi đợi tong đó, nghiêng mắt nhìn hai người Quỷ Ảnh đang đi tới. Hình như đang chờ hai người bọn họ. Hai người Quỷ Ảnh liếc mắt nhìn nhau rồi sóng vai nhau đi tới chỗ chiếc Ferrari. Khi hai người đang đi, một lần nữa tiếng động cơ chiếc Ferrari vang lên, sau đó một cột cát vàng bụi mù bốc lên chạy về hướng hai người Quỷ Ảnh. Từ khi khởi động xe cho tới khi tăng tốc chỉ cần 3 giây. Đây chính là điều đặc biệt hay của chiếc Ferrari chiến thần. Đây chính là chiếc xe thể thao nhanh nhất thế giới, có tốc độ khởi động nhanh nhất thế giới. Đồ gian trá, Kim Đồng mắng to, y vốn nghĩ có thể sảng khoái đánh một trận với hai người này, không ngờ chúng lại dám giở thủ đoạn lừa đảo này. Hai người Quỷ Ảnh nhanh chóng tránh né sang hai bên, nếu như hình thức tấn công này có thể gây tổn thương cho hai người Quỷ Ảnh, bọn họ không xứng là chiến tướng của Hoàng đế. Vù, thân xe Ferrari nhoáng qua chỉ làm bay chéo áo của hai người Quỷ Ảnh. Khi chiếc xe vọt qua bên người, hai người Quỷ Ảnh lập tức rút súng định bắn, một làn phấn trắng nhẹ nhàng bay tới. Bây giờ là gió Tây Nam, đúng lúc hai người Quỷ Ảnh đứng ở đầu gió. Làn hương phấn theo chiều gió thổi bay tới rất nhanh, bất kỳ lúc nào cũng có thể bao phủ hai người Quỷ Ảnh bên trong. Có độc, Quỷ Ảnh trầm giọng quát. Quỷ Ảnh vung hai tay, dùng áo che kín đầu rồi y liên tục lăn lộn trên mặt đất né tránh hương phấn màu trắng đang phát tán trong không trung. Kim Đồng chạy trốn nhanh hơn, y chạy về phía bắc, nhanh chóng thoát khỏi khu vực ảnh hưởng của màu trắng khủng khiếp. Hai người Quỷ Ảnh đã được chứng kiến sự đau đớn của Ngọc Nữ nên biết ả này tuyệt đối không dễ chơi. Thế nhưng sau khi chiếc Ferrari quẹo gấp, quay ngược lại, một lần nữa nó tiếp tục vọt tới chỗ hai người Quỷ Ảnh. Hình như chủ nhân của chiếc Ferrari không e ngại bột phấn mày trắng. Chiếc Ferrari nương theo luồng bột phất trắng xông lại bên này. Tay trái Jesus lái xe, tay phải giơ khẩu súng màu vàng bóp cò. Trong khi đó Hồng Phu tháo cây trường tiên có gắn chủy thủ đeo ở thắt lưng xuống, nhắm Kim Đồng đánh tới. Phịch, phịch, phịch. Ba viên đạn hình thành một hình tam giác bay tới, hình thành ba góc phong tỏa thân thể Quỷ Ảnh. Tốc độ của Quỷ Ảnh quá nhanh, khi di chuyển chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh cho nên hắn ra nhiều viên đạn, hơn nữa tận dụng khả năng khoảng cách ngắn, hạn chế không gian di chuyển của Quỷ Ảnh trong một không gian nhỏ hẹp. Vù. Đột nhiên cây trường tiên rung lên, vươn thẳng, như một trường thương đâm thẳng vào ngực Kim Đồng. Vào thời khắc nguy hiểm này hai người Quỷ Ảnh bắt đầu di chuyển vì bọn họ hiểu rất rõ rằng nếu như bọn liều mạng bỏ trốn, tốc độ của bọn họ dù nhanh cũng không thể vượt qua tốc độ chiếc Ferrari. Hơn nữa xung quanh chỉ là cát vàng mênh mông, không có địa hình ẩn núp. Hơn nữa lúc này khoảng cách từ hai người bọn họ đến chiếc Mercedes-Benz khá xa. Hai kẻ khốn nạn kia thật sự giàu hoạt. Chúng đã tính toán rất chu đáo từng bước đi một, trước tiên là dừng xe dụ hai người Quỷ Ảnh xuống xe. Sau khi hai người Quỷ Ảnh xuống xe, chúng đột nhiên khởi động xe xông tới đụng bọn họ. Tới khi hai người Quỷ Ảnh chuẩn bị nổ súng, chúng lại lợi dụng đang lợi gió, dùng thuốc độc bột phấn màu trắng tấn công khiến hai người Quỷ Ảnh hoảng loạn bỏ chạy rồi chúng lại đột nhiên quay xe lại đuổi đánh như đang đánh chó vậy. Trong tay Quỷ Ảnh đã sớm xuất hiện một khẩu súng lục màu đen. Y vừa lăn lộn né tránh những viên đạn của Jesus, vừa giơ súng bắn. Quỷ Ảnh không chỉ là vua tốc độ, hơn nữa y còn thông thạo các loại súng, thuốc nổ. Lúc trước khi Tần Lạc và Ninh Toái Toái bị ép nằm dán xuống nền nhà trong tòa building Hoán Khê cũng chính là kiệt tác của Quỷ Ảnh. Tới khi Gabo tới, chính Quỷ Ảnh đã mang theo thuốc nổ đi ám sát. Chính vì vậy kỹ thuật bắn súng của Quỷ Ảnh cũng cực ưu tú. Điều quan trọng nhất là khi né tránh viên đạn. Thân hình của Quỷ Ảnh vẫn cực kỳ quỷ mị, giống như thân thể Quỷ Ảnh có khả năng đoán trước tình huống. Khi viên đạn còn chưa bay tới, thân thể Quỷ Ảnh đã làm động tác né tránh. Nếu lúc này có khán giả đứng xem, mỗi một viên đạn đều bay xuyên qua vị trí thân thể Quỷ Ảnh đứng một giây trước đó, giống như đã từng tập luyện trước đó vậy. Chỉ những người chuyên nghiệp mới hiểu rõ, đây chính là năng lực dự đoán trước nguy hiểm. Chỉ có những cao thủ chân chính mới có khả năng này, trải qua muôn ngàn thử thách. Bất kỳ một bộ phận thân thể nào của bọn họ đều cực kỳ mẫn cảm đối với những đồ vật nguy hiểm. Trong khi đó Kim Đồng cũng đã mang bao tay trắng cổ quái của mình. Lúc này Kim Đồng như đang cùng Hồng Phu chơi trò dùng tay bắt kiếm vậy. Cây trường tiên của Hồng Phu đánh về phía ngực Kim Đồng. Kim Đồng giơ tay bắt roi sau đó lôi kéo roi. Hồng Phu không cho Kim Đồng bắt roi, nàng thu roi về rồi lại một lần nữa tấn công vào cổ Kim Đồng. Kim Đồng lại giơ tay bắt.
hai người kim đồng, hồng phu, một người dùng roi tấn công, một người muốn đoạt roi, nhân tiện lôi ả phụ nữ từ trên xe xuống đất. Thế nhưng động tác của hai người quá nhanh, hơn nữa hành động cực kỳ nhanh nhẹn, mẫn cảm. Một người muốn tấn công mà không tấn công được, một người muốn bắt mà không bắt được. Người tới ta đi, lúc này cục diện như trong trò tạp kỹ sặc sỡ, cũng giống như trò chơi liếc mắt đưa tình vậy. Xe như chiến mã, Giê-xu và Hồng Phu trên xe giống như những kỵ sĩ. Hai người bọn họ điều khiển chiến mã tấn công xung quanh, muốn chém chết kẻ thù, muốn bắn chết kẻ thù. Trong khi đó quỷ ảnh và kim đồng đã sớm mất ngựa. Hai người một trái, một phải vây công chiến mã đơn độc này. Một người có tốc độ quỷ dị, một người hành động nhanh nhẹn. Hai bên cùng liên tiếp ra đòn. May mắn vì có chiến mã sắt thép ở giữa ngăn cản nên hai bên không có cách nào xông lại gần nhau đánh giáp lá cà. Chính vì vậy trận chiến này rất khó chấm dứt chỉ trong chốc lát. Nhiệm vụ của quỷ ảnh và kim đồng là chặn Giê-xu và Hồng Phu, không để hai người này đi giúp đỡ Tần Lạc. Đương nhiên khi có cơ hội có thể ra tay giết chết hai người Giê-xu. Trong khi đó đối với Giê-xu và Hồng Phu, nhiệm vụ của bọn họ chính là trì hoãn và phân tán. Trì hoãn thời gian, phân tán thực lực của bọn chúng. Đây chính là phương thức chiến đấu hai bên cùng mong muốn. Thoạt nhiên trận đánh cực kỳ quyết liệt nhưng lại có vẻ không kịch liệt chút nào. Ít nhất đánh cho tới lúc này vẫn không thấy có người chảy máu. Thân thể Ly bay lên không trung, giống như một cánh chim màu đen với đôi cánh dài. Trong tay nàng là thanh chủy thủ sáng loáng, hung ác, tàn nhẫn, thẳng tiến hướng đầu bá tước đâm xuống. Bá tước lùn, hơn nữa đầu là một bộ phận thân thể quan trọng, rất khó phòng ngự. Chính vì vậy lựa chọn tấn công vị trí này của Ly chính là sát chiêu. Trong khi bay lên trên không, quả thật nàng nắm giữ ưu thế từ trên cao đánh xuống. Gần, gần nữa. Cuối cùng Ly cũng ở vào độ cao tấn công tốt nhất, tìm được điểm tấn công tốt nhất. Một lần nữa tay phải của nàng phát lực, hung hăng đánh xuống đầu bá tước. Ly hiểu rất rõ ràng cho dù xương đầu một người cứng rắn như nào đi nữa nhưng cũng không thể ngăn cản một đao này. Một đao này nhất định sẽ chọc trên đầu bá tước một lỗ thủng. Nếu như cần thiết nàng nhất định sẽ giải phẫu nó. Đây là điều không phải chưa từng làm trước đây. Một cô bé cực kỳ đáng yêu. Bá tước ngẩng đầu ngắm nhìn Ly đang càng lúc càng xuống gần, sắc mặt say mê nói. Sắc mặt bá tước đỏ hồng, nụ cười như si mê, dường như không biết tử thần đang tới gần. Bởi vì cô bé đáng yêu nên ta quyết định không giết cô bé. Bá tước nói. Bá tước di chuyển. Cái bào trong tay bá tước lượn một vòng rồi bất ngờ quay ngược tay cầm bằng gỗ, hung hăng bay tới, nện trúng thanh chủy thủ của Ly. Phịch. Thanh chủy thủ rời khỏi bàn tay Ly trong khi đó cái bào cũng đánh trúng cổ tay nàng. Ly nghe rõ ràng tiếng đầu khớp xương cổ tay mình vỡ vụn. Nàng hiểu rằng cánh tay phải của mình đã bị phế. Bởi vì Ly đau đớn, nàng không còn cảm giác. Giống như nàng đã mất cánh tay này từ nhiều năm trước. Khiếp sợ, phẫn nộ, lớn hơn nữa chính là tâm trạng không cam lòng ngập tràn trong tim. Nàng là người phát động tấn công trước, nàng cũng là người chiếm ưu thế độ cao khi tấn công, thậm chí nàng còn muốn đâm thủng đầu bá tước. Khi Ly nhìn thấy bá tước phung cái bào, nàng đã định né tránh. Nhưng điều Ly muốn, nàng lại thật sự không thể làm được. Bởi vì trong não của nàng mới chỉ vừa truyền đạt mệnh lệnh. Cái bào của bá tước đã nện trúng tay nàng. Đây chính là sự chênh lệch về tốc độ, sự chênh lệch về thực lực. Chỉ có một điều giải thích này. Nói cách khác không thể giải thích tình huống này theo bất kỳ cách nào khác. Dù gì đi nữa nàng đã chiếm tất cả quyền chủ động. Trong khi đó bá tước không vì thế mà buông tha cho Ly. Thân thể nhỏ bé của ông ta đột nhiên nhảy dựng lên. Chỉ một chiêu bá tước đã bắt được cổ tay đang bị thương của Ly. Sau đó bá tước mang theo Ly tiếp tục bay lên cao. Hai người càng lúc càng bay cao, giống như đi ngược lại với nguyên lý vật lý học. Tốc độ của hai người nhanh chóng giảm xuống. Trong quá trình hạ xuống, bá tước ra tay, không dùng chân. Cái chân ngắn của bá tước đá từng cái một vào bụng Ly, từng cái một. Ngay khi sắp rơi xuống đất, bá tước mạnh mẽ tấn công một cước. Hơn nữa bá tước cũng buông cổ tay ra. Loảng xoảng. Thân thể Ly bay ngược lại, sau đó rơi xuống đập nát một cái giá áo. Ồ, thật đáng chết. Bá tước cau mày, nhìn cái giá áo nát vụn vẻ đau lòng. Đây là một tác phẩm nghệ thuật tâm huyết của ông ta, nhưng báu vật này của ông ta lại bị một cô gái mà ông ta không ghét bỏ đập nát. Tôi không bao giờ muốn giết người phụ nữ của mình. Bá tước nói,
mà chỉ vì cô ta muốn giết tôi nên tôi mới nấu chín ăn cô ta. Thế nhưng tôi sẽ không ăn cô. Ly không nói đương nhiên càng không có tiếng rên rỉ đau đớn. Ly để mặc cho máu tươi trào ra từ khóe miệng, hai hàm răng nghiến chặt, kiên cường, chậm rãi ngồi dậy từ trên chiếc giá áo nát vụn. Sau đó một lần nữa Ly đứng trước mặt bá tước. Mặc dù cánh tay phải Ly run rẩy không ngừng, xương cốt toàn thân như muốn gãy rời nhưng ánh mắt của nàng vẫn trước sau như một, kiên cường, bất khuất. Bá tước nhìn Ly vẻ tán thưởng nói, xem ra cô không thể ngăn cản được tôi. Nếu như vậy tôi phải hoàn thành lời hứa của tôi với Tần Lạc. Nói xong bá tước giơ chiếc bào phóng tới chỗ Tần Lam. Bá tước đã nói là muốn dùng bào gọt tóc Tần Lam. Nếu như thật sự để bá tước làm như vậy, không phải tóc Tần Lam rơi xuống mà từng mảnh ra đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.